Bát gia tái thế, Trần Đức. Tập 11. Kỳ Hàn biết, Trần Đức đưa ngưng thần đan và hai cuốn công pháp ấy cho hắn là vì tin tưởng mình. Nếu hắn không đọc công pháp ra thì có vẻ như mình không tin tưởng anh. Sau đó, hắn đọc công pháp của mình ra, Trần Đức vừa uống rượu, vừa lẳng lặng nghe. Khi anh nghe đến một số điểm quan trọng thì sẽ thuận miệng nói ra vài lỗ hổng, chỉ dạy mấy câu. Mỗi lần anh mở miệng, đều có thể vạch ra một số khuyết điểm chí mạng, hơn nữa còn cải tiến nó. Sau khi được Trần Đức sửa lại, công pháp vốn tồn tại lỗ hổng không được trọn vẹn gần như đã trở nên hoàn mỹ không tì vết. So với bản gốc còn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Thậm chí, Kỳ Hàn còn đột phá. Đúng thế, hắn đã đột phá ngay tại chỗ. Nhảy tới thông mạch trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém một bước là có thể bước vào hậu kỳ. Cậu Trần, Kỳ Hàn cực kỳ kích động, chắp tay vái lạy Trần Đức, cảm ơn cậu. Kỳ Hàn quả thật nể Trần Đức sát đất, hắn dám khẳng định, đi theo Trần Bát Hoang thì mai sau sẽ có một tương lai đầy rộng mở. Phải biết rằng, bất kể là thông mạch đan hay ngưng thần đan thì đều là vật quý. Công pháp tu luyện lại càng là của quý trong của quý, thế mà Trần Bát Hoang lại có thể tùy tiện lấy ra. Quan trọng nhất là, sự cải tiến của anh với công pháp nhà họ Kỳ, có thể nói là danh tác. Những lỗ hổng ấy tích lũy cả mấy trăm năm, mấy năm nay, không ai có thể lấp đầy những bộ phận còn thiếu trong truyền thừa của nhà họ Kỳ. Mà Trần Đức lại chỉ mất không đến nửa tiếng. Một lúc lâu sau, trong lòng hắn vẫn không thể nào bình tĩnh lại được. Nếu nói trước đó Kỳ Hàn vẫn có chút không phục Trần Đức thì giờ đây, hắn đã hoàn toàn bị thuyết phục và quyết định phải đi theo Trần Bát Hoang. Được rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi, Trần Đức cười. Lúc này, điện thoại của anh bỗng đổ chuông, là Trương Thiên Dương gọi tới. Cậu Trần, hôm nay là lễ kết hôn của thằng con Trương Tử Đằng nhà tôi, cậu có thể tới tham gia không? Đầu bên kia, Trương Thiên Dương kính cẩn hỏi. Đương nhiên là đi rồi, tôi và con ông cũng coi như là chỗ quen biết cũ mà, Trần Đức cười nói. Khụ, Trương Thiên Dương xấu hổ ho khan một tiếng. Ông ta đương nhiên biết mấy cái chuyện mà Trương Tử Đằng đã làm, bèn vội giải thích, cậu Trần ơi, chuyện ấy đã là quá khứ rồi, còn tôi yêu một người phụ nữ, đã thay đổi triệt để rồi. Ừ, bản thân tôi cũng rất mong đợi dáng vẻ thay đổi triệt để của cậu ta. Lát nữa, tôi sẽ đi cùng với Kỳ Hàn, Trần Đức nói. Được, vậy tôi sẽ chờ cậu đến. Nửa tiếng sau, Trần Đức và Kỳ Hàn đi đến nhà họ Trương. Này! Trương Thiên Dương đã là người đứng đầu Hoa Bắc, còn ông ta kết hôn nên đương nhiên có rất nhiều khách khứa. Vì vậy, ông ta đã bao cả khách sạn Thiên Dương nhà mình, răng đèn kết hoa, tổ chức tiệc mừng, mời các nhân vật lớn trong tỉnh Hoa Bắc đến. Đám Tống Ngữ Yên, Tiêu Mạn Y, Hà Đồn đã sớm đến đông đủ. Còn Đàm Thu thì đang nói chuyện hết sức vui vẻ với Trương Tử Đằng, trông có vẻ đã bỏ qua ân oán lúc trước. Bóng Trần Đức và Kỳ Hàn vừa xuất hiện ở cửa. Trương Thiên Dương đã dẫn theo vợ, con trai, con gái, con dâu của mình ra tiếp đón. Cậu Trần, cậu Kỳ, hai người có thể đến quả thật là niềm vinh hạnh của tôi, Trương Thiên Dương có chút kích động, Trần Bát Hoang là ô dù của ông ta, còn Kỳ Hàn lại là người trong gia tộc lánh đời ở tỉnh Thượng Võ. Họ có thể đến thì đúng là đã rất nể mặt mình. Trần Đức vừa đến, Tiêu Mạn Y và Tống Ngữ Yên lập tức bước đến cạnh anh, đứng ở hai bên trái phải như là người phụ nữ của anh. Hôm nay là lễ kết hôn của Trương Tử Đằng nên hai cô đều ăn ý không trang điểm tỉ mỉ để tránh giành sự nổi bật của cô dâu chú rể. Nhưng dù thế, cả hai vẫn như đom đóm giữa bầu trời đêm, vô cùng bắt mắt, còn thu hút được nhiều ánh mắt hơn cả cô dâu. Cậu Trần, Trương Tử Đằng thấy Trần Đức thì ánh mắt lóe lên vẻ phức tạp, kính cẩn cười nói, cảm ơn cậu đã đến. Cậu Trần, để tôi giới thiệu với cậu, Trương Thiên Dương giới thiệu cho Trần Đức, đây là bạn gái của Tử Đằng. À không, là vợ của nó, Đồ Thanh Thanh. Đồ Thanh Thanh mặc chiếc áo cưới màu trắng, trông dáng người khá bình thường, nhưng gương mặt lại rất xinh đẹp, có thể chấm 7, 8 điểm. Xin chào cậu Trần. Cô ta nở nụ cười, cũng cực kỳ kính cẩn, cậu Trần, Thanh Thanh đã nghe nói về chuyện giữa cậu và Tử Đằng rồi. Đồ Thanh Thanh vẫy tay, lập tức có người nâng một mâm rượu lên, cô ta tự mình rót 3 ly rượu, một ly đưa cho Trương Tử Đằng, còn mình cầm một ly. Cậu Trần, Thanh Thanh và Tử Đằng chân thành xin lỗi cậu với những gì trong quá khứ, mong cậu bỏ qua cho. Cậu Trần, tôi rất xin lỗi về chuyện trước kia, Trương Tử Đằng cũng nói. Hai người nói xong bèn uống cạn ly rượu trong tay.
Được, Trần Đức nâng ly rượu lên, cười nói, vậy tôi cũng sẽ mượn ly rượu này chúc hai người trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc, sớm sinh quý tử. Chủ tịch Trương, đây là quà kết hôn mà cậu Trần tặng cho Tử Đằng, Kỳ Hàn cầm một cái hộp, trịnh trọng đưa cho Trương Thiên Dương, nhỏ giọng bổ sung, nhớ phải giữ cho kỹ, đồ trong này có thể khiến con trai ông trở thành võ giả đó. Cái gì? Sắc mặt Trương Thiên Dương cứng lại, gương mặt già nua đỏ lên, kích động, phấn khích, cúi người cảm ơn Trần Đức, cậu Trần, cả đời này Thiên Dương sẽ không bao giờ quên ơn nghĩa của cậu với nhà họ Trương. Trần Đức đỡ ông ta dậy, nói, nhiều người đang nhìn đó, dù gì ông cũng là tỷ phú đứng đầu ở tỉnh Hoa Bắc, đừng làm lễ lớn như vậy. Gì mà đứng đầu tỉnh Hoa Bắc chứ? So với các võ giả thì chúng tôi chẳng là cái đinh gì hết. Hơn nữa, những điều này đều do cậu ban cho chúng tôi. Dù bảo Thiên Dương quỳ xuống, tôi cũng sẽ không hối tiếc, Trương Thiên Dương nghiêm túc nói. Trần Bát Hoang không những cứu mạng ông ta, mà vì anh, nhà họ Trương mới được như bây giờ. Giờ phút này, anh lại cho con trai ông ta cơ hội trở thành võ giả. Cúi người làm một cái lễ thì tính là gì? Dù có tặng cái mạng già này cho Trần Bát Hoang thì ông ta cũng sẽ không chút do dự mà đồng ý. Được rồi. Trần Đức vỗ vai ông ta, dẫn đầu đi vào trong khách sạn. Khách khứa đến tham gia đám cưới thấy cảnh ấy đều kinh ngạc, có thể khiến Trương Thiên Dương tiếp đón một cách trịnh trọng như vậy thì trước giờ chàng trai kia là người đầu tiên đó. Đa số mọi người trong sảnh cũng không biết Trần Đức, họ đều đang đoán anh là cậu chủ nhà ai. Khách sạn này rất lớn, tổng cộng có 6 lầu, đám cưới được tổ chức ở lầu 1, còn tiệc rượu đều được bày kín hết từ lầu 2 đến lầu 6, chắc phải 300-400 bàn. Khách khứa đến đây ngoài tầng lớp thượng lưu ở 3 thành phố của Hoa Bắc, thậm chí phó hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Hoa Bắc cũng tới. Sau khi thấy Trần Bát Hoang bèn kính cẩn, sùng bái chào hỏi. Bên trong khách sạn răng đèn kết hoa, đầu đầu cũng là hoa tươi, bong bóng, chữ hỷ và các loại món ăn vặt nhập khẩu đắt đỏ như sô-cô-la, bánh gato, ngay cả nước khoáng cũng nhập từ nước ngoài về. Chi phí của đám cưới này chắc chắn phải mất hơn triệu tệ. Trương Thiên Dương sắp xếp cho Trần Đức, Tiêu Mạn Y, Đàm Thu, Tống Ngữ Yên, Kỳ Hàn lên bàn đầu, gần sân khấu nhất. Sau đó, ông ta mới dẫn con trai, con dâu đi lên bục. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra khi đang bề bộn trăm công nghìn việc để đến tham gia đám cưới của con trai Trương Tử Đằng tôi. Trương Thiên Dương cúi đầu trước hơn ngàn khách khứa, lập tức nhận được một tràng vỗ tay như pháo nổ. Hơn nữa, họ đều đứng dậy vỗ tay. Giờ, Trương Thiên Dương đã là người đứng đầu tỉnh Hoa Bắc, đã chẳng mấy ai dám đứng nhận một cái cúi đầu của ông ta. Ngay cả Phó Hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Hoa Bắc cũng đứng lên. Tiếng vỗ tay như nước, dần dần im lặng. Trương Thiên Dương mới cười nói, mời mọi người ngồi xuống, không cần phải khách sáo như thế. Hôm nay là ngày vui, tôi cũng không nhiều lời, kế tiếp là nghi thức của buổi lễ. Ông ta lùi sang cạnh nhường cho người chủ trì bước lên, dõng dạc nói, được rồi, vậy thì tiếp theo, nghi thức của buổi lễ giữa chú rể Trương Tử Đằng và cô dâu Đồ Thanh Thanh xin được phép bắt đầu. Xin mời anh Trương và cô Đồ lên đài. Hú! Bốp! 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 Một nam một nữ vừa bước lên đài, phía dưới lại vang lên tiếng vỗ tay và tiếng hú hét, cánh hoa rơi đầy trời, bong bóng bay lên cao, tiếng pháo không ngừng nổ vang. Đủ mọi ánh đèn sáng lấp lánh chiếu lên người cô dâu chú rể, khiến họ trở thành ngôi sao sáng nhất hôm nay. Sau khi trải qua một loạt bước đi ngắn gọn, nữ MC hỏi, thưa cô Đồ Thanh Thanh, cô có bằng lòng để người đàn ông này trở thành chồng của mình, kết hôn cùng anh ấy? Bất kể ốm đau, khỏe mạnh hay vì điều gì khác thì đều sẽ yêu, chăm sóc, tôn trọng, chấp nhận, không bao giờ phản bội anh ấy mãi đến khi nhắm mắt xuôi tay không. Tôi đồng ý, gương mặt Đồ Thanh Thanh tràn ngập hạnh phúc đáp. Thưa anh Trương Tử Đằng, anh có bằng lòng để cô gái này trở thành vợ mình, kết hôn với cô ấy. Bất kể bệnh tật, ốm đau hay vì điều gì khác thì cũng sẽ yêu, chăm sóc, tôn trọng, chấp nhận, không bao giờ phản bội cô ấy cho đến khi cuối đời không. Tôi đồng ý, Trương Tử Đằng nghiêm túc đáp. Được rồi, mời cả hai cùng hứa hẹn trước bố mẹ. Trương Tử Đằng, Đồ Thanh Thanh xoay người nhìn về phía Trương Thiên Dương và vợ của ông ta, Đồng Thanh hứa. Kể từ hôm nay, con sẽ coi Tử Đằng Thanh Thanh là chồng, là vợ của mình. Bất kể ốm đau hay khỏe mạnh, nghèo khổ hay giàu sang thì cũng sẽ không bao giờ phản bội hay hối hận, cùng nhau đi suốt cuộc đời. Nghi thức kết hôn của cả hai khá dài. Rất nhiều trai gái dưới đài đều bị xúc động, có một số cô gái khóe mắt còn đỏ hoe,
hy vọng mình cũng tìm được một người có thể gửi gắm cả đời. Lạ ghê, sao không thấy bố mẹ cô dâu đâu, Tống Ngữ Yên hơi thắc mắc, buổi lễ này nhìn như rất dài, nhưng thật ra đã bỏ bớt rất nhiều đoạn về nhà gái. Ví dụ như cô dâu phải được bố mẹ mình tự tay giao cho chú rể, rồi khi đồng ý không những cần bố mẹ nhà trai, mà bố mẹ nhà gái cũng phải có mặt. Dù không có bố mẹ thì cũng phải có người thân hay người nuôi nấng mình. Kỳ lạ là chẳng những không có bố mẹ nhà gái, mà ngay cả một người thân cũng không thấy đâu. Không biết, Trần Đức lắc đầu, ngoài Đồ Thanh Thanh ra thì hình như trong buổi lễ này cũng không thấy người nhà gái đâu. Điều này đúng là rất lạ, chắc là có lý do đặc biệt nào đó. Hay cho câu không bao giờ hối hận, cùng nhau đi suốt cuộc đời. Đúng lúc này, cánh cửa khách sạn bỗng bị người đẩy ra từ bên ngoài. Sau đó, một giọng nói khó chịu, táo bạo, kiêu căng ngạo mạn chợt vang lên, mẹ nó nhà họ Trương các người cũng can đảm gớm, dám cướp vợ chưa cưới của Thành Kỳ Văn tôi, có sự cho phép của tôi chưa vậy? Một nhà họ Trương nho nhỏ vừa vùng lên như mấy người muốn thử bị diệt cả dòng tộc hả? Khi giọng nói âm trầm, kiêu ngạo, hết sức tức giận và tràn ngập sát khí kia vang lên, mọi tiếng ồn, tiếng nhạc, tiếng hoan hô trong buổi lễ lập tức dừng lại. Sau đó, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa khách sạn. Ngoài khách sạn có ba người bước đến, ở giữa là một chàng trai nhuộm tóc màu khói, mắt xếch, môi mỏng, mặc áo ghi lê màu xám kết hợp với chiếc quần ngố bảy tấc tự xưng là Thành Kỳ Văn. Trên người hắn ta tràn ngập một vẻ kiêu căng, ngạo mạn đầy khinh bỉ. Hắn thong thả bước vào, hoàn toàn không coi buổi kết hôn, nhà họ Trương và những nhân vật trong giới thượng lưu ra gì. Hai người đằng sau hắn ta lần lượt là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, để tóc húi cua đứng bên trái. Bên phải cũng là một người đàn ông trung niên, nhưng khoảng 50 tuổi để râu dê, vẻ mặt thong dong, bình tĩnh, mặc đồ tôn trung sơn, đội mũ như những người ở thế kỷ trước. Giờ phút này, hầu như ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người Thành Kỳ Văn, riêng Trần Đức lại nhìn người đàn ông trung niên để râu dê kia. Người đàn ông đó mới là kẻ mạnh nhất trong ba người. Theo khí thế trên người gã, anh đoán gã ít nhất cũng mạnh hơn Kỳ Hàn, phải nói là rất mạnh. Mà có thể tìm được một người như vậy làm vệ sĩ thì rõ ràng là thân phận của Thành Kỳ Văn cũng cực kỳ phi phàm. Hắn ta tên là Thành Kỳ Văn, đến từ nhà họ Thành đứng thứ 23 trong 36 gia tộc địa sát. Kỳ Hàn ngó Thành Kỳ Văn, chỉ liếc mắt một cái hắn đã nhận ra hắn ta, nhỏ giọng nói, tên kia là con trai út của nhà họ Thành, thực lực soàng soàng chẳng có gì đặc biệt, bị chiều chuộng từ nhỏ. Người đàn ông khoảng 40 tuổi đằng sau hắn ta thì tôi không biết, nhưng người trông như 50 tuổi kia là vệ sĩ do nhà họ Thành mời tới cho hắn ta. Gã tên là Cát Hằng, có cảnh giới thông mạch hậu kỳ. Đúng là chơi lớn thật, sức mạnh của những gia tộc lánh đời kia quả là điều mà bên ngoài không thể bằng được. Có điều, không ngờ người phụ nữ kia lại là vợ chưa cưới của Thành Kỳ Văn, Trần Đức nhìn thoáng qua Đồ Thanh Thanh, rõ ràng cô ta có quen Thành Kỳ Văn vì trên mặt đã lộ ra vẻ sợ hãi, luống cuống. Còn Trương Tử Đằng và đám Trương Thiên Dương đứng cạnh cô ta lại lộ ra vẻ khó hiểu, kinh ngạc, ngơ ngác. Rõ ràng, họ cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra và không biết người tới là ai. Trương Tử Đằng cũng ghê thật, gương mặt Kỳ Hàn giật giật nói, thế mà lại cướp được vợ chưa cưới của Thành Kỳ Văn. Thành Kỳ Văn kia ghê gớm lắm hả? Thông mạch hậu kỳ thì dù là gia tộc lánh đời chắc cũng không có nhiều cao thủ như vậy nhỉ? Cử một người mạnh thế đi theo hắn ta. Có vẻ là đặt hy vọng rất cao vào hắn ta đấy chứ. Không, hắn ta cũng chỉ bình thường thôi, Kỳ Hàn đáp, nhà họ Thành cử cao thủ bảo vệ như vậy chủ yếu là vì anh trai hắn ta. Gia chủ nhà họ có hơn 10 bà vợ, hơn 20 đứa con, mà người xuất sắc nhất chính là Thành Kỳ Võ anh trai Thành Kỳ Văn. 3 năm trước, gã cũng đã là thông mạch kỳ đỉnh phong. Nhìn tình hình thì Trương Thiên Dương vẫn không biết gì cả, cũng chẳng biết đã chọc đến một nhân vật đáng sợ như thế nào. Ngay cả nhà họ Kỳ tôi đây mà cũng bị họ dẫm dưới chân nữa là. Mấy người là ai, mau đi ra ngoài, chỗ này không phải là nơi mà mấy người có thể ra oai. Lúc này, giám đốc khách sạn, bảo vệ đều đứng dậy, đây là địa bàn do họ phụ trách nên không thể xảy ra sơ sót gì được. Mười mấy hai chục bảo vệ cầm côn trong tay, giám đốc đứng giữa nói, hôm nay là lễ cưới của cậu Trương nên tôi có thể cho mấy người một cơ hội, tự động rời khỏi đây đi. Cho tao cơ hội. Thành Kỳ Văn nở một nụ cười quái đản, xen lẫn vài phần kiêu ngạo cùng hời hợt, chỉ bằng bọn mày. Bọn mày là cái thá gì? Lôi Thái, phế bỏ đám sâu kiến này cho tôi. Khi hắn ta vừa nói dứt câu,
Đột nhiên, bên cạnh có một gã trung niên độ khoảng 40 tuổi nhảy ra, hai tay gã trống trơn. Người này vừa lên lập tức ra tay đánh người. Lên! Tổng giám đốc khách sạn sầm mặt, trông rất khó coi. Nghe lệnh anh ta, gần 20 tên vệ sĩ lập tức lao ra. Thế nhưng, điều kỳ lạ chính là Lôi Thái mặc kệ côn của bọn họ, gã chẳng chút để tâm từng thanh côn rơi xuống người mình. Gã vung tay đấm, nắm đấm xé gió lao đến, mỗi nắm đấm là một tên vệ sĩ. Mỗi một lần như vậy đều có âm thanh xương cốt đứt gãy vang lên. Không đến nửa phút, toàn bộ vệ sĩ đã ngã xuống. Kế đó, Lôi Thái bước đến trước người tổng giám đốc kia, nở một nụ cười dữ tợn, sau đó vung chân đá. Răng rắc. Ngay lập tức, tổng giám đốc hét thảm một tiếng, hai chân anh ta dường như bị bẻ gãy, phút chốc đã quỳ sụp xuống đất. Thành Kỳ Văn bước đến, giơ chân dẫm lên người tổng giám đốc, hống hách nói, chó chết, mày cũng xứng nói cho tao cơ hội à. Tổng giám đốc sợ run, mặt anh ta tái nhợt, đối diện với Thành Kỳ Văn, anh ta không dám hó hé nửa lời. Mọi người có mặt tại hôn lễ đều há hốc mồm kinh ngạc, vừa nãy, tên Lôi Thái kia thật sự không phải người. Một mình gã đối phó với 20 tên vệ sĩ, vậy mà một cọng lông cũng không bị tổn hao. Thủ đoạn của gã thật điên cuồng, cũng thật ác liệt và còn rất mạnh. Bầu không khí phút chốc rơi vào yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh lớn lối của Thành Kỳ Văn. Hắn ta xem vị tổng giám đốc kia là thảm lót chân, tùy tiện dẫm lên người anh ta để bước qua. Kế đó, hắn ta đi thẳng lên sân khấu. Vị này, xin hỏi cậu đến nơi này có việc gì? Hơn nữa, vừa nãy cậu có nói đến vị hôn thê, rốt cuộc là sao? Trên sân khấu, Trương Thiên Dương buộc phải đi xuống. Ông ta là người thông minh, đương nhiên có thể nhìn ra Thành Kỳ Văn không tầm thường. Đối phương biết rõ nhà họ Trương bọn họ là gia tộc đứng đầu Hoa Bắc, thế nhưng vẫn dám xuất hiện, nếu không phải đầu óc tên này có vấn đề thì chắc chắn hắn ta có chỗ dựa rất vững mạnh. Hiển nhiên, từ thực lực của Lôi Thái có thể đoán ra được, đầu óc Thành Kỳ Văn rất bình thường. Vì lẽ đó, dù bị tổn thất một tổng giám đốc và hơn 20 vệ sĩ, ông ta vẫn chấp nhận hạ mình, lời nói cũng rất nhã nhặn, thận trọng trong từng câu chữ và ngữ điệu. Thương nhân vốn dĩ hòa vi quý, huống chi hôm nay còn là ngày vui của con ông ta không muốn làm to chuyện. Cậu Thành, dù thằng nhóc nhà tôi và cậu có ân oán gì, hoặc là trước đó nó vô tình chọc giận cậu, cũng xin cậu đợi sau khi hôn lễ kết thúc hãy đến tìm tôi, có được không? Trương Thiên Dương này chắc chắn sẽ cho cậu một lời giải thích hợp lý. Nói gì đi nữa thì hôm nay cũng là hôn lễ của con trai tôi, xin cậu hãy nể mặt. Hả, Thành Kỳ Văn tỏ vẻ kinh ngạc, hắn ta quay sang nhìn Lôi Thái, đám người này điên hết rồi à? Vừa rồi có một tên nhảy ra nói muốn cho tôi cơ hội, giờ lại thêm một lão già muốn tôi nể mặt. Cơ hội và mặt mũi của Thành Kỳ Văn này rẻ vậy à? Không biết, Lôi Thái lắc đầu, thờ ơ nói. Có lẽ, đám người thế tục này vẫn luôn ngây thơ và ngu ngốc như vậy. Được rồi, ông đây phục rồi. Thành Kỳ Văn nhìn xung quanh một lượt, hắn ta có cảm giác không nói nên lời. Được một lúc, hắn ta nói bằng giọng khinh miệt, má nó, ông là thứ gì hả? Dám đòi bổn công tử nể mặt ông hả? Ông có tư cách gì? Ông đây nể mặt ông có dám nhận không? Ngại quá, hôm nay ông đây đến là để vả mặt ông đấy. Đột nhiên, Thành Kỳ Văn lui sang một bên, Lôi Thái lập tức phóng lên, giơ tay tát thẳng vào mặt Trương Thiên Dương. Bốp! Cái tát vang dội lập tức gây chấn động toàn trường. Gần cả ngàn vị khách có mặt tại đây, ai ai cũng trợn mắt há hốc mồm vì kinh ngạc. Trương Thiên Dương là ai chứ? Là người đứng đầu tỉnh Hoa Bắc đấy. Với vị thế của ông ta hiện tại, ngay cả chính phủ Hoa Hạ cũng phải nể mặt 7-8 phần. Ông ta tạo ra công ăn việc làm cho hàng trăm ngàn người. Gánh vác sứ mạng cực lớn tại Hoa Bắc. Cùng với sứ mạng đó, ông ta cũng có được quyền thế ngập trời, chỉ một cái dậm chân của ông ta, e là toàn bộ Hoa Bắc đều phải rung chuyển. Vậy mà hôm nay, ngay lúc này đây, ông ta lại bị người tát thẳng vào mặt. Chẳng lẽ gã thiếu niên tên Thành Kỳ Văn này, chán sống rồi à? Thằng oát con từ đâu đến, lại dám dương oai ở đây, còn không mau cút ra ngoài. Nơi này là thành phố Tần. Không phải chỗ để mày ra oai. Hôm nay là ngày vui lớn của cậu Trương, mày dám đến gây rối à? Thằng khốn, còn không mau cút ra ngoài. Trương Thiên Dương còn chưa nói lời nào thì đã có người đứng dậy, quát vào mặt ba người Thành Kỳ Văn. Mỗi người một câu, chẳng mấy chốc,
vô số lời mắng chửi đánh úp về phía Thành Kỳ Văn. Hơ, đám, sâu kiến này, Thành Kỳ Văn nhăn mặt, trông cực kỳ khó coi, hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói, Lôi Thái, ông biết nên làm gì rồi chứ? Vâng, cậu chủ. Lôi Thái lên tiếng, thình lình, ông ta túm lấy một người đứng gần đó, nắm lấy cổ hắn ta, nhấc lên và lạnh giọng quát, ai dám nói thêm một câu nào nữa, tên này ắt phải chết. Tiếng thét chói tai vang vọng khắp toàn trường, người bị nhấc lên kia vốn là một vị có tiếng tăm trong xã hội thượng lưu, tuổi khoảng 30, đang thời kỳ khỏe mạnh cường tráng, sức sống bừng bừng. Thế nhưng hắn ta lại không cách nào giãy khỏi tay Lôi Thái, cổ họng bị người ta bóp chặt, gần như sắp ngạt thở. Bỗng chốc, hội trường yên tĩnh trở lại. Nhưng Lôi Thái cũng không tha cho người kia, gã lạnh lùng nói, vừa rồi là mày mắng thằng khốn đúng không? Không đợi đối phương trả lời, gã đã siết chặt tay. Rắc, người nọ bị ngạt mà chết, cổ cũng bị biến dạng. Yên tĩnh tựa như chết. Giết người, giết một ông trùm giới thượng lưu giữa ban ngày ban mặt. Tuy đối với bọn họ, có người chết cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, bởi vì thân phận và địa vị cực cao, nên bọn họ đã sớm trải qua những chuyện như thế này. Thế nhưng, phải xem là ai chết mới được. Giai cấp thượng lưu chỉ cần có một người ngã xuống cũng sẽ nhấc lên một trận dông bão. Ngay cả người như vậy mà gã Lôi Thái kia cũng dám giết, thử hỏi có gì mà gã không dám làm. Cả hội trường im phăng phắc, không một ai dám mắng Thành Kỳ Văn nửa lời. Kể từ khi hắn ta xuất hiện tại buổi hôn lễ cho đến bây giờ, tuy hắn ta không hề ra tay nhưng đã có thể chấn nhiếp toàn trường. Cút ngay! Thành Kỳ Văn vượt qua bên cạnh Trương Thiên Dương, nhìn về phía Đồ Thanh Thanh, cô đúng là to gan, dám đảo hôn, lại còn mai danh ẩn tích, ngay cả căn cước cũng đổi. Tuy nhiên, cô cho rằng với khả năng của Thành Kỳ Văn này, không tìm được cô à? Tôi nói cho cô biết, đừng nói cô trốn ở Hoa Hạ, dù cô có ra nước nào thì tôi cũng có thể bắt cô về được. Thành Kỳ Văn, mắt Đồ Thanh Thanh ngân ngấn nước, hạ giọng cầu xin, tôi đã nói rồi, chúng ta không hợp, anh đừng nên cố chấp như vậy. Tôi chỉ là một hầu gái của nhà họ Đồ mà thôi, không xứng với anh, sao anh cứ bám theo tôi làm gì? Hừ, cô biết mình là hầu gái thì được rồi, một hầu gái như cô có thể với cao, trở thành người của tôi đã là phước đức ba đời rồi. Má nó, cô còn dám đảo hôn. Gả cho ông đây, cô sẽ được hưởng vinh hoa phú quý cả đời, sao cô lại đảo hôn hả? Cô có biết mặt mũi của tôi đã bị ả chết tiệt như cô làm mất hết rồi không? Giọng Thành Kỳ Văn ngày càng âm u. Quả thật là vậy, Đồ Thanh Thanh chỉ là một hầu gái nho nhỏ trong một gia tộc lánh đời. Hơn nữa, với vóc dáng cùng vẻ ngoài của cô ta thì cũng không được xem là hầu gái cực phẩm. Thành Kỳ Văn có bản lĩnh, cũng có quyền thế. Muốn tìm một cô gái xinh đẹp hơn cô ta, vóc dáng mê người hơn cô ta, thậm chí có hương vị phụ nữ hơn cô ta là một chuyện cực kỳ dễ dàng. Hoặc là nói, dù hắn ta không đi tìm thì chỉ cần gợi ý một chút thôi, lập tức sẽ có vô số phụ nữ thương yêu nhung nhớ hắn ta. Tuy nhiên, nửa năm trước, Thành Kỳ Văn vô tình biết được một bí mật, nói chính xác hơn là một bí mật động trời mà không một ai hay biết. Huyết thống của Đồ Thanh Thanh rất cao quý. Cao quý đến mức dù là các gia tộc lánh đời ở Hoa Hạ cũng không có một nhà nào với tới được. Cô ta chính là con của gia chủ một gia tộc tại Côn Luân Hư. Côn Luân Hư đấy. Đó chính là thiên đường của võ giả. Chỉ một gia tộc tại đó thôi cũng đủ để dẫm 36 tộc địa sát dưới chân. Chính vì lẽ đó, hắn ta mới dùng tất cả thủ đoạn để theo đuổi Đồ Thanh Thanh, phải nói là dốc toàn lực, thậm chí còn đưa tặng rất nhiều lễ vật cho gia tộc lánh đời mà cô ta đang làm hầu gái. Đáng tiếc, Đồ Thanh Thanh lại không thích hắn ta, nhưng việc đó cũng chẳng sao, cô ta không biết thân phận của mình, suy cho cùng cũng chỉ là một hầu gái, mà hầu gái thì sao có thể tránh thoát được vận mệnh. Cuối cùng, Đồ Thanh Thanh vẫn phải chấp nhận sự thật. Hôn lễ của hai người vẫn được cử hành. Vốn dĩ, Thành Kỳ Văn dự tính kết hôn với Đồ Thanh Thanh, sau đó sinh con, đợi đến khi thời cơ chín muồi, hắn ta sẽ nghĩ cách để người của Côn Luân Hư biết được tin tức về cô ta. Từ đó mượn Côn Luân Hư kéo nhà họ Thành một bước lên mây. Thế nhưng, có ai ngờ ngay ngày kết hôn, hắn ta đang ở quán rượu vui vẻ với bốn ả phù dâu thì bị ả Đồ Thanh Thanh chết tiệt này phát hiện. Cũng ngay hôm đó, Đồ Thanh Thanh bỏ trốn. Hôn lễ thiếu mất cô dâu khiến Thành Kỳ Văn mất sạch thể diện, cũng may có rất ít người biết mặt Đồ Thanh Thanh, thế nên hắn ta đã dùng một cô gái khác thế vào vị trí cô dâu, nhờ vậy mới lấy lại được một ít thể diện.
Bắt đầu từ hôm đó, hắn ta vẫn luôn tìm kiếm Đỗ Thanh Thanh. Cuối cùng thì cũng đã tìm được. Lần này, hắn ta nhất định phải bắt Đỗ Thanh Thanh về bằng mọi giá, sau đó giam cô ta lại, nhất quyết không cho cô ta có cơ hội trốn thoát lần nữa, dù có chạy thì cũng phải chinh phục cho bằng được, để cô ta sinh con cho hắn ta. Đỗ Thanh Thanh im lặng vài giây, sau đó thấp giọng nói, chúng ta chưa có gì với nhau cả, hơn nữa, bắt đầu từ ngày đó, đã xem như chia tay, trở thành người lạ. Chẳng lẽ anh không biết mình đã làm những gì à? Vốn dĩ, Đỗ Thanh Thanh quyết định đổi tên đổi họ là vì muốn thoát khỏi Thành Kỳ Văn. Sau đó, cô ta quen biết Trương Tử Đằng, phát hiện người đàn ông này thật sự đối tốt với mình, bằng lòng thay đổi vì mình, thậm chí từ bỏ tất cả. Đồng thời, cô ta cũng yêu Trương Tử Đằng, bằng lòng kết hôn, sinh con và ở bên cạnh anh ta suốt quãng đời còn lại. Tuy rằng anh ta chỉ là người thế tục. Thế nhưng, việc này cũng chẳng quan trọng bằng việc cô yêu Trương Tử Đằng, và anh ta cũng yêu cô. Vậy là đủ rồi. Chia tay, cô gọi việc đó là chia tay à? Đó là đào hôn đấy, huống hồ, một hầu gái nho nhỏ như cô thì có tư cách gì nói chia tay với tôi, Thành Kỳ Văn tức giận nói, biết điều thì mau cởi áo cưới ra, đi cùng tôi. Anh Thành, thình lình, Trương Tử Đằng bước ra. Những lúc như thế này, dù là vì nhà họ Trương hay vì người phụ nữ anh ta yêu thì anh ta cũng phải ra mặt, nơi này là nhà họ Trương, là tỉnh Hoa Bắc và Đỗ Thanh Thanh là người phụ nữ của tôi. Thứ nhất, mong anh đừng tiếp tục dây dưa với cô ấy. Thứ hai, anh dám giết người ở đây, còn đánh bố tôi, mong anh cho tôi một lời giải thích. Thành Kỳ Văn liếc nhìn Trương Tử Đằng, sau khi đánh giá một phen, hắn ta nói bằng giọng đầy khinh miệt, mày từ đâu chui ra thế? Muốn tao giải thích à? Được, ta sẽ giết chết mày, sau đó giết hết cả nhà mày, như vậy có xem là giải thích không? Thành Kỳ Văn thản nhiên nói. Kế đó, hắn ta chỉ tay về phía Trương Tử Đằng, Lôi Thái, đám người này quá ngông cuồng. Dọn dẹp chúng cho tôi, đem thằng ngốc Trương Tử Đằng kia khai đao. Vâng, Lôi Thái híp mắt lại, ngay sau đó, gã chuẩn bị ra tay. Láo xược. Trương Thiên Dương vẫn luôn im lặng bỗng hét to một tiếng. Ông ta biết lai lịch của Thành Kỳ Văn bất phàm, thế nhưng đã đến nước này thì không còn để tâm được nhiều việc như vậy. Thể diện của nhà họ Trương chẳng xá gì, mạng của Trương Tử Đằng mới quan trọng, bất kể thế nào, Trương Tử Đằng cũng là con ông ta. Ông ta không thể nhìn con mình chết được. Người đâu, giết hết bọn họ cho tôi, không tha bất kỳ kẻ nào. Trương Thiên Dương đã thật sự nổi giận. Sát ý khủng bố tràn ngập trong mắt và lồng ngực ông ta, khí thế của kẻ đứng trên cao bộc lộ hoàn toàn. Ông ta gào lên một tiếng, âm thanh tựa như dã thú gào thét quanh quẩn khắp hội trường. Ngay lập tức, có 12 người đàn ông bước ra, những người này khá lớn tuổi, nhỏ nhất cũng độ 40, lớn thì tầm 60. 70 tuổi. Những vệ sĩ này đều là võ giả. Nửa tháng trước, ông ta đã bỏ ra một số tiền lớn, đồng thời thông qua các mối quan hệ để mời những người này đến nhà họ Trương làm môn khách. 12 võ giả tập hợp mang đến áp lực khá lớn. Soạt, chỉ trong một nhịp thở, 12 người đã trực tiếp ra tay. Cả bọn ngông nghênh xông thẳng về phía ba người Thành Kỳ Văn. Ha ha, rác rưởi. Lôi Thái mở miệng bấn cợt. Kế đó, gã hóa thành một luồng sáng luồn lách giữa 12 người, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Một giây sau, tiếng kêu gào thảm thiết liên tục vang lên, 12 võ giả ngã quỵ, máu tươi chảy lênh láng trên mặt đất. Mùi máu sộc lên vô cùng gay mũi. Lôi Thái quá mạnh, thậm chí 12 võ giả không thể đụng đến một cọng lông của gã. Chết đi! Gã từ trên cao nhìn xuống một võ giả, chuẩn bị ra tay lấy mạng. Dao găm trong tay gã lóe lên tia sáng âm u, hướng thẳng vào mi tâm võ giả kia. Tuy nhiên, ngay lúc đó, bỗng nhiên, một con dao găm khác từ đằng xa lao đến, đánh vào tay Lôi Thái khiến tay gã run lên, dao găm trong tay phút chốc rơi xuống. Kế đó, Đường Hiển Sinh, Phó Hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Hoa Bắc đứng dậy, những người này đều là người của Hiệp hội Võ thuật Hoa Bắc, anh không thể giết được. Trương Thiên Dương tỏ vẻ cảm kích nhìn Đường Hiển Sinh, hiển nhiên. Ông ta không ngờ vị phó hội trưởng này sẽ ra mặt. Hiệp hội võ thuật Hoa Bắc là cái khỉ gì, Lôi Thái sầm mặt nhìn Đường Hiển Sinh, không thể giết hắn, vậy thì tôi sẽ giết ông. Bù! Thoáng cái, Lôi Thái đã vọt đến trước người Đường Hiển Sinh. Ngay lập tức, Đường Hiển Sinh có cảm giác tử vong ập đến, sắc mặt ông ta tái nhợt.
Bởi vì Đường Hiển Sinh phát hiện thực lực giữa ông ta và Lôi Thái chênh lệch cực lớn. Vừa rồi, ông ta có thể dùng dao găm đánh rớt dao găm trên tay gã hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn. Đường Hiển Sinh đổ mồ hôi lạnh, ông ta không cách nào tránh thoát được. Một kích chí mạng sắp giáng xuống. Dừng tay. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện, chắn trước người Đường Hiển Sinh, đồng thời, người nọ vung lên một thanh kiếm gãy chặn lại thế công của Lôi Thái. Kế đó, thanh kiếm kia tựa như một cây roi, thuận thế quất lên người gã. Dầm. Lôi Thái bị đánh bay. Tiếp theo đó, bóng người kia lao đến, giẫm lên người gã, sức mạnh tựa như Thái Sơn áp đỉnh khiến Lôi Thái không cách nào động đậy được. Kỳ Hàn. Nhìn thấy người vừa đến, trong mắt Thành Kỳ Văn lóe lên tia kinh ngạc, không ngờ anh cũng đến tham dự hôn lễ của đám sâu kiến này. Ừ. Kỳ Hàn đáp, cho nên, mời cậu rời đi. Rời đi. Thành Kỳ Văn nhếch môi cười, thái độ cợt nhả, tại sao chứ? Là vì anh ở đây à? Đúng. Kỳ Hàn cầm trọng kiếm ấn lên người Lôi Thái, trừ phi cậu muốn gã này chết. Cậu chủ cứu tôi, sắc mặt Lôi Thái trắng bệch, Kỳ Hàn quá mạnh, chân của hắn chẳng khác nào một tảng đá lớn đè trên ngực, khiến gã không thở nổi. Anh muốn giết ông ta à? Mời, Thành Kỳ Văn vẫn thản nhiên đứng đó, so với Đồ Thanh Thanh, một tên Lôi Thái có đáng là gì? Tuy nhiên, sau khi giết ông ta, thì anh phải gánh chịu cơn thịnh nộ của tôi và nhà họ Thành, anh có chắc nhà họ Kỳ của anh chịu được không? Không được. Kỳ Hàn chỉ đáp lại hai chữ, chân hắn đột nhiên dùng sức. Dầm. Ngực Lôi Thái tựa như một tấm vải bố bị giẫm bẹp, xương sườn đứt gãy, tim cũng ngừng đập. Chỉ trong một nhịp thở, gã đã mất đi tính mạng. Tiếp theo đó, Kỳ Hàn lạnh lùng nói, tuy nhiên, tôi hy vọng cậu có thể nể mặt tôi. Các khách mời xung quanh đờ ra, đám người này là ma quỷ sao? Muốn giết người liền giết, giết xong còn muốn người ta nể mặt mình. Rốt cuộc, mạch não của bọn họ phát triển như thế nào vậy? Tuy nhiên, những người này không biết, các gia tộc lánh đời và các võ giả luôn dựa trên thực lực để nói chuyện. Có thực lực ắt có thể diện. Không có thực lực thì chẳng là cái thá gì cả. Đó là luật, lạnh được yếu thua. Trên thực tế, không chỉ giới tu võ. Ngay cả thế tục cũng thế, chỉ khác ở chỗ, thực lực tại thế tục chính là tiền tài và quyền thế. Còn đối với giới tu võ, đó là võ lực. Kỳ Hàn, anh được lắm, xem như anh lợi hại, Thành Kỳ Văn âm u nói. Vẻ mặt hắn ta vẫn không chút thay đổi, cứ thế nhìn xoáy vào Kỳ Hàn, chú Cát, giao tên tạp chủng này cho chú, bắt hắn quỳ xuống, không cần kiêng kỵ nhà họ Kỳ, bọn họ dám đến gây rối, tôi sẽ chịu tất cả trách nhiệm. Cát Hằng không lên tiếng. Mà trực tiếp ra tay. Tốc độ của gã gần như yêu quái, chỉ một cái xoay người trên không đã đến trước mặt Kỳ Hàn, kế đó, gã vung nắm đấm hướng về phía hắn. Sắc mặt Kỳ Hàn thoáng cái thay đổi, hắn vội giơ trọng kiếm lên. Ầm. Nắm đấm và trọng kiếm va chạm, phát ra một âm thanh nặng nề. Sau đó, Kỳ Hàn liên tiếp lui về sau 5 bước. Cát Hằng không lui mà trái lại, gã một lần nữa áp sát. Lần này không còn là tay không. Trong tay gã bỗng xuất hiện một cây búa màu đen, gã vung búa, nhắm vào đầu Kỳ Hàn mà bổ xuống. Cát Hằng không thích giết người, thế nên, lúc giết người, gã không bao giờ xem đối phương là người. Trong mắt gã, đó chỉ là súc sinh. Vì vậy, gã không hề nương tay, mỗi một chiêu đều là chí mạng. Thành Kỳ Văn muốn gã bắt Kỳ Hàn quỳ xuống, nhưng nhìn hành động của gã, hiển nhiên là muốn mạng Kỳ Hàn. Thật sự điên cuồng. Kỳ Hàn dùng trọng kiếm chống lại búa, lần lượt tránh thoát nguy hiểm chí mạng. Mỗi một lần hai người giao phong, đồ vật xung quanh không cách nào chịu nổi loại năng lượng kinh khủng này, tất cả đều nổ tung. Kỳ Hàn liên tiếp lui về sau, mỗi một bước chân của hắn đều khiến nền nhà vỡ vụn, đồng thời, chân hắn cũng lún sâu xuống đất. Những người xung quanh bàng hoàng khiếp sợ. Một vài người trong số họ chưa từng trải qua tình huống như hiện tại, bọn họ tự hỏi. Rốt cuộc cần dùng bao nhiêu sức mới có thể tạo thành cảnh tượng như vậy. Cả đám run lên vì sợ, cứ như nhìn thấy quỷ. Ban đầu, Kỳ Hàn còn có thể đáp trả, nhưng về sau, hắn chỉ có thể phòng ngự, và đến hiện tại, hắn đã bắt đầu đuối sức. Thực lực của hai người chênh lệch cực lớn, hoàn toàn không cùng một cấp độ. Mỗi một lần phòng ngự, Kỳ Hàn gần như phải dốc hết sức, mỗi khi búa va vào trọng kiếm của hắn, cánh tay hắn cũng run theo. Trần Đức nhìn hai người đang giao chiến, anh không nói một lời, cũng không ai biết anh đang nghĩ gì,
lúc này, tất cả đều chú tâm vào trận chiến giữa Kỳ Hàn và Cát Hằng. Sau hơn 10 đợt phòng ngự, Kỳ Hàn gần như kiệt sức, đã sắp gục ngã. Cuối cùng, hắn không cách nào tránh được nữa, một búa của Cát Hằng chém vào tay Kỳ Hàn, để lại một vết thương sâu hóm, cảm giác đau đớn phút chốc ập đến khiến da đầu hắn tê dại, nhịn không được thét lên một tiếng. Mày là cái thá gì mà dám cản đường cậu Thành? Mày tưởng có nhà họ Kỳ làm chỗ dựa thì cậu ấy phải nể mặt mày à? Cát Hằng âm u nói, mặt mũi của mày không đáng tiền. Đồng thời, búa trong tay gã nhắm ngay đầu Kỳ Hàn mà bổ xuống. Mấy người Trương Thiên Dương, Trương Tử Đằng, Đường Hiển Sinh cùng Tiêu Mạn Y hoảng hốt. Hiển nhiên, Kỳ Hàn đã cạn kiệt sức lực, chắc chắn hắn không thể tránh thoát một búa kia. Cát Hằng nở một nụ cười tàn nhẫn. Dường như gã đã nhìn thấy đầu Kỳ Hàn rơi xuống đất cùng tiếng thét hoảng sợ và dáng vẻ kinh hãi của đám sâu kiến xung quanh. Thế nhưng, thật sự là thế sao? Khoảnh khắc cây búa kia bổ xuống. Thình lình, Kỳ Hàn không còn chút sức lực nào cả, như bị thứ gì đó lôi đi, rút lui trong một tư thế không thể tin được. Chiếc rìu của Cát Hằng theo quán tính chém vào không khí, vang lên một tiếng gào rít kỳ lạ. Luồng không khí di chuyển theo lưỡi rìu sau đó bị chia đôi. Hiệu quả thị giác cực kỳ kinh người. Nhìn thôi cũng đủ đoán được, chiếc rìu này nặng đến mức nào. Nếu bị nó chém trúng, Kỳ Hàn chắc chắn sẽ chết. Đáng tiếc, lại không trúng. Cát Hằng ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mặt Kỳ Hàn có thêm một bóng người khác. Dáng người cao, ngũ quan rõ ràng cùng một đôi mắt sâu thẳm. Bát Hoang, cậu chủ Trần. Đồng thời cùng lúc đó, Trương Thiên Dương, Tiêu Mạn Y, Tống Ngư Yên và những người khác cũng nhìn thấy bóng dáng đó, bất giác thốt lên. Bọn họ không nhìn rõ Trần Đức biến mất khi nào và anh lại xuất hiện ra sao. Ai nấy cũng đều vô cùng kinh ngạc. Ngay cả Cát Hằng và Thành Kỳ Văn cũng không nhìn rõ, anh vô cùng kỳ dị, cứ như vậy mà đột nhiên xuất hiện trước mặt rồi cứu Kỳ Hàn. Cậu chủ Trần, Kỳ Hàn được cứu, có điều hắn không hề vui vẻ mà lại rất lo lắng. Cậu chủ Trần, cậu nhanh đi đi, hắn rất mạnh. Cậu có thể không phải là đối thủ của hắn. Đừng lo. Trần Đức không hề quay đầu lại, an ủi Kỳ Hàn một câu, không có chút dao động trong lời nói của anh. Chỉ là một tên Cát Hằng mà thôi, gã là cái thá gì chứ? Anh đứng nãy giờ không ra tay, vốn dĩ là muốn Trương Thiên Dương tự giải quyết chuyện này, dù sao cũng là chuyện riêng trong nhà Trương Thiên Dương, anh không tiện xen vào. Đồng thời, sau khi Kỳ Hàn ra tay, anh cũng muốn để Kỳ Hàn rèn luyện thêm. Với thực lực chỉ ở cấp thông mạch kỳ trung kỳ, nhưng lại có thể chống đỡ đến tận bây giờ và tiếp nhiều chiêu của Cát Hằng ở cấp thông mạch kỳ đỉnh phong như vậy, Kỳ Hàn đã là rất giỏi rồi. Dù sao thì không phải ai cũng là Trần Đức, không phải ai cũng lăn lộn dưới lưỡi đao từ lúc mới 13 tuổi, vượt qua thần chết hết lần này đến lần khác. Hồi tưởng lại, năm đó khi Trần Đức còn là một người bình thường, anh đã từng giết chết một số võ giả. Thể diện của bọn họ không đáng giá. Không biết thể diện của tôi thế nào, Trần Đức phớt lờ Cát Hằng, nhìn về phía Thành Kỳ Văn, giọng điệu rất bình tĩnh. Thành Kỳ Văn không hề chọc giận anh cũng không muốn lấy mạng Thành Kỳ Văn, dù sao thì đằng sau hắn ta là gia tộc lánh đời, nếu anh đụng đến hắn ta thì e là sẽ gặp một số chuyện rắc rối. Chuyện anh không thích nhất đó chính là rắc rối. Chỉ cần Thành Kỳ Văn có thể cho Trương Thiên Dương, nhà họ Trương và những phú hào ở tỉnh Hoa Bắc một lời giải thích thỏa đáng về những gì đã xảy ra ngày hôm nay, vậy thì anh có thể không truy cứu. Anh là ai? Thành Kỳ Văn nhìn chằm chằm vào Trần Đức, nhưng chưa lập tức nổi giận, hắn ta không phải kẻ ngốc, biết rõ trên đời này có một số người là không nên đụng đến, nhất định phải tìm hiểu thân phận của đối phương trước đã. Trần Bát Hoang. Thành Kỳ Văn vắt óc nghĩ lại cái tên này, hắn ta lăn lộn suốt mấy năm nay. Có một số người và gia tộc không nên dây vào hắn ta đều ghi nhớ kỹ trong đầu. Nhưng, sau một lúc hồi tưởng lại, vẫn không tìm thấy một cái tên nào như vậy, hay là một gia tộc họ Trần nào đó. Trần Bát Hoang là cái thá gì, rất cao quý sao? Sao tao phải nể mặt mày, sau khi chắc chắn 100% ở đây không có người nào là không thể đắc tội, sắc mặt hắn ta bỗng trở nên vui tươi đến lạ. Trần Đức đột ngột xuất hiện một cách kỳ dị, không hề báo trước. Lại vô cùng tự tin bảo hắn ta nể mặt, khiến hắn ta tưởng anh là người có xuất thân đỉnh cao lắm. Nghiêm túc mà nói, giây phút đó khiến hắn ta hơi thận trọng. Thành Kỳ Văn vậy mà lại thực sự bị một tên nhóc dọa sợ. Sau khi thận trọng, hắn ta định thần lại, trở về Thành Kỳ Văn như mọi khi,
tiếp đó là sự tức giận, phẫn nộ và sát khí vô tận. Nói thật là hắn ta đã chú ý đến Trần Đức từ lâu. Dù sao thì trong trận chiến lúc nãy anh là người bình tĩnh nhất, quan trọng nhất là bên cạnh anh có hai cô gái xinh đẹp là Tiêu Mạn Y và Tống Ngữ Yên, quả thực là cực phẩm của cực phẩm. Hai cô gái xinh đẹp đó, mặc dù không trang điểm lộng lẫy nhưng lại cực kỳ bắt mắt, sớm đã thu hút sự chú ý của hắn ta vốn muốn dùng uy lực còn lại sau lần này để chinh phục hai cô gái đó. Nhưng không ngờ, người đàn ông bên cạnh hai cô gái kia lại xuất hiện rồi. Vẫn ra oai như vậy. Hắn ta không muốn giết cũng không được. Chú Cát, giết hắn đi, sau đó dùng đao dóc ra mặt hắn xuống, ánh mắt tham lam của Thành Kỳ Văn quét qua Tiêu Mạn Y và Tống Ngữ Yên, hắn ta hung dữ nói, để tôi xem thử mặt của hắn rốt cuộc lớn đến mức nào, dày đến đâu, là cái thá gì mà dám bảo Thành Kỳ Văn tôi nể mặt. Vâng, cậu chủ cứ yên tâm, chú Cát cầm một chiếc rìu đen, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Lại sắp giết súc sinh rồi. Mỗi lần giết súc sinh, gã đều vô cùng đói khát, hưng phấn đến đỏ cả mắt. Ha! Trần Đức cười khẩy, sát khí lóe lên trong mắt anh. Ánh mắt nhìn Tiêu Mạn Y và Tống Ngữ Yên lúc nãy của Thành Kỳ Văn, Trần Đức sao có thể không thấy. Dám nảy sinh ý định với người phụ nữ của anh. Anh tuyệt đối không thể bỏ qua, một khi bỏ qua thì giống như thả một con ruồi vậy, sẽ phiền phức chết đi được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bù! Chú Cát lập tức động thủ, chiếc rìu to lớn trong tay hùng hổ lao về phía Trần Đức từ dưới lên, hướng thẳng vào mặt anh, chuẩn bị chém xuống dọc ra mặt anh. Xong, Trần Đức chỉ liếc nhìn gã một cái. Sau đó, anh nhẹ nhàng đưa tay lên, năm ngón tay khép lại, một chưởng vung ra. Bùm! Giây tiếp theo, một chưởng này vững vàng hạ xuống mặt đứng của chiếc rìu đen, cả chiếc rìu đen dường như bị chấn động, trong nháy mắt đã trở nên run rẩy. Sau đó, răng rắc, chiếc rìu đen cứng rắn làm bằng vật liệu đặc biệt đã bị nứt. Trên chiếc rìu, đầu tiên xuất hiện một vết nứt. Sau đó, 2, 3, 4. Sau một hơi thở, toàn bộ phần đầu của chiếc rìu đen hoàn toàn vỡ nát, rơi xuống từng mảnh như mảnh vỡ thủy tinh. Cuối cùng, chỉ còn lại một cái cán gỗ. Chết lặng. Kỳ Hàn đứng gần nhất, lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trợn tròn hai mắt. Trong con người hiện lên vẻ kinh hoàng cùng phức tạp. Phải biết rằng Cát Hằng là võ giả cấp thông mạch kỳ đỉnh phong. Sức mạnh của gã nằm trong khoảng 10.000 kg. Dưới sức mạnh như vậy, cần phải có loại sức mạnh cuồng bạo, mãnh liệt, đáng sợ đến mức nào mới có thể đánh nát vũ khí của gã. Ít nhất, cần phải có sức mạnh mạnh gấp 2 lần Cát Hằng, hoặc thậm chí gấp 3 lần mới được. Trần Bát Hoang, rốt cuộc anh đã đạt đến cảnh giới nào? Hay anh thực sự là một tên yêu nghiệt có thể vượt cảnh giới để chiến đấu? Không chỉ có Kỳ Hàn sững sờ, Cát Hằng cũng rất choáng váng, lạnh cả sống lưng, gã nhìn thấy rõ ràng ánh mắt của Trần Bát Hoang lóe lên sát ý, giống như dã thú đang nhìn chằm chằm mình. Giây tiếp theo, gã vẫn chưa định thần lại thì một bàn tay từ trên trời hạ xuống giáng vào đỉnh đầu gã. Bộp! Trong nháy mắt, Cát Hằng giống như một quả đạn pháo, thân hình thẳng đứng, bay ngược trở lại va vào tường. Cả người lún sâu vào trong bức tường. Rầm. Một lúc sau, cơ thể của gã rơi xuống, để lại một dấu vết hình người trên tường. Còn Cát Hằng, thân thể nằm trong một cái bánh kem 10 tầng, đã chết rồi, đỉnh đầu mù mịt, máu chảy không ngừng, trộn lẫn với bánh kem, mùi máu tanh nồng nặc bốc lên cao lan tỏa khắp nơi, không còn chút khả năng sống sót nào. Toàn bộ khách sạn chìm vào bầu không khí im lặng, một sự im lặng chết chóc, đầu óc của mọi người bắt đầu hỗn loạn. Thậm chí khả năng suy nghĩ cũng mất đi, sắc mặt cực kỳ khó coi, đờ đẫn nhìn dấu vết hình người trên tường và thi thể của Cát Hằng. Đôi mắt của mỗi người như thể nhìn thấy hai mặt trời thiêu đốt đồng thời xuất hiện trên bầu trời, sợ hãi tột độ. Thành Kỳ Văn lúc nãy vừa ngông cuồng, ngạo mạn, bây giờ tinh thần không ổn chút nào, giống như nhìn thấy ma, sắc mặt tái nhợt, trong lòng kinh hãi, hoàn toàn không thể diễn tả thành lời. Hắn ta hiểu rất rõ sức mạnh của Cát Hằng. Đi theo hắn ta, từ trước đến nay đều là chỉ đâu đánh đó, chưa từng thất bại. Nhưng mà, Trần Bát Hoang chỉ dùng một chưởng, đã có thể đánh chết gã. Mày rốt cuộc là ai? Thành Kỳ Văn nhìn thanh niên trước mặt, kinh hãi tột độ, hôm nay Thành Kỳ Văn hắn ta đụng phải cao thủ rồi sao? Tao nói rồi, tao tên là Trần Bát Hoang. Bóng dáng Trần Đức đã đi tới phía trước Thành Kỳ Văn, vươn tay kẹp chặt cổ hắn ta,
giống như nhổ một bụi hành cực kỳ nhẹ nhàng, nâng thành kỳ văn lên cao, nhìn chằm chằm hắn ta, tao nói cho mày biết, tao là Trần Bát Hoang, rất có máu mặt đấy, mày làm được gì? Thực lực của Thành Kỳ Văn không mạnh, hơn nữa hắn ta căn bản không phải là đối thủ của Trần Bát Hoang, lúc này, hắn ta như sắp nghẹt thở, không ngừng giãy giụa, trong lòng vừa sợ hãi vừa hoảng loạn. Tất cả mọi người đứng trong khách sạn đều nhìn về phía dáng người cao lớn giống như một vị thần của Trần Đức, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Quả nhiên, Trương Thiên Dương, nhà họ Trương vẫn là sự tồn tại không ai có thể xúc phạm. Có một thanh niên mạnh mẽ như vậy bảo vệ, ai dám đắc tội chứ? Đoàng! Đột nhiên, một âm thanh nặng nề vang lên, tấm kính của khách sạn bị thủng một lỗ, sau đó, một viên đạn xuyên qua từng lớp chướng ngại vật. Phá hủy mọi thứ, lao thẳng về phía đỉnh đầu của Trần Đức. Đánh lén. Có một tay súng bắn tỉa ở bên ngoài khách sạn. Mọi người còn chưa kịp định thần thì Trần Đức đã túm lấy Thành Kỳ Văn, xoay người hắn ta lại, viên đạn kia lập tức găm vào chân Thành Kỳ Văn, bay xuyên qua chân của hắn ta. A! À, Thành Kỳ Văn hét lên thảm thiết, sắc mặt hắn ta trắng bệch như tờ giấy. Đừng bắn. Đúng lúc này, bên ngoài cổng khách sạn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người, đó là một người đàn ông trung niên, sống mũi cao, mắt chim ưng với mái tóc màu vàng, không phải người Hoa Hạ mà là người đến từ phương Tây. Trên tay ông ta cầm một chiếc máy bộ đàm, ông ta đang nói chuyện với chiếc máy đó. Ông ta đứng ở sân ngoài cổng khách sạn, nhưng không đi vào, đôi mắt giống như mắt chim ưng, nhìn chằm chằm Trần Đức, nói tiếng Trung rất lưu loát, Trần Bát Hoang, hiện tại, trong giây phút này. Có 58 lính đánh thuê giỏi nhất đang sử dụng vũ khí tối tân quốc tế, nhắm chuẩn người có mặt ở đây. Tao chỉ có một mệnh lệnh, trong vòng 10 giây, chỉ cần đang đứng trong khách sạn, không ai trong số đó có thể sống sót. Có lẽ mày có thể né được đạn, nhưng bạn bè của mày và những phú hào ở thành phố Hoa Bắc thì không dễ dàng chút nào đâu. Major, nhìn thấy người đàn ông phương Tây, vẻ mặt sợ hãi của Thành Kỳ Văn cuối cùng cũng tìm thấy một chút tự tin và thoải mái. Ông ta tên Major, là thủ lĩnh của một nhóm lính đánh thuê dưới quyền Thành Kỳ Văn. Vốn dĩ hôm nay hắn ta dẫn theo đám lính đánh thuê này là để tiêu diệt triệt để nhà họ Trương. Kẻ cướp người phụ nữ của hắn ta thì nhất định phải chết, phải diệt tộc. Không ngờ bây giờ lại trở thành hy vọng duy nhất để cứu mạng hắn ta. Những lời của Major lập tức khiến toàn bộ khách sạn chìm vào sợ hãi, những phú hào kia đều cảm giác được sự nguy hiểm. Cậu chủ Trần, hay là... thả hắn đi. Đúng vậy, cậu chủ Trần, nếu không thả thì chúng ta đều sẽ chết. Cậu chủ Trần. Người này một câu người kia một câu, mọi người đều không ngừng thuyết phục Trần Đức. Còn Trần Đức lại như thể không nghe thấy gì. Được thôi, ông bảo người của ông nổ súng đi, tôi giết hắn, cực kỳ đơn giản. Tôi muốn biết mạng sống của những người này có giá trị hay là mạng sống cậu chủ nhà ông có giá trị. Sau vài hơi thở, Trần Đức nhẹ giọng nói. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh như vậy, giọng điệu vẫn lãnh đạm như thế, không có chút gì thay đổi. Trong khách sạn, những phú hào kia hoàn toàn không nói nên lời, nhưng không ai dám lên tiếng. Dù sao đối với thực lực của Trần Đức, tất cả mọi người đều đã thấy rõ, chỉ cần anh muốn thì có thể nhẹ nhàng khiến người lên tiếng mất mạng. Trương Thiên Dương, Trương Tử Đằng, Tiêu Mạn Y, Tống Ngư Yên, Đàm Thu và những người còn lại cũng rất căng thẳng. Bọn họ biết Major tuyệt đối không nói dối. Vụ bắn tỉa vừa rồi đã chứng minh tất cả. Bên ngoài khách sạn, Major im lặng. Bây giờ, tôi đang đe dọa ông chứ không phải ông đang đe dọa tôi. Trần Đức biết rõ, anh túm chặt Thành Kỳ Văn, lạnh nhạt nói, gọi tất cả người của ông ra đây, bỏ vũ khí xuống, xếp hàng, nằm xuống. Tôi chỉ cho ông 10 giây. Nếu ông không làm được trong vòng 10 giây, Thành Kỳ Văn nhất định sẽ chết. Tôi tin, một khi Thành Kỳ Văn chết, ông cũng không thể sống được bao lâu. Trần Đức rất tự tin, lính đánh thuê. Mấy năm trước, anh đã từng là vương giả của lính đánh thuê. Đối với hệ thống ở trong lĩnh vực này, anh hiểu quá rõ. Bọn họ đúng là lính đánh thuê, nhưng cũng vì tiền chứ không muốn chết. Nếu ông chủ chết thì họ sẽ chẳng nhận được đồng nào. Mà thường thì họ sẽ không làm mấy chuyện chẳng nhận được tiền. Huống chi, với những người như Major, nếu Thành Kỳ Văn đã chết thì họ chẳng những không nhận được tiền. Mà có khi còn mất mạng chứ đùa. Thế nên, Trần Đức đang đánh cuộc, cược Major không dám ra tay. Anh thả cổ Thành Kỳ Văn ra, rồi ném xuống, giơ chân đạp lên ngực hắn ta,
nhìn chằm chằm vào mây dơ nói, chỉ còn 7 giây. 6, 5, 4. Trần Đức vừa đếm ngược, chân cũng bắt đầu dần dùng sức. Thành Kỳ Văn bị đạp dưới chân, mặt mày tái nhợt, mướt mồ hôi lạnh. Hắn ta cảm thấy cực kỳ khó thở như sắp tắt thở, cả người run lẩy bẩy. Hắn ta dám khẳng định, chỉ cần Trần Bát Hoang hơi dùng sức chút thôi thì mình sẽ chết ngay lập tức như lôi thái, bị một chân đá thủng ngực, hoàn toàn giã từ cuộc đời. Thành Kỳ Văn không ngờ chuyện sẽ phát triển thành như giờ, sớm biết thế thì hắn ta đã nể mặt Trần Bát Hoang cho qua lần này, rồi từ từ nghĩ cách cướp Đồ Thanh Thanh lại sau. Thế nhưng, cái suy nghĩ ấy đã quá muộn màng. Giờ phút này, dù hắn ta là người trong gia tộc lãnh đời có sức mạnh đáng sợ và có thân phận cực cao thì sao? Nước xa cũng không cứu được lửa gần. Dù Thành Kỳ Văn có nghĩ như thế nào thì Trần Đức vẫn thong thả đếm ngược. 3, 2, 1, tránh ra, bảo họ tránh ra, nhanh lên, Thành Kỳ Văn thật sự không chịu nổi loại áp lực ấy, lập tức bùng nổ, hét khàn cả giọng về phía mây dơ. Vì quá sợ hãi mà kích động, nhiều cả nước dãi. Được rồi. Mây dơ hung hăng nhìn chằm chằm Trần Đức, cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực ấy. Thành Kỳ Văn quả thật không thể chết được. Thành Kỳ Văn mà chết thì họ chẳng những không nhận được tiền, mà cũng sẽ chôn cùng. Sau đó, ông ta ra lệnh một tiếng vào bộ đàm. Chẳng mấy chốc, từng bóng người không ngừng xuất hiện trên con đường quanh khách sạn, trên lầu. Quả thật có 58 người như lời của ông ta nói lúc trước và đều được trang bị võ trang đầy đủ. Nếu họ dùng vũ khí nóng trong tay thì đúng là có thể giải quyết hết mọi người trong khách sạn. Đám tỷ phú trong khách sạn thấy những người kia thì sợ tái mặt. Nguy hiểm thật. Suýt nữa thì họ đã chết rồi. Trần Đức mở thấu thị nhãn, dựa theo kinh nghiệm lúc trước kiểm tra xung quanh, coi họ đều đã xuất hiện hết bèn nói. Được rồi, bỏ vũ khí xuống, lùi ra sau 3 bước, nằm sấp hết xuống cho tôi. Làm theo lời cậu ta, mây giờ dứt khoát nói. 58 người kia lập tức bỏ vũ khí xuống, lùi ra sau 3 bước, rồi nằm sấp xuống. Trương Thiên Dương, bảo người gom vũ khí lại đây. Được. Trương Thiên Dương bình tĩnh đáp, rồi gọi tới 4-50 người, tự mình dẫn họ đi đến giữa sân gom hết vũ khí lại. Trần Bát Hoang, giờ mày có thể thả cậu Thành ra chưa? Chưa, Trần Đức không chút suy nghĩ đáp. Mây giờ nhướng mày, mày nói gì? Tôi chỉ bảo mấy người bỏ vũ khí xuống và khiến người của ông xuất hiện chứ có nói sẽ bỏ qua cho Thành Kỳ Văn đâu, Trần Đức lạnh lùng nói, có điều, tôi có thể tha cho ông và người của ông một mạng. Trần Bát Hoang. Bỗng, đằng xa có một chiếc Land Rover Defender chạy đến trước cửa khách sạn, cao sĩ Long mặc quân phục bước xuống. Ông ta nhìn Trần Đức, vội vàng bước tới. Anh Trần, mong anh thả Thành Kỳ Văn ra. Hử. Trần Đức nhìn thấy cao sĩ Long cũng không bất ngờ. Với thân phận và địa vị của ông ta thì hoàn toàn có thể biết được chuyện đang xảy ra ở đây. Song, điều khiến anh bất ngờ là cao sĩ Long lại bảo mình thả Thành Kỳ Văn ra. Cho tôi một lý do, vuốt mặt cũng phải nể mũi, anh có thể không nể mặt cao sĩ Long, nhưng bộ quân phục trên người ông ta đại diện cho Hoa Hạ, mà mặt mũi của Hoa Hạ thì dù gì anh cũng phải nể nang chút. Nhưng, phải có lý do, mà còn là lý do khiến anh phục. Hừ, Trần Bát Hoang. Mày vẫn nên thả tao ra đi. Người của Hoa Hạ cũng không dám động vào tao mà, chẳng phải sao, Thành Kỳ Văn giận dữ khó nhọc dặn ra mấy từ. Hắn ta thề, một khi mình có thể bình an rời khỏi đây thì chắc chắn sẽ trả thù khiến Trần Bát Hoang chết không chỗ chôn. Anh Trần, cao sĩ Long nói, nếu giết hắn ta sẽ rất rắc rối. Thành Kỳ Văn là cậu chủ nhà họ Thành, anh trai Thành Kỳ Võ của hắn ta lại là một tên yêu nghiệt, chọc vào gã thì anh sẽ chết đấy. Anh Trần, tôi bảo anh thả hắn ta ra là đang cứu anh đó. Trong lòng cao sĩ cũng hết sức lo lắng, bản thân người của gia tộc lãnh đời đã rất mạnh, nếu Trần Bát Hoang mà giết Thành Kỳ Văn thật thì chắc chắn sẽ như chọc vào tổ ong vò vẽ. Đến lúc đó, một khi nhà họ Thành bắt đầu trả đũa thì đó chính là ngày chết của Trần Bát Hoang. Ông ta không muốn thấy Trần Bát Hoang chết. Dù sao Trần Bát Hoang cũng từng là một thành viên của Hoa Hạ và lập nhiều công lao hiển hách. Nếu dùng giấy A4 để in công lao của anh ra thì chắc phải xếp cao cả nửa mét là ít. Huống chi, giờ Trần Bát Hoang còn là một võ giả có tư chất xuất chúng, trong thế tục muốn có được một thiên tài như vậy thì thật sự rất rất khó. Ông ta không muốn trơ mắt thấy thiên tài bị bóp chết. Anh Trần, nếu anh thả hắn ta ra,
Tôi dám lấy danh dự của mình ra đảm bảo nhà họ Thành sẽ không tìm đến và gây khó dễ, làm phiền đến cuộc sống của anh. Cao Sĩ Long đang rất lo lắng, ông ta cũng biết đôi chút về tính tình của Trần Đức, anh là một người hành động theo cảm xúc, e rằng trên đời này không có chuyện gì là anh không dám làm. Ông ta hy vọng Trần Bát Hoang có thể thả người, vậy thì, ông ta cũng có thể bớt việc. Nếu Thành Kỳ Văn chết trên địa bàn của Cao Sĩ Long, một khi Hoa Hạ truy cứu thì ông ta khó mà thoát được trách nhiệm. Đến lúc đó, chưa biết chừng còn bị giáng chức xuống một cấp. Anh Trần, thả hắn ta ra đi. Hắn ta mà chết thì sẽ xảy ra chuyện lớn đó, đừng do dự nữa. Do dự. Trần Đức ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Cao Sĩ Long nói, ông cảm thấy tôi có do dự hả? Tôi có do dự đâu, chỉ là muốn nghe lý do của ông thôi. Mà ông lại toàn nói một đống lời nhảm nhí chẳng làm nên lý do nào cả. Phụt. Giây tiếp theo, bàn chân Trần Đức lập tức đạp vỡ lồng ngực Thành Kỳ Văn, hắn ta tức thì chết ngay tại chỗ, mặt xám như tro, không còn chút máu. Cậu Thành. Mây giờ hét lên, bịch một tiếng quỳ xuống đất, lòng đầy lo sợ. Chết rồi. Thành Kỳ Văn đã chết, chết ở ngay trước mặt mình. Sau khi trở về, chắc chắn ông ta sẽ phải đối mặt với một cơn giận dữ khủng bố đến từ nhà họ Thành. Mây giờ thật sự không dám tưởng tượng sau khi trở về sẽ gặp phải sự trừng phạt và hậu quả như thế nào. Cao Sĩ Long cũng há hốc mồm, ông ta đã cố gắng khuyên bảo như thế rồi mà không ngờ Trần Bát Hoang vẫn khăng khăng ra tay. Gương mặt ông ta giật giật, phút chốc không nói nổi nên lời. Mãi một lúc lâu sau mới thở dài. Anh Trần, anh gây ra họa rồi. Họa lớn thật rồi, Cao Sĩ Long run rẩy, hoảng sợ không thôi. Trần Bát Hoang đúng là kẻ điên, cái gì cũng dám làm. Cao Sĩ Long chỉ để lại một câu như vậy rồi lái Land Rover Defender rời đi. Ông ta phải về báo cáo với cấp trên đã. Kỳ Hàn môi khô khốc, Trần Bát Hoang dữ dội ghê, ngay cả hắn cũng không dám giết Thành Kỳ Văn, mà anh lại chẳng chút do dự, dứt khoát ra tay. Quyết đoán, tàn nhẫn, chí mạng. Lại nhớ tới lễ mừng thọ 90 tuổi của Hàn Huyền Tông, hắn rất may mắn lúc đó mình đã không có sát khí với Trần Đức và quyết đoán đi theo, không có cứng đối cứng với anh. Không thì, chắc chắn kết quả của hắn cũng chẳng tốt hơn Thành Kỳ Văn là bao đâu nhỉ. Trước mắt bao người, Trần Bát Hoang nhấc chân về, để lại một dấu chân màu máu, rồi đi đến trước mặt Mây Giờ, về nhắn dùm tôi một câu, bảo nhà họ Thành là Thành Kỳ Văn đã chết. Nếu không muốn trả thù thì từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông. Còn muốn trả thù thì cứ việc tới, tôi đây không ngại diệt luôn nhà họ. Mây giờ chậm rãi đứng dậy, chẳng nói câu nào, chỉ bảo các đồng đội đứng lên, lập tức rời khỏi đây. Trên người họ đều có camera quay lại cả quá trình chuyện xảy ra ngày hôm nay. Ông ta phải mang về cho người nhà họ Thành xem, hy vọng có thể né được cơn giận của họ. Sau khi Mây giờ rời khỏi, Trương Thiên Dương vội bước tới bên cạnh Trần Đức, cậu Trần, tôi thật sự xin lỗi cậu về chuyện ngày hôm nay, lại khiến cậu phải ra tay, còn chọc tới một quái vật lớn như vậy nữa. Không sao. Trần Đức xua tay, chỉ là một nhà họ Thành mà thôi, chẳng đáng gì đâu. Bảo người thu dọn chút đi, rồi làm lễ cưới tiếp. Đây chắc chắn là một đám cưới khó quên, cả quá trình đều hơi áp lực. Nhưng lại chẳng ai dám rời đi, vẫn chờ đến lúc bữa tiệc kết thúc mới tan. Sau đám cưới, Trương Tử Đằng nắm tay Đồ Thanh Thanh bước tới, quỳ xuống trước mặt Trần Đức, nói, anh Trần, cảm ơn anh. Dù gì tôi với cậu cũng là bạn học, đừng nhắc lại chuyện trước đây nữa. Sau này, hy vọng cậu có thể sống tốt hơn. Đan dược và công pháp tôi đưa cậu phải luyện cho tốt, đợi cậu trưởng thành rồi, sẽ không phải chịu mối nhục như hôm nay nữa, Trần Đức nói. Vâng, anh Trần, Tử Đằng xin nghe, tuy nói là bạn học. Nhưng Trương Tử Đằng hoàn toàn coi Trần Đức như bậc đàn anh, người có ơn, người thầy của mình. Anh ta dập đầu thật mạnh xuống đất đáp. Hôm nay, anh ta suýt nữa bị cướp dâu, Trương Thiên Dương còn bị người ta tát cho một cái. Suy cho cùng cũng là vì mình không đủ mạnh. Trương Tử Đằng thầm quyết định, sau này sẽ không bao giờ xảy ra mối nhục như hôm nay nữa. Anh ta không thể cứ núp sau bố mình được, mà phải đứng ra, cùng bố chống đỡ cả nhà họ Trương. Khiến gia tộc ngày càng phát triển và cho vợ mình một cuộc sống thanh thản ổn định. Đứng lên đi. Trần Đức nâng Trương Tử Đằng dậy, rồi nói cho anh ta một số điều quan trọng trong quá trình tu luyện. Còn Kỳ Hàn thì đi tìm Đàm Thu và Hà Đồn, bắt đầu không ngừng dạy bọn họ tu luyện. Sau khi rời khỏi khách sạn,
Trần Đức bèn thay một bộ đồ mới rồi đến trường đón Tử Hàm tan học. Đây là công việc hàng ngày, không ai có thể thay thế được của anh. Anh bát hoang, Tử Hàm đeo cặp tung tăng đi ra cổng trường, rồi nhảy vào lòng anh. Trần Đức giơ tay ôm lấy cô bé, sao, hôm nay Tử Hàm có chuyện gì vui à? Có, cô giáo dạy tụi em hát á. Anh bát hoang ơi, em hát cho anh nghe nhé. Tử Hàm nở nụ cười ngọt ngào, lộ ra hai má lúm đồng tiền trông vô cùng dễ thương. Ừ, Trần Đức dịu dàng cười nói, nhanh nào, anh sốt ruột luôn rồi này. Không được, phải hôn Tử Hàm một cái thì em mới hát cơ. Rồi, chụt. Hi hi. Tử Hàm vui vẻ cười, nghe nha. Tử Hàm hắng giọng một cái, sau đó hát, một cây nho trước cửa, vừa nhú chồi non xanh, chú ốc sên cõng cái mai nặng trình trịch, bò từng chút một lên trên. Trên cây có hai chú chim vàng anh, líu líu lo lo cười nó. Trần Đức ôm Tử Hàm vừa đi về nhà vừa nghe cô bé hát. Hồng Y ẩn núp theo sát đằng sau thấy cảnh tượng đầm ấm ấy, trong con người tràn ngập vẻ khác lạ. Ở trước mặt Tử Hàm, cái tên Trần Bát Hoang tàn nhẫn, quyết đoán, một câu không hợp lập tức giết người kia chui đâu mất rồi. Tại nhà họ Thành ở tỉnh Thành Võ. Lúc này, bên trong phòng khách hết sức xa hoa của một kiến trúc giống như cung điện cổ đại, nguy nga lộng lẫy tràn ngập một áp lực đầy âm trầm khiến cả căn phòng trở nên âm u. Rõ ràng có thể thấy được, trên mặt đất có một vết máu đỏ tươi, chói mắt. Cuối vết máu là một người đàn ông phương Tây. Đó đúng là mây giờ người đã đàm phán với Trần Đức lúc trước. Giờ phút này, tay phải của ông ta đã bị đao chém đứt. Máu chảy ròng ròng, trông mà ghê người. Thế nhưng, mặc dù đau đớn thấu tim, ông ta cũng không dám kêu la hay thậm chí là phát ra bất cứ âm thanh nào, mà chỉ có thể run bần bật. Bởi vì ông ta sợ làm phiền đến một già một trẻ đang xem video trong phòng khách. Già khoảng 5-60 tuổi, trẻ khoảng 30 tuổi. Video ghi lại cả quá trình mà Trần Đức ra tay trong đám cưới của Trương Tử Đằng ở khách sạn tại thành phố Tân. Có điều, bất kể là già hay trẻ thì đều không lộ ra bất cứ vẻ mặt gì, trông vẫn bình tĩnh như không. Mãi đến khi video kết thúc, người già mới chậm rãi nói, Kỳ Văn đã chết, giờ dù có làm gì cũng không thể thay đổi được. Kỳ Võ, tuy bố và con không biết chuyện, nhưng cũng có một phần trách nhiệm, vì không biết dạy dỗ. Kỳ Văn rất được lòng ông nội, tạm thời thì đừng để ông ấy biết chuyện này, không thì e rằng ông ấy sẽ làm ầm lên khiến chuyện này đi quá xa. Bố, người yên tâm đi. Mãi đến khi người già nói xong, chàng trai trẻ hơn mới nói, con sẽ tự mình đi đến Hoa Bắc một chuyến, mang đầu của tên Trần Bát Hoang kia về. Ừ, được, có lẽ chỉ khi nhìn thấy đầu của hung thủ, ông nội của con mới cảm thấy vui hơn và không tức giận, người già nói. Có điều, trước đó, con hãy đến nhà họ Kỳ một chuyến hỏi thử xem chuyện Kỳ Hàn chống lại nhà chúng ta, họ có biết không? Cũng hỏi thử xem họ có biết Kỳ Hàn đi theo một tên nhóc ngoài thế tục không? Vâng, con sẽ đi ngay bây giờ luôn. Trong không gian u tối, sau khi Thành Kỳ Võ đứng dậy, khuôn mặt cũng lộ ra theo, sắc mặt của gã hết sức âm trầm, trong mắt răng đầy tơ máu. Gương mặt gã hơi hao hao Thành Kỳ Văn, cũng để mái tóc húi cua, trên cổ đeo tượng Phật màu vàng. Nhưng, trên tượng Phật lại dính máu do khi chặt đứt tay của Mây Dơ thì không cẩn thận bắn lên. Tại thành phố Tần, Kỳ Hàn bỗng đi đến biệt thự của Trần Đức, sau khi được Hồng Y thông báo bèn bước vào trong, cậu Trần, ban nãy bố tôi chợt gọi đến nói là có việc bảo tôi trở về một chuyến. E rằng mấy ngày nay sẽ không thể dậy Đàm Thu và Hà Đồn được. Anh cứ bận việc của mình đi. Tôi sẽ bảo Giang Hồ Hải đến, Trần Đức nói, sau khi về thì giúp tôi điều tra thêm về người đã mua loại vải kia trong nhà họ Chu vào năm đó nhé. Được, cậu cứ yên tâm. Hôm đó, Kỳ Hàn trực tiếp rời khỏi thành phố Tần trở về thành phố Ninh An ở tỉnh Thượng Võ. Mà nhà họ Kỳ của hắn chính là ở tại thành phố Ninh An. Vừa về đến cổng, Kỳ Hàn đã cảm thấy được bầu không khí có chút kỳ lạ, ngay cả bảo vệ ngoài cổng cũng nhìn hắn bằng ánh mắt quái quái như đang nhìn một người ngoài. Đi vào trong đại sảnh, lại phát hiện bố mẹ, ông nội và các bậc cha chú trong gia tộc cũng tụ tập ở đây. Cùng lúc đó, hắn còn thấy một người đàn ông để tóc húi cua, trên cổ đeo tượng Phật không thuộc về nhà họ Kỳ. Người đó chính là Thành Kỳ Võ. Kỳ Hàn khựng lại, khỏi nghĩ cũng biết sẽ gặp phải chuyện gì, nên bèn xoay người bước đi. Thưa cậu, xin dừng bước, hắn vừa quay người lại đã có hai người cản trước mặt, chặn đường của mình. Cút! Kỳ Hàn hét lên,
rút thanh kiếm gãy trên lưng ra đánh bay hai người đi. Kỳ Hàn, một ông lão đầu tóc trắng xóa ngồi ở ghế trên cùng trong đại sảnh quát, mày về nhà cũng hỗn láo như thế hả? Có phải là muốn tao đây tự mình ngăn lại đúng không? Kỳ Hàn dừng lại, trên gương mặt kiêu ngạo không lộ ra vẻ gì, đành phải quay lại trong sảnh, nhìn ông lão tóc trắng kia chào, ông nội. Hắn biết Thành Kỳ Võ ở đây, 80% là vì chuyện của Thành Kỳ Văn và Trần Bát Hoang. Nhưng, trước mắt nhiều người lắm miệng, nên không tiện để giải thích. Thành Kỳ Võ ngồi im bên hông đại sảnh, nhắm mắt nghỉ ngơi, giống như là không nhìn thấy Kỳ Hàn. Ông lão tóc trắng uống miếng nước trà, rồi nhàn nhạt nói, quỳ xuống. Kỳ Hàn không nhúc nhích, vẫn đứng thẳng nói, ông nội, có một số việc, con cảm thấy cần thiết giải thích riêng với ông. Hỗn láo. Kỳ Thương Long ngồi chễm chệ trên ghế, nhìn chằm chằm vào Kỳ Hàn quát, nơi này là nhà họ Kỳ, tao là Kỳ Thương Long gia chủ nhà họ Kỳ, là ông nội mày, bảo mày quỳ xuống là phải quỳ xuống, đâu ra nhiều chuyện như vậy. Ông ta lại nhìn về phía một người đàn ông trung niên nói, Kỳ Ngọc Thư, lo mà dạy con của mày đi. Kỳ Hàn, Kỳ Ngọc Thư đi đến trước mặt Kỳ Hàn, thở dài nói, quỳ xuống đi. Bố, con không sai. Tại sao phải quỳ, Kỳ Hàn bình tĩnh nói. Mặc dù Kỳ Thương Long là ông nội hắn, nhưng hắn và Kỳ Thương Long cũng không có tình cảm gì. Đầu tiên, riêng con trai của Kỳ Thương Long đã có 7 đứa con trai ấy lại tìm mười mấy hai chục người con dâu sinh 7-80 đứa cháu. Riêng bố hắn là chỉ cưới một mình mẹ, cũng chỉ sinh một trai một gái. Đủ loại lý do khiến hắn tuy có thực lực đứng thứ 10 trong thế hệ trẻ ở nhà họ Kỳ, nhưng lại không được coi trọng. Không sai, Kỳ Thương Long thuận tay nắm lấy chiếc máy tính bảng ném thẳng đến dưới chân Kỳ Hàn, chính mày xem, mày xác định mình không sai. Không cần nhìn, con biết là chuyện gì, Kỳ Hàn nói, con nói rồi, có một số việc muốn nói riêng với ông. Mày đi theo một thằng nhóc ngoài thế tục, làm mất mặt nhà họ Kỳ, còn giết người nhà họ Thành, còn gì để mà nói nữa. Mày coi gia pháp nhà họ Kỳ, đặt Kỳ Thương Long tao ở chỗ nào? Con! Kỳ Hàn rất muốn nói Trần Bát Hoang là một người cực kỳ phi thường, trong mắt của anh thông mạch đan chỉ là rác rưởi, tùy tiện là có thể lấy ra 3-4-10 viên. Và chỉ mất có nửa tiếng đã sửa xong công pháp của nhà họ Kỳ. Hắn cũng muốn nói nửa tháng trước, Trần Bát Hoang chỉ là một cao thủ luyện khí kỳ đỉnh phong, nhưng ngày hôm qua lại giết chết thông mạch kỳ đỉnh phong Cát Hằng. Thế nhưng, Kỳ Hàn lại không nói nên lời. Trong đại sảnh, có cả 20-30 người, người nhiều lắm miệng. Một khi nói ra những chuyện đó, ai biết họ sẽ làm ra điều gì? Gặp được thiên tài kiểu đó, thường sẽ có hai lựa chọn. Một là nhìn chúng anh ta, đào tạo và kết bạn làm thân với anh ta. Hai là trở mặt, cướp sạch mọi bí mật trên người anh ta. Một khi chọn sai thì cả gia tộc sẽ không còn đường lui, có trời mới biết đám người kia sẽ làm ra điều gì và lựa chọn như thế nào. Huống chi, Thành Kỳ Võ còn ở đây. Một người có lai lịch còn đáng sợ hơn nhà họ Kỳ đang ở đây thì sao hắn dám nói? Hôm nay, cậu Thành đến đòi một cái lẽ công bằng, mày làm mất mặt nhà họ Kỳ, giết người nhà họ Thành, to gan như thế thì còn gì mà giải thích nữa? Kỳ Thương Long quát, Kỳ Sơn, nó không muốn quỳ thì con giúp nó đi. Vâng, ông nội. Chương 701. Một người đàn ông trông khoảng 34 tuổi đi ra khỏi đám người, mắt hổ, mũi ưng, mặt mày chính trực. Hắn là đứa cháu lớn tuổi nhất của Kỳ Thương Long, cũng là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ và được Kỳ Thương Long coi trọng nhất. Thực lực của hắn đã đạt tới Long Tượng Kỳ. Đừng nói là trong thế hệ trẻ, ngay cả gia chủ hiện tại của nhà họ Kỳ là Kỳ Thương Long cũng yếu hơn hắn. Hắn là người duy nhất trong nhà có tư cách và cơ hội đi đến Côn Luân Hư. Vết thương ở ngực của Kỳ Hàn là do hắn dùng kiếm chém. Suy cho cùng là bởi Kỳ Sơn không ưa hắn nên muốn làm nhục hắn thôi. Dù gì đi nữa thì Kỳ Sơn cũng là người mạnh nhất nhà họ Kỳ, không một ai dám phản bác hắn, càng không dám chọc giận hắn. Lúc Trần Bát Hoang hỏi hắn, cũng vì người trước quá mạnh nên hắn không nói ra. Bằng không, rất có thể cả hai sẽ đụng độ, một khi điều đó xảy ra, Trần Bát Hoang ắt lành ít dữ nhiều. Bác Năm, xin bác tránh ra, Kỳ Sơn bước lên một bước, trong tay hắn là một thanh kiếm màu xanh. Kiếm dài 3 thước, lóe lên tia sáng âm u và lạnh lẽo. Kỳ Hàn, Kỳ Ngọc Thư sầm mặt, sắc mặt ông ta vô cùng khó coi, mau quỳ xuống, nếu không phải chịu tội đấy. Ông ta không muốn con trai mình chịu khổ.
Thế nhưng có Kỳ Thương Long ở đây, ông ta cũng không có cách nào khác. Không quỳ, Kỳ Hàn lạnh lùng đáp, thể hiện thái độ bất khuất. Hắn đứng thẳng tắp tựa như một gốc tùng. Có chí khí. Kỳ Sơn nhếch mép cười, hắn không chút kiêng nể Kỳ Ngọc Thư, vung tay chém xuống, lưỡi kiếm cắt qua bàn chân Kỳ Hàn tựa như cắt một khối đậu hủ, phút chốc, da thịt rách ra. Tốc độ của hắn quá nhanh, cả quá trình chỉ trong một nhịp thở nên mọi người không phản ứng kịp. Phút chốc, máu tươi tuôn ra như suối. Bắp chân Kỳ Hàn mềm nhũn, hắn rút trọng kiếm ra chống đỡ cơ thể. Mặc cho máu tươi không ngừng tuôn ra, hắn vẫn nhất quyết không quỳ. Hắn quang minh lỗi lạc, chưa từng làm sai điều gì, hà cớ gì phải quỳ. Tiếp, Kỳ Sơn rất thích những kẻ cứng đầu như vậy, khiến cho một kẻ kiên cường phải quỳ xuống khiến hắn có cảm giác cực kỳ thoải mái, đặc biệt, đó còn là Kỳ Hàn. Hắn vẫn luôn chán ghét Kỳ Hàn, một khi có cơ hội quang minh chính đại xử lý tên này thì hắn quyết không nương tay. Kiếm quang màu xanh lóe lên, sáng chói như ánh mặt trời. Lại một kiếm nữa cắt ngang cái chân còn lại của Kỳ Hàn. Xoẹt! Một kiếm Hàn còn ác hơn gấp 10 lần so với nhát kiếm trước đó, lúc này, bắp chân Kỳ Hàn rách toạc ra, gần như thấy được xương bên trong. A! À, một người cương nghị như Kỳ Hàn cũng chịu không được nỗi thống khổ này, rốt cuộc, hắn cũng gắng gượng không nổi mà quỳ sụp xuống, máu tươi chảy lênh láng trên mặt đất. Kỳ Ngọc Thư cùng mẹ của Kỳ Hàn tái mặt, mẹ hắn suýt khóc lên. Chương 702. Sắc mặt những người còn lại cũng có chút khó coi, hành động này quá mức tàn nhẫn. Kỳ Thương Long vẫn thản nhiên như cũ, cứ như đó không phải cháu trai của ông ta. Thành Kỳ Võ cũng không chớp mắt lấy một cái, còn Kỳ Sơn thì ngày càng phấn khích, hắn nói với vẻ khoái trá, còn tưởng mày cứng cỏi thế nào, hóa ra cũng chỉ đến thế, ha ha. Hai chân Kỳ Hàn vô cùng đau nhức, thế nhưng hắn vẫn cắn răng không nói một lời. Đối với Kỳ Thương Long và Kỳ Sơn, hắn đã sớm tuyệt vọng. Vì một người ngoài mà bọn họ đối xử với hắn như thế, vốn dĩ, hắn còn định lén lút giải thích, nhưng hiện tại, hắn cảm thấy không cần nữa. Kỳ Hàn, mày làm nhục danh dự nhà họ Kỳ, giết người của nhà họ Thành, phế hai cái đùi của mày đã là nương tay. Từ hôm nay trở đi, mày không còn là người nhà họ Kỳ nữa, tao sẽ thu lại tất cả tài nguyên mà gia tộc đã ban cho mày. Bố! Im miệng! Kỳ Ngọc Thư muốn nói gì đó nhưng đã bị Kỳ Thương Long ngắt lời, tao còn chưa nói đến mày, là do mày không biết dạy con đấy. Nếu mày có gan nói thêm một chữ nào nữa thì kết cục cũng sẽ như nó. Kỳ Ngọc Thư sầm mặt, trông có vẻ rất uất ức, khó chịu, ông ta siết chặt nắm đấm, cả người bất giác run lên. Con của ông ta bị làm nhục, vậy mà ông ta lại không có cách nào. Hiện tại, quả thật ông ta không dám lên tiếng. Dù gì đi nữa. Chỉ khi ông ta vẫn còn ở lại nhà họ Kỳ thì mới có khả năng giúp đỡ Kỳ Hàn. Trái lại, nếu ông ta mất đi tất cả thì xem như Kỳ Hàn cũng tiêu đời. Kỳ Thương Long quay sang Thành Kỳ Võ, cậu Thành, Kỳ Hàn đã bị xử lý, cậu có hài lòng không? Cũng tạm được. Thành Kỳ Võ mở mắt, nhưng gã cũng không thèm liếc nhìn Kỳ Hàn mà đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, tuy nhiên, cứ cho qua như vậy thì đâu có được, trong vòng một ngày, tôi muốn thấy đầu Trần Bát Hoang. Nếu không thấy đầu hắn, Kỳ Thương Long, tôi sẽ lấy đầu ông, thuận tiện chém luôn cả đầu đứa cháu Kỳ Sơn của ông. Nhớ lấy. Thành Kỳ Võ vô cùng hống hách, ngông cuồng, lời của gã hệt như một tảng đá nện thẳng vào lòng người nhà họ Kỳ. Nếu là ai khác dám tỏ thái độ ngông cuồng, kiêu ngạo ở nhà họ Kỳ thì chắc có lẽ đã sớm bị đánh chết. Thế nhưng người này lại là Thành Kỳ Võ. Thành Kỳ Võ của nhà họ Thành. Thực lực của gã không chỉ mạnh hơn Kỳ Sơn. Mà hơn thế nữa, nhà họ Thành xếp thứ 23 trong 36 gia tộc địa sát, trong khi nhà họ Kỳ lại đứng thứ 33. Chênh lệch 10 hạng, khác biệt một lạch trời. Nói không ngoa, chẳng cần những người khác của nhà họ Thành ra tay, chỉ một mình Thành Kỳ Võ cũng có thể diệt được nhà họ Kỳ. Đúng vậy, khoảng cách giữa 10 thứ hạng rất lớn và cũng rất đáng sợ. Thành Kỳ Võ đút hai tay trong túi quần, nghênh ngang bước đi, thái độ của gã cực kỳ ngông cuồng. Cứ như đây là nhà của gã vậy. Lúc đi ngang qua Kỳ Hàn, gã còn hung hăng đạp hắn một cú, khiến hắn bay ngược ra sau, đâm thẳng vào một cái ghế. Anh Võ, anh cứ yên tâm, Kỳ Sơn hấp tấp nói, tôi sẽ đích thân đi một chuyến đến thành phố Tần, mang đầu Trần Bát Hoang về gặp anh. Cẩn thận lời nói của mày, người như mày mà cũng xứng xưng anh em với tao à? Thành Kỳ Võ bước lên một chiếc Bentley màu đen,
cứ thế lái đi trong trang viên yên tĩnh của nhà họ Kỳ. Chương 703. Theo như gia quy của nhà họ Kỳ, không ai được phép lái xe trong nhà cổ. Thế nhưng quy tắc này lại chẳng là cái lông gì trong mắt kẻ mạnh. Bentley nghênh ngang rời đi, không ai dám nói một chữ, cũng chẳng ai dám cản đường. Mẹ kiếp, tất cả là do mày, vì mày mà thể diện của nhà họ Kỳ đã mất hết rồi, thấy thái độ hung hăng ngang ngược của Thành Kỳ Võ, Kỳ Sơn giận nhưng không dám nói. Hắn không dám phát tác với gã, nên trút hết lên người Kỳ Hàn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thần kinh Kỳ Ngọc Thư căng cứng, hốc mắt đỏ bừng, ông ta hận bản thân bất lực, nếu như thiên phú của ông ta cao hơn một chút, thực lực mạnh hơn một chút thì con ông ta đã không bị người làm nhục. Ông ta rất muốn ra tay ngăn cản Kỳ Sơn, thế nhưng Kỳ Thương Long đã lên tiếng, ông ta thật sự không dám. Mẹ của Kỳ Hàn khóc nấc lên, bà là một người thông minh, bà biết hiện tại không thể ngăn cản Kỳ Sơn, nếu không, Kỳ Hàn sẽ càng thê thảm hơn. Sau 10 cú đá, trên người Kỳ Hàn toàn là dấu chân và máu tươi. Sắc mặt hắn tái nhợt, cứ như phủ lên một lớp sơn trắng vậy, hắn không ngừng ho ra máu, lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn, vô cùng khó chịu. Đủ rồi, Kỳ Thương Long phất tay, dù gì thì đó cũng là cháu ông ta, có không thích đi chăng nữa thì vẫn là máu mủ ruột ra. Kỳ Sơn hừ lạnh một tiếng, sau đó dừng lại và bước đến giữa sảnh, ông nội, Kỳ Sơn nguyện ý đi một chuyến đến thành phố Tần. Đi sớm về sớm. Bọn họ biết rất rõ thực lực của Cát Hằng, Trần Bát Hoang có thể dễ dàng giết chết gã, từ đó có thể thấy được thực lực của người này không thể khinh thường. Phóng mắt toàn bộ nhà họ Kỳ, e rằng có không quá 10 người có thể xử lý được hắn. Nếu Kỳ Sơn chịu đích thân ra tay thì đó chính là lựa chọn tốt nhất. Thành phố Tần, trang viên biệt thự Tử Cấm. Trần Đức đang ở nhà. Lúc này, anh đang uống rượu với Trương Thiên Dương. Cậu Trần, ngày hôm qua may mà có cậu, nếu không có lẽ bây giờ tôi đã là một cái xác rồi. Hai, không ngờ là đứa con trai không nên thân của tôi lại dính líu đến người của gia tộc lánh đời, Trương Thiên Dương cảm thán. Hôm nay ông ta cố ý đến đây là để cảm ơn Trần Đức, ngoài rất nhiều lễ vật, ông ta còn bỏ ra một số tiền lớn để mua hơn 10 vò rượu lâu năm mang đến. Trần Đức đã cứu mạng ông ta và nhà họ Trương thêm một lần nữa, ông ta thật sự không biết nên cảm tạ như thế nào. Chỉ có thể dùng hết khả năng để mang đến đồ mà Trần Đức thích. Đồng thời, nếu như Trần Đức cần, dù phải chết, ông ta cũng sẽ không chớp mắt. Trương Thiên Dương nhấc một vò nữ nhi hồng 18 năm lên, chuẩn bị mở. Tôi đã nói rồi, tôi và ông có duyên, Trần Đức ngăn Trương Thiên Dương mở rượu, anh duỗi tay đón lấy vò rượu, kế đó, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Bỗng nhiên, một đốm lửa màu trắng xuất hiện trong lòng bàn tay Trần Đức, đốm lửa kia không ngừng nhảy nhót. Bắt đầu hâm nóng rượu. Đây là, Trương Thiên Dương trợn tròn mắt, vẻ mặt dại ra. Ôi má ơi, đây là tình huống gì thế? Sao lòng bàn tay người lại có thể phun ra lửa? Thật thần kỳ. Chương 704. Quả thực là thủ pháp của thần tiên. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì Trương Thiên Dương chắc chắn sẽ không tin. Cậu Trần, cậu, Trương Thiên Dương mở to mắt nhìn đốm lửa kia, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Không có gì, chỉ là một chút bản lĩnh của võ giả mà thôi, Trần Đức thờ ơ đáp. Trên thực tế, đây là thủ pháp mà chỉ luyện đan sư mới có. Thuộc tính hỏa. Chỉ những ai sở hữu thuộc tính hỏa mới có thể trở thành luyện đan sư, sau khi đạt đến cảnh giới thông mạch, có thể ngưng khí thành hỏa. Hoặc là nói, đó cũng không phải lửa, mà do khí kết tụ thành, sau đó được bao phủ lên một tầng nhiệt độ thông qua thuộc chính của riêng anh. Gần nửa tháng qua, Trần Đức du rú trong nhà, một mặt là để nghiên cứu thấu thị nhãn, mặt khác là để củng cố cảnh giới, hoàn toàn đột phá cảnh giới ngưng khí, đạt đến thông mạch trung kỳ, tương đương cấp độ của Kỳ Hàn. Chỉ có điều, thực lực của anh mạnh hơn so với Kỳ Hàn, tuy Cát Hằng cũng là một cao thủ, nhưng anh có thể dễ dàng giết chết gã. Sau khi rượu được hâm nóng, Trần Đức rót cho Trương Thiên Dương một ly, mình một ly, rồi ngửa cổ uống cạn. Thấy vậy, Trương Thiên Dương lại há hốc mồm kinh ngạc. Không biết tửu lượng của Trần Bát Hoang mạnh bao nhiêu. Ông ta không thể tưởng tượng nổi, đành bỏ chuyện này qua một bên, bưng ly rượu lên nhấp một ngụm. Sau khi uống xong, Trương Thiên Dương đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cậu Trần, cậu có còn nhớ viên đá mà cậu đã giành được trong buổi đấu giá lần trước không? Nhớ, Trần Đức hỏi, sao vậy? Lúc trước, tôi cứ nghĩ đó chỉ là một viên đá bình thường. Sau đó ngẫm lại,
với con mắt tinh tường của cậu, chắc chắn sẽ không bỏ ra 300.000 tệ để mua một viên đá bình thường, cho nên. Trương Thiên Dương nói, tôi đã đem nó đi kiểm định, tuy vẫn không biết rốt cuộc là thứ gì, thế nhưng đã tìm ra được người phát hiện viên đá. Nguồn gốc của nó xuất phát từ thành phố Vân Bắc thuộc tỉnh Thượng Võ, nơi đó có rất nhiều phỉ thúy thô. Người mang viên đá kia đến đấu giá nói rằng hắn đã tìm thấy nó giữa một đống phỉ thúy thô. Cậu Trần, không biết viên đá kia có quan trọng với cậu không? Nếu có, tôi sẽ tiếp tục phái người điều tra. Tôi cảm thấy nó chỉ là một phần nhỏ được cắt ra từ một tảng đá lớn, hẳn là còn nhiều hơn nữa. Trương Thiên Dương là một tay lọc lõi và có con mắt tinh đời. Người ngoài đều nói ông ta mê đánh bạc, thế nhưng, sau một thời gian dài quen biết, Trần Đức phát hiện tuy lão già này thích đánh bạc nhưng lại không phải kiểu đánh vô căn cứ, không nắm chắc. Ông ta có cái nhìn rất độc đáo và khả năng phán đoán kinh người, hơn nữa, Trương Thiên Dương còn rất tỉ mỉ và giàu lòng can đảm. Những thứ này mới là nguyên nhân thực sự khiến ông ta đi đến ngày hôm nay, trở thành người đứng đầu tỉnh Hoa Bắc. Nếu ông ấy không có con mắt tinh tường, không có can đảm thì đã sớm bị bệnh tật quấn thân, trở thành một cỗ tử thi, làm gì có cơ hội ngồi đây uống rượu. Trần Đức thầm cảm khái, hắn chỉ mua một viên đá mà thôi, không ngờ Trương Thiên Dương lại tra ra được ngọn ngành, phóng mắt khắp Hoa Hạ, có bao nhiêu người làm được như thế. Nếu đổi lại là anh, Trần Đức tự thẹn không làm được như vậy. Tiếp tục tra, tuy kích động và cảm khái nhưng Trần Đức chỉ hờ hững nói ra ba chữ. Chương 705. Được. Có ba chữ kia là đủ. Chỉ cần Trần Đức muốn, bất kể là chuyện lớn hay nhỏ, Trương Thiên Dương cũng sẽ dốc hết sức mà làm. Đây là những gì mà ông ta tự nhủ với lòng mình. Cậu Trần, lúc này, Hồng Y đột nhiên chạy vào, bên ngoài có một cô gái nói muốn gặp anh. Ai? Em gái của Kỳ Hàn, Kỳ Hồng, Hồng Y nói. Em gái của Kỳ Hàn, Trần Đức suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, để cô ta vào. Được. Hồng Y xoay người đi ra ngoài, không bao lâu sau, cô ta dẫn theo một cô gái tầm khoảng 23 tuổi đi vào. Tuy Kỳ Hồng không cao bằng Kỳ Hàn, nhưng cũng cao khoảng 1m7 đến 1m8. Vẻ ngoài và phong thái của cô ta có vài phần tương tự với Kỳ Hàn, tuy nhiên, Kỳ Hàn là vẻ đẹp nam tính, còn cô gái này lại mang một nét đẹp mềm mại của phụ nữ, mày đen mắt hạnh, môi đỏ như son, tóc như vẩy mực. Trông cô nàng tựa như một đóa hoa đào nở rộ, vô cùng bắt mắt. Xin hỏi, trong các người, ai là Trần Bát Hoang? Kỳ Hồng vội vã bước vào, sau khi đánh giá Trần Đức và Trương Thiên Dương một lượt, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta lộ vẻ bối rối. Tuy nhiên, còn chưa đợi Trần Đức trả lời, cô ta đã nói tiếp, tôi không quan tâm các người là ai, anh trai tôi có gửi lời nhắn, mong các người hãy lập tức rời khỏi tỉnh Hoa Bắc. Vì sao? Trần Đức hỏi. Anh của tôi, đã xảy ra chuyện, hơi thở của Kỳ Hồng có hơi gấp. Cô ta đến thành phố Tần bằng máy bay tư nhân, vừa xuống phi cơ đã điên cuồng chạy đến đây, gần như không kịp thở, không có thời gian giải thích đâu, mau lên xe của tôi đang ở bên ngoài biệt thự. Tôi lập tức đưa các người đi. Rời đi có hơi khó, Trần Đức rót cho mình một ly rượu, đưa đến bên miệng, vẻ mặt anh thoáng trở nên nghiêm túc, đã có người tìm đến cửa. Cùng lúc đó, bên ngoài trang viên đột nhiên vang lên một loạt tiếng nổ. Cửa sắt bị phá hỏng. Một chiếc xe màu đen sang trọng ngông nghênh xông vào trang viên. Nó hệt như dã thú, tùy tiện chà đạp cây cỏ trên mặt đất. Trên bầu trời có một chiếc phi cơ đang bay vòng quanh. Cửa phi cơ mở ra, Kỳ Sơn từ trong khoang nhảy xuống. Ầm! Một tiếng nổ vang lên, Kỳ Sơn đã rơi xuống đất, nơi hắn dẫm xuống xuất hiện một cái hố sâu. Kế đó, từ trên chiếc xe màu đen kia có hai ông lão bước xuống. Khí thế của hai người này rất mạnh. Bọn họ đi đến bên cạnh Kỳ Sơn, cung kính khom người, chào mừng cậu chủ, chúng tôi được phái đến hỗ trợ cậu. Kỳ Sơn lạnh lùng gật đầu, các người chắc chắn đây là nhà của Trần Bát Hoang. Chắc chắn. Được, trước hết cho nổ tung căn nhà này cho tôi, Kỳ Sơn nói một cách lạnh lùng và thô bạo. Việc này, khóe miệng hai ông lão giật giật, Kỳ Sơn này cũng quá độc ác. Bất động sản ở đây có giá trị hơn 100 triệu. Nếu cho nổ, chắc chắn sẽ hấp dẫn sự chú ý của chính phủ Hoa Hạ. Tuy nhà họ Kỳ lớn mạnh, nhưng so với chính phủ thì vẫn còn kém rất xa. Hai lão già vô dụng kia, vậy mà cũng không dám làm, lại còn nói đến giúp tôi. Kỳ Sơn này cần đám phế vật như các người à? Cút, Kỳ Sơn quát tướng lên. Chương 706.
Hai ông lão kia không dám hó hé một câu, nhưng cũng không dám rời đi, mà im lặng lui sang một bên. Đồ vô dụng, Kỳ Sơn lại mắng một câu. Trong sảnh biệt thự, nghe thấy tình huống bên ngoài, sắc mặt Kỳ Hồng lập tức thay đổi, thoạt nhìn trông cực kỳ khó coi, Kỳ Sơn đã đến, nơi này còn lối ra nào khác không? Bây giờ chạy vẫn còn kịp. Kỳ Sơn là ai? Trương Thiên Dương hỏi. Kỳ Sơn là một cao thủ của nhà họ Kỳ, hắn đến là để giết Trần Bát Hoang đấy, Kỳ Hồng hấp tấp nói, hắn ra tay vô cùng tàn nhẫn, nếu bị hắn bắt được, chắc chắn không có kết cục tốt. Kỳ Hồng vô cùng bối rối, cô ta lo sợ bị Kỳ Sơn phát hiện. Tên kia chỉ biết đến võ thuật, không hề có chút lòng thương hoa tiếc ngọc, một khi bị hắn bắt được, hậu quả khôn lường. Trần Đức vẫn thản nhiên như cũ, lão Trương, chờ tôi quay lại uống tiếp. Kế đó, anh nhấc chân đi ra ngoài. Trần Bát Hoang, anh chờ một chút, Kỳ Hồng ngăn anh lại, anh cứ thế đi ra ngoài à? Muốn chết hả, anh không phải đối thủ của Kỳ Sơn, hắn là người mạnh nhất nhà họ Kỳ chúng tôi. Anh tôi muốn tôi đưa anh chạy trốn, chứ không phải để anh thể hiện. Hồng Y, Trần Đức không để ý đến cô ta, chỉ nhìn về phía Hồng Y. Vâng. Hồng Y vội nắm lấy tay Kỳ Hồng, kéo cô ta ra, sau đó ẩn mình, cùng Trần Đức đi ra ngoài. Không biết tốt xấu, muốn chết thì chết đi, hừ, tiếc cho anh trai tôi, sao lại quen biết loại người như anh chứ? Sắc mặt Kỳ Hồng thay đổi, cô ta vốn là người của nhà họ Kỳ, từ nhỏ đến lớn đã khi nào bị đối xử như thế chứ? Kỳ Hồng cắn chặt răng, ngồi phịch xuống ghế sofa. Bên ngoài biệt thự, Kỳ Sơn không vội xông vào mà lấy ra một cái máy tính bảng, gọi một cuộc gọi video. Đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối, Kỳ Thương Long xuất hiện trên màn hình. Ông nội, cháu đã đến nhà Trần Bát Hoang, Kỳ Sơn đứng ở lối vào trang viên, xoay camera 360 độ, nơi này chính là nhà của hắn, tên phế vật Kỳ Hàn kia đâu. Lôi nó lên đây. Kỳ Thương Long quay sang nói với ai đó, vừa dứt lời, đã có người lôi Kỳ Hàn đến trước camera. Trên người hắn lại có thêm vết thương, ngay cả mặt cũng có một vết cắt thật sâu. Tốt lắm. Kỳ Sơn vô cùng hống hách và ngang ngược, hơn nữa hắn cũng rất khát máu, ông nội. Đợi lát nữa vào đó, cháu sẽ lấy đầu Trần Bát Hoang cho ông. Tốt, rất tốt. Kỳ Thương Long gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Ông ta còn đạp Kỳ Hàn một cái rồi nói, đồ vô dụng, mặt mũi của nhà họ Kỳ phải nhờ anh mày thay mày tìm về đấy. Mày nhìn cho kỹ đi, xem người mà mày bảo vệ có bao nhiêu rác rưởi. Kỳ Hàn trầm mặc không đáp, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Ha ha. Kỳ Sơn cười lạnh, duỗi tay đưa máy tính bảng cho một ông lão. Cầm lấy nó, nhắm ngay tôi, không được bỏ sót bất kỳ cảnh nào, hiểu không? Nếu không, tôi chém nứt tay ông. Được, được, cậu Kỳ, cậu cứ yên tâm, ông lão kia khúm núm nhận lấy máy tính bảng, cẩn thận từng ly từng tí cứ như nó là một món bảo vật vô giá. Kế đó, Kỳ Sơn nhấc chân, bước từng bước trong trang viên biệt thự rộng lớn với phong thái vô cùng tự tin. Chương 707 Bù Hắn vừa đi đến cửa biệt thự thì đột nhiên một cơn gió mạnh vụt qua. Kỳ Sơn còn chưa kịp phản ứng thì một cái tay đã bóp chặt lấy cổ hắn. Kế đó, trong mắt hắn phản chiếu hình bóng một người. Mặt như được điêu khắc ra, đôi con người sâu không thấy đáy. Trần Bát Hoang, Kỳ Sơn kinh hãi, nhanh chóng nhận ra người trước mặt. Đúng, là tao, Trần Đức bóp chặt cổ hắn, từ từ nhấc hắn lên, ánh mắt anh tựa như diều hâu. Nhìn chòng chọc vào Kỳ Sơn, mẹ kiếp. Ai cho mày chạy đến chỗ tao ra vẻ hả? Là ai hả? Đi cùng với lời nói ngang ngược, hung ác là sát ý nồng nặc hòa cùng mùi rượu quanh quẩn trong không khí. Chỉ một câu ngắn gọn đã khiến người nghe biến sắc. Trần Bát Hoang dùng một tay nhấc Kỳ Sơn lên. Cứ như thứ anh nhấc lên không phải người, càng không phải một võ giả, mà chỉ là một con cún con. Năm ngón tay khảm sâu vào da thịt Kỳ Sơn lại không hề có cảm giác mệt mỏi hay nặng nề gì cả. Trong sảnh, Kỳ Hồng bụng miệng, trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn những gì đang diễn ra bên ngoài biệt thự. Phút chốc, cô ta rơi vào trạng thái ngây dại. Cảnh tượng trước mắt cứ như đột ngột trúng vé số, đúng, chính là như vậy, một việc không thể tưởng tượng nổi, khiến lòng người rung động. Hồng Y ẩn mình trong không khí khẽ mím đôi môi đỏ mọng. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta tràn đầy hoảng sợ, không thua kém bất kỳ ai. Nửa tháng trước, Trần Bát Hoang còn tránh không được một kiếm của cô ta, vậy mà chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, dường như. Người đàn ông này đã mạnh hơn cô ta. Rốt cuộc là thứ yêu nghiệt gì,
Hồng Y lẩm bẩm. Phía trước biệt thự, ông lão cầm máy tính bảng không hề biết chuyện gì đang xảy ra, đợi đến lúc ông ta nhìn thấy bóng dáng của Trần Bát Hoang thì cả người hoàn toàn choáng váng, đầu óc trống rỗng, hỗn loạn, mất đi khả năng suy nghĩ, tay cầm máy tính bảng đứng yên bất động. Trong video, Kỳ Thương Long và Kỳ Hàn cũng nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trước biệt thự, một già một trẻ, sắc mặt mỗi người một vẻ. Mặc dù Kỳ Hàn bị sốc, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, người có thể coi thông mạch đan như rác thì làm ra những chuyện như thế này cũng không có gì phải khó hiểu. Kỳ Thương Long ngồi ở trên sofa, khuôn mặt gần như đông cứng, thần kinh co rút, mí mắt cứ giật giật liên tục, hai tay run bần bật. Giây tiếp theo, Kỳ Thương Long đột nhiên đứng lên, giọng điệu run rẩy, thúc giục. Kỳ Sơn, sao thế, mau đánh trả đi, đừng cho hắn bất kỳ cơ hội nào, giết chết hắn, chặt đầu hắn đi. Trong mắt Kỳ Sơn hiện lên dáng vẻ của Trần Bát Hoang, vẻ mặt hắn đầy hoảng loạn và kinh hãi, sắc mặt như người chết, tái nhợt như tờ giấy, không còn một giọt máu. Chương 708. Cơ thể hắn đang điên cuồng giãy giụa, vùng vẫy. Hắn không đáp lại những lời của Kỳ Thương Long, không phải vì hắn không muốn trả lời. Lúc này, ngay cả thở cũng là một chuyện khó khăn thì sao mà nói được chứ? Tương tự, cũng không phải là hắn không muốn đánh trả, không muốn công kích. Nhưng, hắn căn bản không làm được. Lúc đầu khi Trần Bát Hoang túm chặt hắn, hắn vẫn rất tự tin, muốn vặn đứt cánh tay đó rồi dẫm đạp Trần Bát Hoang dưới chân. Nhưng, trong vòng chưa đầy 3 giây, sắc mặt hắn đã trở nên cực kỳ khó coi, hắn đột nhiên phát hiện cánh tay đó giống như một cái kìm sắt đang kẹp lại cứng ngắc, không thể cử động được chút nào. Khoảnh khắc hắn phát hiện ra sự thật đó, cả người giống như rơi vào trong động băng, toàn thân lạnh lẽo đến cùng cực. Phải biết rằng, hắn là cao thủ long tượng kỳ. Cho dù chỉ là long tượng sơ kỳ thì sức mạnh của hắn đã mạnh hơn gấp 10 lần so với Cát Hằng rồi. Sở hữu sức mạnh gần 20.000 kg, tức là 20 tấn. 20 tấn là khái niệm gì? Trọng lượng của một chiếc xe tải bình thường chỉ có 2 tấn, còn sức mạnh của hắn gấp 10 lần chiếc xe tải. Hắn có thể phá hủy bất cứ thứ gì hắn muốn chỉ với một cú đấm. Song, hắn lại không thể bẻ gãy cánh tay của Trần Bát Hoang. Đừng nói đến chuyện bẻ gãy, sức mạnh khủng khiếp khiến hắn vẫn luôn tự tin, bá đạo, kiêu ngạo đó, bây giờ đối mặt với cánh tay này lại có một khoảng cách cực lớn, giống như đứa bé và người trưởng thành vậy. Giống như khiến càng lay cổ thụ, không hề hấn gì cả. Kỳ Sơn, đánh trả đi chứ, Kỳ Thương Long có dự cảm không tốt, giọng nói gần như gầm lên. Đánh trả. Trần Đức quay đầu lại nhìn Kỳ Thương Long trong máy tính bảng, ông cảm thấy, hắn có tư cách, có năng lực. Có thực lực đánh trả sao? Trong khi Trần Bát Hoang đang nói chuyện, Kỳ Thương Long phát hiện Kỳ Sơn càng chật vật hơn, đôi chân của hắn không ngừng vùng vẫy giữa không trung, như thể hắn đang tìm kiếm thứ gì đó để dẫm lên. Trần Bát Hoang vừa dứt lời. Kỳ Sơn đang giãy giụa đột nhiên ngừng lại. Đầu, cánh tay và bàn chân đồng thời rũ xuống, như thể đã mất đi sức mạnh chống đỡ. Dầm. Sau đó, Trần Bát Hoang thả tay. Kỳ Sơn rơi xuống đất như một con cá chết, nằm yên bất động. Từ động tác, biểu cảm và phong thái của hắn, có thể thấy rõ hắn đã chết. Ngạt thở mà chết. Khuôn mặt hắn tái mét. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Kỳ Thương Long lập tức trở nên cực kỳ khó coi, một đôi mắt nhìn chằm chằm thi thể của Kỳ Sơn, ông ta hoàn toàn không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Phụt. Đột nhiên, Kỳ Thương Long phun ra một ngụm máu đỏ lên camera. Toàn bộ màn hình đều dính đầy máu, ông ta lảo đảo ngồi ở trên sofa, khóe môi run rẩy, trong lòng lạnh băng. Chương 709. Chết rồi. Kỳ Sơn, người ông ta coi trọng nhất, thế hệ trẻ duy nhất trong gia tộc có cơ hội gia nhập Côn Luân Hư, cứ như vậy mà chết rồi. Gặp Trần Bát Hoang còn chưa đầy nửa phút. Còn chưa có cơ hội đánh trả, chưa có cơ hội nói với Trần Bát Hoang một câu nào cả. Trong trang viên. Hai ông lão rùng mình khi nhìn thấy cảnh tượng này, cả người như bị đóng băng, không dám nhúc nhích chút nào, vì sợ Trần Bát Hoang sẽ giết bọn họ, một luồng khí tức chết chóc mạnh mẽ bao trùm lấy trái tim bọn họ. Lão già kia, dám để người của ông đến nhà tôi ra oai, ngoài cái chết ra hắn không còn lựa chọn nào khác. Trần Đức giết người rất quyết đoán, đây là nhà của anh. Hôm nay, một tên Kỳ Sơn dám tới. Nếu như để hắn sống sót đi ra thì sau này nhà của anh chẳng phải sẽ trở thành cái chợ sao? Loại người nào cũng có thể xông vào đánh giám à? Huống hồ,
mục đích của Kỳ Sơn đến đây là muốn giết anh. Sao anh có thể nương tay được chứ? Hắn không có lựa chọn, nhưng ông có. Trần Đức vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Kỳ Thương Long. Tôi cho ông thời gian 3 giờ, đưa Kỳ Hàn nguyên vẹn đến đây. Nếu Kỳ Hàn thiếu một sợi tóc nào, tôi sẽ lấy mạng chó của ông. Đột. Trước khi Kỳ Thương Long lên tiếng, Trần Đức đã giật lấy máy tính bảng, giẫm nát. Anh đã cho Kỳ Thương Long cơ hội. Tiếp theo thì xem ông ta sẽ chọn thế nào. Hai người các ông lập tức gọi người đến sửa sang lại trang viên cho tôi. Trần Đức nhìn hai ông lão đang quỳ trên mặt đất, lấy ra một tấm thẻ, ném xuống đất, thờ ơ nói, nhân tiện chuyển 100 triệu vào thẻ này xem như tiền bồi thường, nếu không thì chết. Vâng, 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 thưa cậu chủ Trần, hai ông lão thở phào nhẹ nhõm, vốn tưởng Trần Đức sẽ lấy luôn mạng của bọn họ, nhưng không ngờ may mắn lại đến đột ngột như vậy. So với tính mạng, 100 triệu có là cái gì? Cho dù tán ra bại sản họn cũng phải bồi thường. Hai ông lão không dám do dự, vội vàng chạy đi chuẩn bị tiền. Trần Đức quay trở lại biệt thự, Trương Thiên Dương vẫn đang ngồi trên ghế sofa, ông ta không biết Kỳ Sơn mạnh đến mức nào, bởi vì Kỳ Sơn còn chưa kịp thể hiện sự xuất sắc hơn người của hắn, ông ta cảm thấy việc Trần Đức thắng là rất bình thường. Thấy anh trở lại, Trương Thiên Dương mỉm cười vui vẻ, chạm vào bình rượu ấm trên bàn, thở dài nói, thời xưa có quan công ôn tửu trảm hoa hùng, ngày nay có bát hoang giết Kỳ Sơn trong vòng 10 giây. Cậu Trần, lợi hại. So với sự bình tĩnh của Trương Thiên Dương. Kỳ Hồng ngẩn người hồi lâu, cô ta thất thần nhìn thi thể bên ngoài biệt thự, khó mà tin được. Kỳ Sơn, cao thủ đứng đầu của nhà họ Kỳ, cứ như vậy mà chết rồi. Trước khi đến, hắn còn cực kỳ kiêu ngạo, khoác lác rằng sẽ quay video phát sóng trực tiếp lấy đầu Trần Bát Hoang, chỉ thiếu mỗi lập giấy quân lệnh ở nhà họ Kỳ. Chương 710. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy Trần Bát Hoang, hắn thậm chí còn không kịp nói một câu, cứ như vậy mà chết. Kỳ Hồng lặng lẽ nhéo một cái vào đôi chân thon thả của mình để xác định xem có phải bản thân đang nằm mơ hay không. Cảm nhận được cơn đau, Kỳ Hồng định thần lại, ngơ ngác nhìn Trần Đức đang uống rượu với Trương Thiên Dương. Nghĩ đến mấy chục giây trước, cô ta còn nói Trần Bát Hoang đang tự tìm đường chết, không biết tốt xấu, lúc này một làn thủy triều dâng lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta khiến hai má đỏ hồng, tâm trạng khác lạ. Trần Bát Hoang, anh trai tôi, anh ấy, Kỳ Hồng cố nén sự kinh ngạc và bàng hoàng trong lòng, muốn nói nhưng lại thôi. Đừng lo, tôi đã cho Kỳ Thương Long 3 giờ. Sau 3 giờ, nếu Kỳ Hàn không xuất hiện trước mặt tôi sẽ đích thân đến nhà họ Kỳ đón người. Trần Đức uống một ly rượu, giọng điệu bình thản nói. Nhưng lỡ như bọn họ giết anh trai tôi, Kỳ Hồng vẫn rất lo lắng, Kỳ Sơn chết rồi, nếu Kỳ Thương Long giận cá chém thất chút lên Kỳ Hàn có thể sẽ gặp nguy hiểm. Trương Thiên Dương nói, cô bé, đừng lo, nếu Kỳ Thương Long là một người thông minh, hắn sẽ không làm gì Kỳ Hàn đâu. Tại sao, Kỳ Hồng tò mò hỏi. Trương Thiên Dương cười giải thích, không phải cô nói Kỳ Sơn là người mạnh nhất trong nhà họ Kỳ sao? Tôi đoán nếu hắn không phải là người thực sự mạnh nhất, thì cũng là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ. Cô nghĩ xem, nhà họ Kỳ của cô có bao nhiêu người và bao nhiêu thế hệ trẻ? Cho dù có người mạnh hơn trong nhà họ Kỳ có thể uy hiếp cậu Trần, nhưng trước khi cậu Trần chưa xảy ra chuyện, nếu Kỳ Hàn có chuyện trước thì gia chủ nhà họ Kỳ có thể bảo vệ được thế hệ trẻ còn lại không? Nói cách khác, với năng lực của cậu Trần, chỉ cần cậu ấy vẫn còn sống thì bất cứ lúc nào cũng có thể khiến nhà họ Kỳ diệt vong. Kỳ Hồng đột nhiên đại ngộ, nhưng cô ta vẫn khá lo lắng. Đừng lo, đừng nói ông ta không dám, cho dù ông ta dám động đến Kỳ Hàn. Thì cũng phải suy nghĩ xem bản thân đang ở trong tình thế nào, Trần Đức bình tĩnh nói, nếu Kỳ Hàn xảy ra chuyện gì, tôi sẽ khiến bọn chúng phải trả giá. Nhân tiện, cô hãy nói cho tôi biết, Kỳ Hàn rốt cuộc có chuyện gì, nhà họ Kỳ rốt cuộc muốn làm gì. Tại nhà họ Kỳ, thành phố Ninh An, tỉnh Thượng Võ. Sắc mặt Kỳ Thương Long trắng bệch không còn giọt máu, cả người run lên vì tức giận. Như Trương Thiên Dương dự đoán, ông ta không hề làm gì Kỳ Hàn. Kỳ Thương Long có thể trở thành gia chủ nhà họ Kỳ thì đương nhiên ông ta cũng có chút bản lĩnh, trước khi Trần Bát Hoang chết, ông ta tuyệt đối sẽ không dám làm gì Kỳ Hàn. Nếu không, vua cũng thua thằng liều, với sự thể hiện của Trần Bát Hoang, chỉ cần vài giây là đủ để giết chết Kỳ Sơn. Có trời mới biết nếu chọc giận anh thì anh sẽ làm ra chuyện gì. Hừ, Trần Bát Hoang, nhà họ Kỳ bọn tao là gia tộc lánh đời, sao mày có thể tùy tiện uy hiếp được, giết cháu trai tao.
tao phải giết chết mày, Kỳ Thương Long hít sâu một hơi. Ông ta cực kỳ đau lòng. Suốt bao nhiêu năm qua, Kỳ Sơn là thế hệ trẻ duy nhất có thiên phú hơn người trong nhà họ Kỳ. Nếu hắn không chết, trong vòng 20 năm, nhà họ Kỳ sẽ được nâng lên một tầng cao mới. Bây giờ hắn chết rồi. Nhà họ Kỳ chẳng những không tiến lên, mà còn có khả năng sẽ lùi về sau. Trái tim của Kỳ Thương Long đang rỉ máu, nếu ông ta biết trước như vậy thì không nên để Kỳ Sơn đi gặp nguy hiểm. Chương 711. Tuy nhiên, chuyện đã xảy ra rồi, đau lòng cũng vô dụng, Kỳ Thương Long đè nén nỗi đau trong lòng, tắm rửa thay quần áo xong liền tìm hai người đi theo rồi lái xe đến một căn nhà nhỏ yên tĩnh ở Ninh An. Ngôi nhà rất sạch sẽ, xung quanh có trồng cây cổ thụ, nhưng không một chiếc lá rụng trên mặt đất. Hắt xì. Vừa bước vào sân, Kỳ Thương Long liền hắt xì hơi, mặc dù nơi đây rất sạch sẽ nhưng không khí lại nồng nặc mùi máu tanh, cực kỳ khó chịu. Không phải ta đã nói với con là đừng làm phiền ta sao? Ngay khi Kỳ Thương Long bước vào sân, sau cánh cửa đóng chặt có một giọng nói già nua từ giữa sân truyền đến. Kỳ Thương Long đứng ở trong sân, cung kính nhẹ giọng nói, thưa bố, trong nhà xảy ra chuyện rồi, Kỳ Sơn. Chết rồi. Rầm. Vừa dứt lời, hai cánh cửa của căn phòng đó đột nhiên mở ra. Ngay lập tức, một cảnh tượng hãi hùng xuất hiện. Đập vào mắt là một cái xác treo ngược trên xà nhà, thi thể của một người đàn ông giống như gà vịt, cổ họng bị rạch, máu trong cổ họng chảy xuống như vòi nước. Trước thi thể đó có một lão già đang dùng cốc nước hứng máu, sau khi hứng đầy một cốc thì lão đưa lên miệng uống như uống nước. Ưng ực, ưng ực. Yết hầu di chuyển, sau khi lão uống hết máu trong cốc thì mới quay đầu nhìn lại. Tóc lão thưa thớt trắng như tuyết, hàm răng chỉ còn hai cái răng cửa, ánh mắt nham hiểm nhìn chằm chằm như rắn cạp nong, trông dáng vẻ của lão người không ra người quỷ không ra quỷ. Con, vừa nói gì, Kỳ Sơn, chết rồi. Vâng, thưa bố, 5 năm trước con đã thông báo với bên ngoài rằng bố đã chết. Con là người duy nhất trong nhà họ Kỳ biết bố vẫn còn sống. Con vốn không định làm phiền bố, nhưng lần này con không thể không đến. Sắc mặt của Kỳ Thương Long rất khó coi. Kể lại tất tần tật mọi chuyện về Kỳ Hàn, nhà họ Thành và Trần Bát Hoang. Đồng thời, video ghi lại cảnh Trần Bát Hoang giết Thành Kỳ Văn và Kỳ Sơn cũng được phát cho lão già xem. Sau khi xem xong đoạn video đó, da thịt lão run lên, lão đấm một đấm vào cái xác đang treo ngược kia, lập tức, cú đấm của lão xuyên vào cái xác như một thanh kiếm sắc bén, sát khí nồng nặc lan tỏa khắp trong phòng, thể diện của nhà họ Kỳ cứ như vậy mà bị hủy hoại rồi sao? Bố! Áp lực như núi dâng lên, Kỳ Thương Long không chịu nổi, đột nhiên quỳ xuống. Đầu gối lún xuống sàn, đẫm máu. Đều là lỗi của con, là tại con sơ ý, chỉ cần Trần Bát Hoang có thể chết, lúc đó tùy bố xử lý con. Trần Bát Hoang chưa chết, nhà họ Thành sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Với thực lực của nhà họ Thành, nhà họ Kỳ chúng ta e là sẽ bị tiêu diệt mất bố ạ. Sau khi Kỳ Thương Long nói xong, ông ta mạnh mẽ dập đầu xuống đất. Đi. Sắc mặt lão già u ám, hung dữ nói, trở về nhà họ Kỳ, một thằng nhóc thế tục lại có sức mạnh ghê gớm như vậy, ta cũng muốn nếm thử máu của hắn, xem có ngon không. Vâng, thưa bố. Chương 712. Trong trang viên biệt thự Tử Cấm ở thành phố Tần. Kỳ Hồng giải thích một lượt tình hình chung của nhà họ Kỳ, sau đó bổ sung thêm, có điều, trước đây người mạnh nhất trong nhà họ Kỳ không phải Kỳ Sơn, mà là bố của ông nội, Kỳ Minh. Khi nhắc đến hai chữ Kỳ Minh, sắc mặt Kỳ Hồng hơi thay đổi, tôi rất ít khi nhìn thấy ông ta, nhưng trong ấn tượng của tôi, ông ta không bao giờ ăn cơm, cũng không uống nước, mà chỉ uống máu người, bởi vậy nên giới tu võ gọi ông ta là Kỳ Huyết Ma. Tuy nhiên, ông ta đã chết cách đây 5 năm. Sau khi Kỳ Hồng nói xong, vừa đúng lúc đã uống hết một bình rượu, Trần Đức nhìn đồng hồ nói, xem ra nhà họ Kỳ không định đưa anh trai cô đến đây, bắt tôi phải đích thân qua đó đòi người rồi. Thành phố Ninh An, tỉnh Thượng Võ. Trong nhà họ Kỳ, tất cả mọi người đều im lặng không nói, hầu như toàn bộ các thành viên cốt cán đều có mặt. Bên trong tòa nhà có kiến trúc cổ xưa, ai nấy cũng đều vô cùng kinh hãi nhìn về phía trên đại sảnh, Kỳ Minh đang ngồi ngay ngắn ở đó, tóc trắng lưa thưa, trông già đi rất nhiều. 5 năm trước, Kỳ Thương Long thông báo rằng Kỳ Minh đã chết. Nhưng hôm nay, lão lại một lần nữa ngồi vào chiếc ghế cao nhất trong đại sảnh, phía sau. Kỳ Thương Long đứng thẳng người. Giống như hoàng thượng lên triều, hai bên đại sảnh là những người thuộc nhà họ Kỳ với thân phận khác nhau,
từ già đến trẻ có khoảng 300-400 người, trong số này có gần 2/3 là võ giả. Tại trung tâm đại sảnh, Kỳ Hàn quỳ trên mặt đất, sau khi bị tra tấn vô số kiểu, hắn gần như mất hết sức lực. Kỳ Huyết Ma liếc nhìn đám người phía dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Kỳ Hàn, lạnh lùng nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Kỳ Hàn, thể diện của nhà họ Kỳ đã vì hắn mà mất sạch, Kỳ Sơn vì hắn mà chết. Bố mẹ hắn là ai, đứng ra đây. Kỳ Ngọc Thư dùng mình, cùng vợ là Lâm Lam cúi đầu run rẩy bước ra ngoài. Trong nhà họ Kỳ, không ai là không sợ Kỳ Huyết Ma. Bởi vì, lão là một kẻ thực sự ăn thịt người và uống máu người. Cùng là con người, cho dù là những võ giả có võ công cao cường, xem một số người người như con sâu cái kiến, có thể giết chết dễ dàng, nhưng chưa từng có ai ăn thịt uống máu người. Người bình thường hoàn toàn không làm được chuyện này. Nuôi con không dạy dỗ là lỗi của cha mẹ, hai người thật đáng tội chết. Đột nhiên, Kỳ Huyết Ma biến mất khỏi ghế, động tác kỳ quái đi đến trước mặt Kỳ Ngọc Thư, năm ngón tay túm chặt vai ông ta rồi nhấc lên, nắm chặt tay kia thành nắm đấm giáng thẳng vào người Kỳ Ngọc Thư. Bụp! Kỳ Ngọc Thư giống như một bao cát, thân hình lắc lư, chịu đựng một cú đấm cực kỳ cuồng bạo, ông ta lập tức nôn ra máu. Có thể thấy rõ năm ngón tay của Kỳ Huyết Ma hằn vào da thịt trên vai của Kỳ Ngọc Thư, năm lỗ máu rất kinh người, cho nên dù phải chịu một cú đấm cực kỳ nặng nề, Kỳ Ngọc Thư vẫn không bay ra ngoài. Vẫn may, Kỳ Ngọc Thư là võ giả cấp thông mạch sơ kỳ, nếu ông ta là người bình thường thì e là cú đấm lúc nãy của Kỳ Huyết Ma có thể sẽ trực tiếp giết chết ông ta. Bụp! Không hề báo trước, lại là một cú đấm khác, lúc nắm đấm giáng xuống, Kỳ Ngọc Thư kinh hãi trợn tròn mắt. Không ai biết ông ta đã phải chịu đau đớn đến mức nào, cứ như vậy ngất lịm ngay tại chỗ. Chương 713. Phế vật. Ném Kỳ Ngọc Thư xuống đất, Kỳ Huyết Ma trầm mặc nói, mày có thể chết rồi. Nhấc chân lên, Kỳ Huyết Ma không chút do dự đi tới trước mặt tất cả người nhà họ Kỳ, giơ chân lên, dẫm lên đầu Kỳ Ngọc Thư. Bố. Kỳ Hàn run rẩy hét lên, hắn muốn bỏ qua đó, nhưng hai người bên cạnh đã giữ chặt hắn. Lâm Lam kinh hồn bạt vía, điều kiện thuận lợi, giây phút đó bà ta nhanh chóng ôm chặt người Kỳ Ngọc Thư, che chắn đầu của ông ta. Răng rắc. Cùng lúc đó, xương sống của Lâm Lam nứt ra, vỡ nát thành nhiều mảnh. Mồ hôi lạnh trên trán bà ta như hạt đậu, từng giọt rơi xuống cùng với máu trong miệng, nhưng Lâm Lam vẫn cố chấp nằm im, dùng thân thể yếu ớt của mình che chắn, không hề nhúc nhích. Nếu đã như vậy, hai người chết cùng nhau đi. Kỳ Huyết Ma không hề có một chút gì gọi là thương xót hay do dự. Nhà họ Kỳ đông con đông cháu, chết vài người không đáng gì cả. Huống hồ, người chết còn là phế vật. Phế vật đối với nhà họ Kỳ mà nói, không có chút tác dụng gì. Kỳ Huyết Ma lại giơ chân lên, lần này linh lực trong cơ thể cuồn cuộn dâng trào, không ngừng tích tụ sức mạnh, nhắm chuẩn hai người bên dưới điên cuồng lao xuống. Có một số người trong nhà họ Kỳ không dám nhìn. Khuôn mặt kia quá tàn nhẫn. Ngay cả khi bọn họ chỉ là người xem cũng đã cảm thấy sợ hãi cùng cực, đa số sắc mặt ai nấy cũng kinh hãi, trắng bệch. Nhìn thấy chưa, đây chính là kết cục khi hủy hoại thể diện của nhà họ Kỳ. Sau này nhất định không được tùy tiện đi theo người khác. Càng không nên đắc tội người không đắc tội nổi. Trong đám người của nhà họ Kỳ, không ít người cảm thấy da đầu tê dần, có người đang thì thào giáo dục con cái đứng bên cạnh. Đừng! Kỳ Hàn giống lên. Đôi mắt hắn tràn đầy sát khí và hận thù. Nếu lúc này có thể chiến đấu, hắn nhất định sẽ chiến đấu với Kỳ Huyết Ma bằng mọi giá. Cho dù chết, cũng phải bảo vệ bố mẹ. Nhưng, hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể dương mắt nhìn bàn chân kia đang chuẩn bị dẫm xuống. Kỳ Huyết Ma cố ý muốn dọa đám người trong nhà họ Kỳ sợ hãi, cho nên động tác của lão cực kỳ chậm, chuyện có thể hoàn thành trong một giây nhưng lão lại mất hơn 10 giây. Bàn chân đó, gần như sắp chạm xuống. Trong giây phút nguy cấp. Chương 714. Đột nhiên. Rầm. Phía trên trang viên nhà họ Kỳ vang lên từng loạt tiếng động cực lớn. Sau đó, một chiếc trực thăng bay qua nhà họ Kỳ, một bóng người giống như một quả đạn pháo từ trên cao rơi xuống. Đáp xuống trang viên với một tiếng rầm. Dưới chân, một mảng đá cẩm thạch nứt ra, vỡ vụn, khói bụi bay đầy trời. Gần như cùng lúc, một cây phi đao sáng lóa lao ra khỏi làn khói, bay vào đại sảnh của nhà họ Kỳ, nhắm thẳng vào chân của Kỳ Huyết Ma. Hừ, tên khốn phương nào.
bàn chân đó của kỳ huyết ma đổi hướng quay sang đá thẳng vào mũi đao. Keng! Đột nhiên phi đao bị đá bay, găm vào thanh xà trên mái nhà. Lưỡi đao rung lên, thanh xà làm bằng gỗ cổ thụ tách ra một khoảng trống có thể nhìn thấy rõ dọc theo lưỡi đao. Ở giữa, một bóng người cao lớn, ăn mặc giản dị xuất hiện trong khoảng trời đầy bụi. Không có cảm xúc nào trên khuôn mặt anh, bình tĩnh như nước, trong tay anh ôm một người phụ nữ. Đó là Kỳ Hồng. Dù sao thì Kỳ Hồng cũng không thể nhảy xuống từ độ cao hơn 10 mét. Trần Bát Hoang. Trong đại sảnh, Kỳ Thương Long vừa thấy đã nhận ra ngay. Ông ta vô cùng tức giận quát, bố, là hắn, chính hắn đã giết Kỳ Sơn. Người đâu, giết chết hắn. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Gần 30 võ giả của nhà họ Kỳ đã mai phục từ trước lập tức nhảy ra, bao vây Trần Đức. Thực lực của mỗi người đều cực kỳ khủng bố, tựa như một đàn sói hoang, vừa xuất hiện đã xông về phía Trần Bát Hoang. Đao quang kiếm ảnh. Từng tia sáng lạnh thoát ẩn thoát hiện. Luồng hơi thở lạnh lẽo và tanh tưởi ập đến. Kỳ Hồng vòng tay ôm chặt lấy cổ Trần Đức, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ hoảng sợ. Thế nhưng, Trần Đức vẫn thản nhiên đi về phía trước. Càng quái dị hơn chính là tất cả những võ giả đến gần anh đều bị đánh bay ra ngoài chưa đến một giây, và mỗi một người đều bị trọng thương, đến nỗi ngay cả góc áo của anh cũng không chạm được. Chỉ vài bước, Trần Đức đã đi đến sảnh lớn. Trong ngực anh, mặt Kỳ Hồng đỏ ửng, trái tim đập bang bang trong lồng ngực. Đẹp trai thật, quá xuất sắc. Chương 715. Thật sự là quá đẹp, đẹp một cách xuất sắc. Có người con gái nào mà không thích kẻ mạnh, không thích những cao thủ vừa điển trai lại vừa bá đạo cơ chứ? Tim Kỳ Hồng đập thình thịch, sống hơn 20 năm nay, đây là lần đầu tiên cô ta cảm thấy rung động. Vòng tay và lồng ngực Trần Đức mang đến cảm giác ấm áp trước nay chưa từng có. Hơn nữa còn khiến cô ta cảm thấy rất an toàn. Xuống được rồi. Trần Đức lên tiếng, giọng nói từ tính của anh đánh thức mọi giác quan của Kỳ Hồng, má cô ta xuất hiện một vệt đỏ kéo dài đến mang tai. Kỳ Hồng lưu luyến rời khỏi ngực anh, đứng thẳng dậy. Cô ta sóng vai đứng cạnh anh, dáng người cao gầy, chiều cao gần bằng anh. Kỳ Hồng được kế thừa tất cả những gen hoàn mỹ của bố mẹ, chẳng những xinh đẹp mà vóc dáng còn rất mê người, tựa như một bức tranh mỹ lệ. Thế nhưng, lúc này lại chẳng ai bận tâm đến bức tranh kia, bởi vì ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Trần Bát Hoang. Từ trên xuống dưới nhà họ Kỳ đều bị dọa sợ, bọn họ đứng ngây ra như phỗng, trong lòng là phong ba bão táp, sóng dậy ngập trời. Cả đám há hốc mồm nhìn về phía Trần Đức, vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi, đủ loại cảm xúc trào dâng trong lòng. Bọn họ không dám tin vào mắt mình, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, hô hấp rối loạn. Ông ta là, bỗng nhiên, Kỳ Hồng nhìn thấy Kỳ Huyết Ma đứng trong sảnh. Đó là một ông lão già nua, tóc bạc trắng. Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, anh Trần, ông ấy. Là Kỳ Minh. Tôi đã biết. Trần Đức không quá bất ngờ, anh biết, nếu Kỳ Thương Long dám can đảm không đưa Kỳ Hàn đến thành phố Tần thì đương nhiên, ông ta phải có chỗ dựa, hơn nữa, đó là còn một chỗ dựa rất đáng để tin cậy. Quát con, mày đúng là ngông cuồng. Lại dám một mình đến nhà họ Kỳ, Kỳ Thương Long gầm lên, sắc mặt ông ta đỏ bừng. Nhục, đúng là nhục. Một tên võ giả từ thế tục lại dám ngang nhiên xông vào nhà họ Kỳ, đây chính là nỗi nhục lớn nhất của gia tộc bọn họ. Lão già kia, tôi đã cho ông một cơ hội, chỉ cần ông ngoan ngoãn đưa Kỳ Hàn còn nguyên vẹn đến chỗ tôi là được. Nhưng nếu ông đã không biết quý trọng, vậy thì tôi đành phải đích thân đến. Có điều, ông đưa đến và tôi tự đến sẽ có kết cục rất khác biệt. Trần Bát Hoang dẫn theo Kỳ Hồng bước từng bước vào sảnh. Tuy rằng xung quanh anh hiện có 10 tên võ giả cảnh giới thông mạch, nhưng giờ phút này, trong tình huống không nhận được bất kỳ mệnh lệnh gì, bọn họ cũng không dám tự tiện ngăn cản. Phải biết, ngay cả Kỳ Sơn cũng chết trong tay người này. Nếu dám tự tiện ra tay, chắc chắn chỉ có một con đường chết. Trần Bát Hoang nghênh ngang đi đến trước người Kỳ Hàn, đỡ hắn dậy, hoàn toàn không để tâm đến Kỳ Huyết Ma. Cậu Trần, bố mẹ tôi, Kỳ Hàn nhìn về phía Lâm Lam và Kỳ Ngọc Thư ở cách đó không xa. Lâm Lam đang che chở cho chồng mình, cả người bà ta không ngừng run lên vì khóc. Liếc nhìn hai người Kỳ Ngọc Thư và Lâm Lam, Trần Đức nói, yên tâm đi, bọn họ không sao đâu. Cậu Trần, cậu không nên đến đây, Kỳ Hàn nhỏ giọng nói. Hắn biết rất rõ thực lực của Kỳ Huyết Ma, vì thế hắn không nghĩ Trần Bát Hoang có thể là đối thủ của lão.
Chương 716. Láo xược, nhìn thấy thái độ nghênh ngang của Trần Bát Hoang, Kỳ Thương Long không cách nào kiềm chế lửa giận trong lòng, đến nỗi cả người ông ta run lên vì tức. Ông ta không hiểu vì sao Kỳ Huyết Ma vẫn luôn bất động, vì thế bèn lên tiếng cầu xin, bố à, hãy mau ra tay giết hắn. Ánh mắt u tối của Kỳ Huyết Ma tham lam nhìn Trần Đức một lượt từ trên xuống dưới, không tệ, không tệ, thật sự không tệ, còn trẻ như vậy mà đã đến cảnh giới thông mạch. Có được thực lực bực này, đương nhiên có vốn liếng để kiêu ngạo, ngông cuồng. Kỳ Huyết Ma vốn là một lão hồ ly, ông ta chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn ra tiềm lực của Trần Đức. Tên nhóc này quá mạnh, trong khi cùng lắm hắn chỉ mới có hơn 20 mà thôi. Hắn có thể dùng thực lực thông mạch kỳ để giết chết một võ giả long tượng kỳ như Kỳ Sơn, từ đó có thể thấy được, người này mới chính là thiên tài tu võ chân chính. Kỳ Hàn làm tùy tùng của hắn quả thực không xem là mất thể diện. Đứng trước mặt Kỳ Minh này mà cậu vẫn tỏ thái độ kiêu căng, ngạo mạn như thế à? Có lẽ, cậu là người đầu tiên dám làm vậy, tuy nhiên. Niệm tình cậu là một thiên tài siêu cấp, Trần Bát Hoang, lão phu bằng lòng thu cậu làm đệ tử, ra sức vì nhà họ Kỳ. Chỉ cần cậu bằng lòng, chẳng những không cần phải chết mà còn được hưởng thụ địa vị vô cùng cao, hơn nữa, chuyện của Kỳ Sơn xem như xóa bỏ. Còn nữa, về phía nhà họ Thành, tôi sẽ chấp nhận bỏ ra một cái giá lớn để giải quyết thay cậu, thấy sao hả? Cái gì? Người của nhà họ Kỳ, kể cả Kỳ Thương Long, đều giật mình kinh ngạc. Qua nhiều năm như vậy, Kỳ Huyết Ma chỉ thu một đệ tử duy nhất, đó chính là Kỳ Sơn. Lại nói, Kỳ Sơn vừa là chắt trai, vừa là đệ tử thân truyền của lão, vì thế, tình cảm mà lão dành cho hắn vô cùng sâu đậm. Vậy mà, lúc này đây, Kỳ Minh lại chấp nhận từ bỏ việc báo thù cho Kỳ Sơn chỉ vì Trần Bát Hoang. Ôi trời ơi, sao tên nhóc này lại may mắn như thế? Đúng vậy, hắn đúng là, vận cứt chó mà, có thể được ông nội coi trọng. Đó chính là phúc phận tám đời. Ai ngờ kết cục lại như vậy chứ? Ngay lập tức, xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán. Kỳ Thương Long cũng rất bất ngờ, ông ta không nghĩ bố mình lại đưa ra quyết định như vậy. Ông ta siết chặt nắm đấm, phát ra âm thanh răng rắc, có cảm giác gần như nghẹt thở, trái tim điên cuồng đập trong lồng ngực, huyết áp cũng tăng cao. Nếu Trần Bát Hoang đồng ý thì thù của Kỳ Sơn sẽ không cách nào báo được. Đó là cháu trai của ông ta. Đứa cháu mà ông ta yêu thương nhất. Nếu như Trần Bát Hoang đồng ý, có Kỳ Huyết Ma tọa chấn, thử hỏi ông ta phải làm thế nào để báo thù cho cháu mình. Kỳ Sơn đã chết trước mắt ông ta hận không thể băm vằm Trần Bát Hoang thành thịt vụn, sau đó ném cho chó ăn, dùng việc này để tế bái cho cháu mình. Kỳ Thương Long cực kỳ căng thẳng, ông ta thầm hy vọng, mong rằng Trần Bát Hoang không đáp ứng điều kiện này, nhất định không được đáp ứng. Cậu Trần, hay là, đồng ý với ông ta, Kỳ Hàn cắn chặt răng, thấp giọng nói. Chương 717. Từ lúc theo làm tùy tùng cho Trần Bát Hoang đến nay, hắn đặt niềm tin cực lớn vào người thanh niên này. Nhưng dù anh có mạnh mẽ, tài giỏi và yêu nghiệt đến đâu thì chỉ dựa vào thực lực thông mạch kỳ, sao có thể đấu lại Kỳ Huyết Ma một kẻ mạnh gấp 10 lần so với Kỳ Sơn. Hắn biết Trần Bát Hoang sẽ không bằng lòng cúi đầu trước kẻ khác, thế nhưng hiện tại, đây là cơ hội sống sót duy nhất. Chỉ cần có thể sống, với thiên phú yêu nghiệt bậc đó, rồi sẽ có một ngày cậu ấy thoát khỏi sự khống chế của nhà họ Kỳ và Kỳ Huyết Ma. Nói không chừng, Trần Đức còn có thể mượn tài nguyên của nhà họ Kỳ để tiến thêm một bước nữa. Trần Đức trầm mặc, anh lẳng lặng nhìn Kỳ Huyết Ma, dường như đang cân nhắc. Kỳ Huyết Ma cũng không nóng nảy, thiên tài luôn có sự kiêu ngạo của mình, hắn sẽ không dễ dàng thuần phục và đồng ý trở thành đệ tử của lão. Lão cần cho Trần Bát Hoang một ít thời gian. Trong suy nghĩ của Kỳ Huyết Ma, trừ phi đầu óc Trần Đức bị cửa kẹp, nếu không, trong tình huống biết rõ thực lực của lão, chắc chắn hắn sẽ đồng ý. Dù sao đây là vấn đề giữa chết và sống. Kỳ Huyết Ma rất có lòng tin đối với điểm này. Chỉ bằng ông. Khoảng vài phút sau, đột nhiên, Trần Đức nhếch mép cười, nụ cười của anh chứa đầy sự châm chọc, anh nói. Một lão già sắp bước một chân vào mộ ư. Nếu tôi là ông, tôi sẽ lập tức cút khỏi đây, chạy về ổ của mình, tiếp tục diễn vai một kẻ đã chết, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, co đầu rụt cổ, mãi mãi không xuất hiện thêm một lần nào nữa. Giọng Trần Bát Hoang không lớn, thậm chí có thể nói là nhỏ, nhưng ngữ điệu lại rất bình tĩnh. Mỗi một câu, một chữ quanh quẩn khắp sảnh, gần 300-400 người có mặt ở đây đều nghe thấy rõ mồn một.
Phút chốc, sảnh lớn trở nên yên tĩnh. So với nhà xác còn yên tĩnh hơn. Từ chối. Trần Bát Hoang không chỉ từ chối một cách quyết đoán, bỏ qua cơ hội sinh tồn, mà người này còn buông lời chào phúng, khinh rẻ, thậm chí dùng thái độ bớn cợt để nói chuyện với Kỳ Huyết Ma. Không ai ngờ anh sẽ nói ra những lời như vậy. Kỳ Hàn không ngờ, Kỳ Hồng cũng không ngờ, Lâm Lam, Kỳ Thương Long, từ trên xuống dưới gần 400 thành viên nhà họ Kỳ, kể cả Kỳ Huyết Ma cũng không ngờ. Ngông cuồng. Quá mức ngông cuồng. Ha ha, tên tiểu tạp chủng này thật sự muốn chết, Kỳ Thương Long vô cùng phấn khích, ông ta cười khoái trá. Quả thật, ông ta cũng rất bất ngờ khi thấy Trần Bát Hoang ngông cuồng như thế. Hoặc là nói, đây vốn không phải cuồng, mà là ngu xuẩn. Đầu hắn bị lừa đá rồi. Có được cơ hội như thế, chỉ có đầu ngu mới nói ra mấy lời này. Nói vậy thì có khác gì tìm chết. Kỳ Thương Long hiểu rất rõ tính tình của Kỳ Huyết Ma. Ông ta biết, một khi đã nói ra những lời này, dù Trần Bát Hoang có tài giỏi, có thiên phú cỡ nào đi nữa thì Kỳ Huyết Ma cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Ha 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 ha, Kỳ Huyết Ma lắc đầu, không biết là đang giận hay đang mừng mà tiếng cười bật ra từ cổ họng lão. Chương 718. Chỉ có điều, từ lúc tiếng cười kia vang lên, có thể nhận thấy rất rõ đôi mắt lão dần tối xuống, ngày càng trở nên âm u, lạnh lẽo. Đúng như Kỳ Thương Long nghĩ. Trong suy nghĩ của Kỳ Huyết Ma lúc này, Trần Bát Hoang đã sớm là người chết. Thân là một người đứng đầu của gia tộc lánh đời lại bị một tên nhóc đến từ thế tục trào phúng, từ lúc sinh ra cho đến nay, đã khi nào Kỳ Huyết Ma gặp phải chuyện như vậy. Cho nên, Trần Bát Hoang nhất định phải chết. Cười à! Đúng lúc này, Trần Đức đột ngột lên tiếng, thấy ông cười khoái chí như vậy, lại không có ý định cút, vậy thì chúng ta làm chuyện vui hơn đi. Ông tự tay giết ông ta. Trần Đức giơ tay chỉ về phía Kỳ Thương Long. Một thoáng im lặng, từ trên xuống dưới nhà họ Kỳ đều có cảm giác cạn lời, chẳng lẽ tên này bị ngốc thật? Muốn Kỳ Huyết Ma giết con ruột của mình ư? Cơ mặt bọn họ không ngừng co giật, không nói nên lời. Hành động của Trần Đức hoàn toàn có thể dùng từ điên và xuẩn để hình dung. Đúng là đồ ngu mà, đã đến nước này mà còn nói như vậy, có khác gì bệnh tâm thần đâu chứ? Hắn nằm mơ giữa ban ngày à? E rằng cũng chỉ có kẻ điên mới nghĩ ra việc để Kỳ Huyết Ma giết con trai ruột của mình là Kỳ Thương Long trong tình cảnh như thế này. Kỳ Huyết Ma im lặng, cơ mặt lão cũng co giật. Sao Trần Bát Hoang lại ngu ngốc như vậy? Quả thật đây là lần đầu tiên lão gặp phải chuyện thế này, trong lòng thầm nuối tiếc. Một kẻ tài giỏi, có thiên phú cực cao vậy mà lại là một gã tâm thần, hơn nữa còn hết sức ngông cuồng nữa chứ. Đúng là tạo nghiệt mà. Kỳ Huyết Ma thầm cảm khái. Vài giây sau, lão tàn nhẫn nói, thằng chó con, tao thật sự không biết nên nói mày điên hay nói mày ngốc nữa. Tuy nhiên, nói gì cũng vô dụng, tao đã mất hết kiên nhẫn với mày rồi, mày. Chết được rồi. Ngay sau đó, Kỳ Huyết Ma thật sự ra tay. Lão không muốn lãng phí thời gian với một kẻ vô tri, linh khí từ trong tay tuôn ra, năm ngón tay hệt như năm cái gai độc bén nhọn xẹt qua không khí, tạo thành vô số âm thanh xé rách chói tai. Sau một tiếng gầm giận dữ, Kỳ Huyết Ma lao đến, mang theo vô tận sát ý tựa như sóng thần trỗi dậy, đổ ập xuống đầu Trần Bát Hoang. Trần Bát Hoang không nhúc nhích, thậm chí anh cũng không trốn. Đối mặt với thế công hung hãn và điên cuồng như thế, anh hờ hững mấp máy môi. Đúng, chỉ là mấp máy môi mà thôi. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đó, ngũ trảo của Kỳ Huyết Ma đang hung hãn lao đến bỗng dừng lại ngay trên đỉnh đầu Trần Bát Hoang một cách quái đản. Mà không hề có dấu hiệu báo trước. Cứ như gặp phải trở ngại thật lớn khiến nó đột ngột dừng lại, không hề chạm vào Trần Đức dù chỉ là một sợi tóc. Một chiêu tàn nhẫn và cuồng bạo mang theo sát khí vô biên vô tận bỗng thu lại chỉ trong một khoảnh khắc, thậm chí không còn lại chút gì. Cùng với đó, cái tay kia cũng thu trở về. Chương 719. Kỳ Huyết Ma nhìn chằm chằm vào Trần Đức cứ như nhìn thấy chí bảo, ánh mắt lão lóe lên tia tham lam. Mãi một lúc lâu sau mới gằn giọng nói ra ba chữ, mày chắc chứ? Trần Đức thờ ơ đáp, muốn biết à? Chỉ cần ông giết Kỳ Thương Long, tôi sẽ nói với ông. Kỳ Huyết Ma trầm mặc vài giây, sau đó, chỉ trong một khoảnh khắc, đôi mắt già nua đến không thể già nua hơn phát ra sát ý mãnh liệt, mà sát ý đó hướng thẳng về phía Kỳ Thương Long. Luồng sát ý này gần như cô đọng thành thực thể, chỉ trong một nhịp thở, thân hình Kỳ Huyết Ma đã xuất hiện trước mặt Kỳ Thương Long. Con à, con đã sống 6-70 năm rồi, ta nghĩ. Con sống đủ rồi.
Cái gì? Kỳ Thương Long biến sắc, vội vàng lui về sau, bố, bố. Thật sự muốn giết con. Đúng, Kỳ Huyết Ma không hề giấu giếm, gật mạnh đầu. Bố, con là con của bố mà. Kỳ Thương Long cảm nhận được sát ý đến từ Kỳ Huyết Ma, khiến lông tóc cả người ông ta dựng đứng lên, suy nghĩ như rơi vào một vũng bùn tăm tối, cơ thể cứng ngắc, đầu kêu ông ông, cứ như có một thanh đại đao đang chém về phía cổ ông ta. Cảm giác sợ hãi, bất an và bàng hoàng ập đến. Bố, bố tỉnh táo lại đi, đừng để mắc mưu hắn, sao bố có thể giết con chứ? Kỳ Thương Long không rõ bố mình bị gì, cứ như là ma nhập vậy, nhưng sát ý đã hóa thành thực thể ép tới mức ông ta sắp ngạt thở, hô hấp ồ ồ, vô cùng khó chịu. Ta rất tỉnh táo, Kỳ Thương Long, con phải chết, con yên tâm, ta sẽ cho con được thống khoái, Kỳ Huyết Ma cũng rất khó chịu, nhưng lão không có biện pháp nào khác. Lão có lý do buộc phải giết Kỳ Thương Long. Bố, con, Kỳ Thương Long hô to, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng Kỳ Huyết Ma không cho ông ta có cơ hội nói. Lão nhắm hai mắt lại, một chưởng vốn nên đánh xuống người Trần Bát Hoang giờ lại nện thẳng vào người Kỳ Thương Long. Thoáng chốc, bả vai Kỳ Thương Long rũ xuống, cả người ông ta nửa quỳ trên mặt đất, thân thể sụp đổ, lục phủ ngũ tạng bị chấn vỡ. Kỳ Thương Long đã chết. Ông ta ngã quỵ trước mặt Kỳ Huyết Ma. Trước lúc chết, trong mắt ông ta tràn đầy không dám tin cùng hoảng sợ. Cả đời này, ông ta từng nghĩ đến rất nhiều kiểu chết, thế nhưng chưa từng nghĩ sẽ chết trong tay bố của mình. Ông ta không cam lòng, nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Cuối cùng, cũng đã chết rồi. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, từ trên xuống dưới nhà họ Kỳ có gần 400 người đều sững sờ, choáng váng, bọn họ không thể tin những gì vừa xảy ra. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra? Kỳ Huyết Ma bị lú rồi sao? Lão điên rồi à? Vì sao không giết Trần Bát Hoang mà lại chủ động ra tay với con ruột của mình? Mọi người hoang mang tột độ, cảm giác nghi vấn tựa như một cơn gió lốc thổi tung tất cả suy nghĩ trong đầu bọn họ. Được rồi, Kỳ Thương Long. Đã chết, bây giờ. Mày có thể nói cho tao biết rồi chứ? Đôi bàn tay nhuốm máu của Kỳ Huyết Ma có hơi run run. Tự tay giết con mình khiến ông ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hổ dữ không nỡ ăn thịt con, vậy mà hôm nay, Kỳ Huyết Ma lại ra tay sát hại con mình. Trong lòng ông ta vô cùng dày vò. Chương 720. Có điều, những cảm xúc này chỉ là thoáng qua. Chỉ cần điều Trần Bát Hoang nói là thật, thì Kỳ Thương Long nên chết. Hơn nữa, đứa con này chết rất có giá trị. Lão nhìn chằm chằm vào Trần Bát Hoang, hồi hộp đến mức trái tim sắp nhảy ra ngoài. Khí tức phát ra từ trên người lão hoàn toàn khóa chặt người thanh niên trước mặt, chờ đợi hắn lên tiếng. Trần Đức cố ý nấn ná vài giây, sau khi xác định Kỳ Thương Long đã chết thật, lúc này, anh mới hờ hững nói, đương nhiên là chắc, cho ông thứ này. Kế đó, anh lấy ra một cái bình sứ nhỏ, ném về phía Kỳ Huyết Ma, uống đi. Kỳ Huyết Ma nghi hoặc nhìn bình sứ, lão mở ra xem, bên trong chứa một thứ chất lỏng màu xanh đậm. Thân hình già nua và có hơi còng xuống của lão căng cứng, liếc nhìn chất lỏng trong bình sứ, mãi một lúc lâu sau, lão vẫn không nhúc nhích, không biết là đang nghĩ gì. Sao thế, sợ là độc à, Kỳ Huyết Ma mà cũng sợ chết ư, Trần Đức cười khẩy, ánh mắt anh tràn đầy khinh thương. Thứ này không phải độc. Kỳ Huyết Ma có hiểu biết về y học, hơn nữa, lão cũng là một người uyên bác, sau vài giây quan sát đã có thể đưa ra kết luận chất lỏng trong bình không phải độc. Vì thế lập tức ngửa cổ uống cạn. Một giây sau, lão khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển công pháp, hoàn toàn hấp thụ thứ thuốc kia vào cơ thể và tứ chi bách hài. Sau vài nhịp thở, đột nhiên, Kỳ Huyết Ma mở mắt. Kế đó, trước mặt mọi người, lão vọt đến trước người Trần Bát Hoang, quỳ sụp xuống, cậu Trần, xin cậu hãy cứu tôi. Lão quỳ xuống đã thành công khiến đại sảnh to lớn của nhà họ Kỳ một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Là loại yên tĩnh vô cùng quái dị và đáng sợ. Kỳ Huyết Ma quỳ xuống. Quỳ trước mặt Trần Bát Hoang. Thật điên rồ. Cả đám trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt, tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay dần dần phá bỏ giới hạn cuối, nhận thức và tam quan của bọn họ. Sao có thể thế được? Chẳng lẽ bọn họ đang nằm mơ? Người nhà họ Kỳ, kể cả Kỳ Hàn và Kỳ Hồng cũng không dám tin chuyện vừa xảy ra. Cái tên Kỳ Huyết Ma vốn đại biểu cho ác ma, mà một tên ác ma thì sao có thể quỳ xuống được. Vài người âm thầm véo bắp đùi mình với mục đích khiến bản thân tỉnh mộng, tuy nhiên, họ lại kinh hãi khi phát hiện đây không phải là mộng,
mà là sự thật. Có một số hậu duệ của nhà họ Kỳ vì kích động mà ngất đi tại chỗ. Có chuyện gì vậy chứ? Vừa rồi Trần Bát Hoang mấp máy môi, rốt cuộc người này đã nói gì? Máu xấu, máu độc, máu lạnh. 6 chữ. Trần Đức chỉ nói 6 chữ đơn giản như vậy thôi, đối với những người khác, nó không có gì kỳ lạ. Nhưng 6 chữ này lại khiến Kỳ Huyết Ma ra tay giết con mình, thậm chí quỳ xuống trước anh. Thật sự điên rồ, thật sự khó mà tưởng tượng nổi. Chương 721. Người ngoài, thậm chí là toàn bộ nhà họ Kỳ chỉ biết Kỳ Minh là một kẻ hung ác, điên cuồng, ăn thịt người, uống máu người. Bọn họ nói lão là ma quỷ, thậm chí đặt cho lão biệt hiệu huyết ma. Thế nhưng chỉ có lão mới biết được những đau đớn trong đó. Thịt người ăn ngon không? Máu người dễ uống không? Lão không phải một tên biến thái, mà chỉ là một võ giả bình thường. Ăn thịt đồng loại có gì ngon chứ? Trái lại, thật sự buồn nôn đến cực điểm. 20 năm rồi, đã trọn vẹn 20 năm, lão không biết mùi vị của cơm và thức ăn là gì. Chỉ vì 20 năm trước, lão trúng độc. Đó là một loại độc cực kỳ quỷ dị và chí mạng. Loại độc này ăn sâu vào trong kỳ kinh bát mạch, hòa tan vào tủy và máu của lão, cực kỳ khó giải. Lão vốn là một thiên tài tu võ, có tài nhưng trưởng thành muộn, 20 năm trước cũng đã đạt tới cảnh giới này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì lão đã có thể dẫn dắt nhà họ Kỳ bước đi xa hơn và có vị trí cao hơn. Ai biết, chỉ vì chọc tới một tên thích thả độc. Lão không biết độc đó tên là gì, chỉ biết sau khi trúng độc, một khi lão ăn cơm và thực phẩm chín sẽ vô cùng đau đớn. Đó còn đỡ, mỗi một năm, lão nhất định phải thay hết máu trong cơ thể một lần, không thì sẽ đau đớn đến chết. Mà trong một năm ấy, lão còn phải uống máu người để giữ vững sự sống và cơ chế hoạt động của máu. Nếu trong 7 ngày không uống thì máu vốn dĩ có thể chống chịu được một năm, chỉ cần một tuần là sẽ thối rữa hoàn toàn. Máu của lão là lạnh. Là xấu, là có độc. Đây mới là lý do vì sao lão uống máu và ăn thịt người sống. Dù vậy, lão vẫn không thể tu luyện, một khi hấp thu linh khí thì sẽ đau đớn muốn chết. Chỉ khi không tu luyện, mới có thể dễ chịu hơn chút. 20 năm trước, lão vẫn có một đầu tóc đen, hàm răng trắng muốt. Mà chỉ trong 20 năm, chúng đã hoàn toàn biến mất. Tóc là lão tự nhổ khi đau đớn, răng cũng vì quá đau đớn mà đâm gãy. 20 năm, lão đã tìm vô số và đủ loại thần y. Thậm chí, lão còn tự học đủ thứ y thuật để giải độc, chữa bệnh. Song, 20 năm qua vẫn không thu hoạch được gì. Ngoài mình ra thì đám gọi là thần y kia cũng không đoán ra được chứng bệnh của lão. Nhiều năm qua, Trần Bát Hoang là người duy nhất có thể nói ra chứng bệnh của lão. Lại là người duy nhất cho lão một lọ nước thuốc mà sau khi uống xong, cơn đau trong cơ thể lập tức giảm hẳn một nửa. Sao Trần Bát Hoang lại biết lão có bệnh, còn có thể hốt thuốc đúng bệnh? Cậu ta đã dùng 2 mắt đoán ra được bệnh của lão. Chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Chương 722. Thế nên, Kỳ Huyết Ma mới có thể dừng tay và quỳ xuống. Lão thấy được hy vọng không cần phải hứng chịu cơn đau cùng cực. Lão không bao giờ muốn chịu cái cơn đau suốt 20 năm ấy nữa. Giờ phút này, lão giống như một con chó đang mong mỏi một cục xương từ chủ của mình. Cậu Trần, cầu xin cậu, cứu tôi với. Cứu cũng được thôi, có điều, trả giá một đứa con trai là chưa đủ, Trần Đức nói. Kỳ Huyết Ma thở hổn hển, khóe mắt đỏ lừ nói, cậu Trần, cậu yên tâm, chỉ cần cậu mở miệng thì tôi hoàn toàn có thể trả giá lớn hơn nữa. Tôi cảm giác được vài luồng sát khí, Trần Đức vươn tay, chỉ vào 10 mấy người cách đó không xa. Bọn họ, muốn giết tôi. 10 mấy người bị chỉ vào, mặt mày chợt trắng bệch, tim đập thình thịch. Bọn họ là bố mẹ, anh em và người thân của Kỳ Sơn. Họ quả thật muốn giết Trần Đức và Kỳ Hàn. Thậm chí là không muốn bỏ qua bố mẹ của Kỳ Hàn. Nhưng giờ phút này, khi ánh mắt của Trần Đức liếc về phía họ thì cả đám đều sợ sệt, đầu óc nổ tung như gặp được quỷ, hồn bay phách lạc, mặt như cho tàn. Tôi biết phải làm gì rồi. Kỳ Huyết Ma bỗng đứng dậy, cơ thể như quỷ mị xông tới trước mặt 10 mấy người kia. Lão tổ, đừng mà. Ông nội, bố, những người này có con trai, cháu, chắt của Kỳ Huyết Ma. Họ hét lên thảm thiết, nhưng lão lại giống như một tên đao phủ, mặt mày lạnh nhạt giết chết họ. Các người chết là đáng giá.
Kỳ huyết ma giết họ xong bèn quay đầu nhìn Trần Bát Hoang, nói với giọng hết sức van nài, cậu Trần, vậy giờ có thể cứu tôi không? Không thể. Trần Đức lắc đầu, không chút suy nghĩ nói. Cái gì, con người kỳ huyết ma trợn to như hai con mắt quỷ, nhảy một phát đến gần, cậu nói gì? Không thể, tại sao không thể? Người cũng giết rồi. Con trai, cháu, chắc cũng bị lão tự tay giết chết. Trần Bát Hoang lại bảo không thể. Rõ ràng có thể thấy được, hai hàng lông mày của kỳ huyết ma nhíu chặt lại, gương mặt gần như vặn vẹo, gân xanh hẳn lên, lúc nhúc dưới làn da. Giờ lão cực kỳ tức giận, y như một thùng dầu hỏa, vừa đụng vào là nổ. Chỉ cho ông cũng được, nhưng giờ thì không được, độc của ông đã ăn vào tủy, cần phải có thiết bị chữa bệnh tinh vi. Sau đó, lại trải qua một thời gian dài mới khỏi được. Trần Đức vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt như cũ. Đối mặt với một kỳ huyết ma sắp nổi khùng thì vẻ mặt, giọng điệu và tâm trạng anh vẫn chẳng có gì là thay đổi. Hơn nữa, anh nói một cách rất thành thật, không có gì là giả dối. Chương 723. Lần này, trên người anh mang theo thuốc là vì nghĩ đến Kỳ Hàn có khả năng sẽ bị thương, nên mới tiện tay mang theo một số nước thuốc do Sử gia để lại, phòng ngừa chuyện không may xảy ra thôi. Chỉ có thể nói, kỳ huyết ma khá may mắn. Đúng lúc gặp được anh mang theo một lọ thuốc giảm đau. Cậu nói cái gì, lâu, cần một thời gian dài. Không, da mặt kỳ huyết ma run rẩy, lão đã phải chịu 20 năm đau đớn, nên không bao giờ muốn đau tiếp. Vì vậy, lão gào lên. Trần Bát Hoang, tôi mặc kệ cậu dùng cách gì hay mánh khóe gì, phải giải hết độc ngay và luôn cho tôi. Không thì, tôi sẽ giết chết cậu. Không ai có thể hiểu được tâm trạng của lão. Lão cho rằng Trần Đức lừa mình. Lấy lý do giải độc để sai xử lão làm nhiều chuyện hơn. Sát khí khủng bố như một cơn bão quét ngang xung quanh, cả đại sảnh tràn ngập cảm giác đè nén, nhiều người mặt mày tái nhợt như sắp không thở nổi. Ông đang nằm mơ đó hả? Trần Đức vẫn bình tĩnh nói, độc của ông ít nhất cũng phải mất một năm mới giải hết được. Cơ thể con người cực kỳ phức tạp. Độc của kỳ huyết ma nói là kịch độc cũng không ngoa. Hồi đó, Sử gia từng kể với anh về một căn bệnh như thế. Loại độc đó không chỉ hòa vào máu, vào tủy đơn giản như vậy. Ngay cả bên trong các tế bào thần kinh hay các tế bào phức tạp khác cũng có thể bị nhiễm độc. Loại độc này giống như tế bào ung thư, khả năng sinh sản rất mạnh. Không mất một năm là không thể giải hết được. Tuy anh có thể lừa kỳ huyết ma, nói sẽ giải hết được độc ngay. Với bản lĩnh và trình độ của mình thì chỉ cần hơi chút động tay động chân trong quá trình điều trị là có thể thần không biết quỷ không hay giết chết kỳ huyết ma. Hơn nữa, kỳ huyết ma còn không thể chống lại được. Nhưng, anh sẽ không làm thế. Y là y, độc là độc. Trong cảm nhận của anh cái chữ y này rất là cao cả, đáng để kính trọng và chỉ dùng để cứu người, chứ không phải giết người. Sử gia đã dùng cả cuộc đời và đủ loại tà thuật để nghiên cứu y thuật vì khiến con cháu sau này không đi theo vết xe đổ của ông ấy, không làm bẩn cái chữ y này. Trần Đức có thể dùng độc để giết người, nhưng không thể dùng y để giết người. Huống chi, Trần Đức khinh thường việc nói dối, lừa gạt. Vì một tên kỳ huyết ma, hoàn toàn không đáng để khiến sự việc trở nên phức tạp. Một năm, không được, tôi không chờ được lâu vậy, con người kỳ huyết ma đỏ lừ, sát khí ngày càng khủng bố, giọng nói cũng lớn hơn trước, gần như là điên cuồng, phải chữa khỏi ngay bây giờ luôn. Dám nói thêm một chữ không nữa thì kết cục của cậu sẽ hết sức thê thảm đó. Kỳ huyết ma nói với giọng đầy vẻ ra lệnh và không thể chối cãi. Điều lão nói là thật, nếu Trần Bát Hoang còn dám từ chối, dù anh có biết giải độc thì lão cũng sẽ ra tay khiến anh sống không bằng chết. Cậu Trần, Kỳ Hàn có chút sốt ruột, khuyên, đồng ý với ông ta đi, mau giúp ông ta giải độc, không thì cậu sẽ bị giết đó. Hắn vừa nói vừa nháy mắt với Trần Đức, rõ ràng là hy vọng Trần Đức có thể ứng xử theo tình hình, lừa gạt ông ta, qua được lần này rồi nói sau. Ở trong mắt họ, giờ Trần Bát Hoang vẫn lành lặn là vì anh có y thuật. Còn có tác dụng và giúp được kỳ huyết ma. Nhưng, nếu anh từ chối thì với kỳ huyết ma, anh sẽ không còn giá trị nữa. Mà thứ đã không còn giá trị thì chỉ có chết thôi. Kỳ huyết ma chắc chắn sẽ không nương tay. Chương 724. Trần Đức suy nghĩ một lát, rồi cũng lời giải thích, chỉ lắc đầu, hoàn toàn không muốn nói thêm một chữ nào với một kỳ huyết ma đã bị kịch độc tra tấn đến vặn vẹo, điên cuồng. Huống chi. Trước giờ anh đều không thích nói điều dư thừa. Con kiến chết tiệt, tại sao mày lại phải ép tao,
Kỳ huyết ma gào lên như kẻ điên, con ngươi hoàn toàn đỏ như máu. Lẽ nào mày không biết, ở trước mặt tao, mày chỉ là một con kiến có thể bị tao giết chết ngay lập tức à? Kỳ huyết ma gần như nổi điên, lão quỳ một chân xuống, gương mặt vặn vẹo dữ tợn, nắm lấy mái tóc bạc của mình, trực tiếp giật xuống hơn 10 cọng. Lão vất vả lắm mới nhìn thấy được hy vọng sống sót, Trần Bát Hoang lại ép lão, chơi lão. Giờ, kỳ huyết ma cực kỳ giống như một con chó điên, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới cắn người. Cậu Trần, Kỳ Hàn lại khuyên, nhân lúc kỳ huyết ma còn chưa ra tay và còn có cơ hội xoay chuyển để sống sót. Kỳ Hồng và Lâm Lam cũng vô cùng sốt ruột, họ không muốn thấy Trần Bát Hoang xảy ra chuyện không may. Nhưng, lúc này Trần Đức bỗng nhìn chằm chằm kỳ huyết ma, lạnh lùng nói, lão quái vật, lẽ nào ông cho rằng tôi sợ ông mới chữa bệnh cho ông hả? Tôi không giết con trai, cháu trai của ông là vì muốn cho họ tự mình trải nghiệm cảm giác tuyệt vọng thôi. Vốn thấy ông nghe lời vậy nên cũng định giúp ông giải độc. Trần Đức dừng một chút rồi nhàn nhạt nói, nhưng, tôi ghét nhất là người khác ra lệnh, đe dọa mình. Độc của ông, tôi sẽ không giải. Trần Đức vẫn nói với giọng điệu và vẻ mặt không chút thay đổi, tôi muốn coi xem ông mạnh mẽ và đáng sợ thế nào và làm sao mới có thể lập tức giết chết được một con kiến như tôi. Trần Đức vừa nói xong, kỳ huyết ma đang nổi điên bỗng im lặng, sau đó lão chợt bật cười, cười một cách hết sức dữ tợn. Được thôi, thằng ôn con, được lắm. Tao cho mày cơ hội mà mày không biết quý trọng chứ gì. Từng con chữ đầy già nua bật ra từ trong cổ họng kỳ huyết ma, tao đây muốn xem khi mày bị dẫm dưới chân, đối mặt với sự sống và cái chết hay sống không bằng chết có còn kiêu ngạo, ngông cuồng như vậy nữa không? Kỳ huyết ma nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm nổi điên. Lão vừa nói xong, cơ thể vốn đang quỳ bỗng nhảy lên, bóng người như quỷ mị, từng bước xông thẳng về phía Trần Đức. Rõ ràng kỳ huyết ma đã rất già, nhưng lúc này lại như một con vượn, cực kỳ nhanh nhẹn, mỗi một bước, nền nhà dưới chân đều lõm xuống một cái hố sâu. Giây tiếp theo, lão đã xuất hiện trước mặt Trần Đức, ánh mắt dữ dằn tràn ngập vẻ tàn bạo. Năm ngón tay lão gập lại thành chộp, linh khí nổ tung, giống một cây kim mảnh dài vừa độc ác và tàn nhẫn, kéo theo cơn gió như vũ bão xông thẳng về phía Trần Đức. Mày muốn chết thì tao chiều, sáu chữ như sư tử giống đinh tai nhức óc. Lại giống sấm sét giữa mùa xuân quanh quẩn bên trong đại sảnh, vang vọng từng vòng dư âm. Tiếng gầm phảng phất như muốn giết người, cả nhà họ Kỳ lập tức thay đổi sắc mặt, có một số người vô thức bịt tai lại, nhưng trong đầu vẫn bị Trần kêu ong ong. Có điều, lại không ai nhắm mắt, mà còn mở thật to, muốn tận mắt nhìn thấy kỳ huyết ma giết chết Trần Bát Hoang. Cũng muốn nhìn thử xem người từng mạnh nhất nhà họ Kỳ rốt cuộc đáng sợ tới mức nào. Chương 725. Năm ngón tay xẹt qua không khí như bị xé rách, sức mạnh khủng bố khiến dòng khí tách ra hình thành năm đường cong. Rõ ràng chỉ là những ngón tay người, nhưng giờ lại giống như một thứ vũ khí đáng sợ khiến mọi người nổi da gà, trái tim như nổ tung, cực kỳ sợ hãi. Trốn, Kỳ Hàn biến sắc, giơ tay đẩy Trần Bát Hoang muốn anh né đi. Kỳ Hồng cũng hết sức căng thẳng, vô thức bảo Trần Đức chạy mau. Chỉ là, Trần Đức lại không có trốn. Cơ thể vững như Thái Sơn, Kỳ Hàn dùng hết sức mạnh cũng không suy xuyển được mảy may. Anh không những chẳng trốn, mà còn nhấc chân, bước lên trước từng bước một. Hành động ấy quả thật khiến mọi người sợ ngây người. Tên này là điên thật rồi à? Lẽ nào anh ta cảm thấy với thực lực thông mạch kỳ của mình có thể đàn áp được một thiên tài đã đến Long Tượng Kỳ từ 20 năm trước như kỳ huyết ma ư? Không thể nào, đây tuyệt đối là trứng chọi đá. Năm ngón tay ấy càng ngày càng gần Trần Đức và không ngừng phóng to trong mắt anh. Kỳ huyết ma đánh thẳng về phía ngực phải của anh, mà vị trí kia cũng không chí mạng. Nhưng, một khi bị đánh trúng, ngực phải của Trần Đức sẽ bị đâm thủng, toàn bộ xương sườn, tế bào thần kinh, máu thịt sẽ biến thành một đống thịt nát, khiến anh bị thương hết sức nghiêm trọng. Nhưng, Trần Đức cũng không lo lắng, hoảng sợ hay sợ sệt một chút nào. Nếu như là người khác có thực lực như kỳ huyết ma thì với anh có lẽ sẽ rất rắc rối, còn có khả năng đe dọa đến tính mạng mình. Song, người này lại không phải ai khác, mà là kỳ huyết ma đang trúng kịch độc. Trần Đức muốn đối phó lão không phải là đơn giản, mà là cực kỳ dễ dàng. Một người trúng độc 20 năm không chết sẽ có triệu chứng gì? Nó giống như một tòa nhà cao tầng bị mọt gặm cắn, ăn mòn, đào rỗng mỗi năm. Bề ngoài thì có vẻ lành lặn chẳng sao. Nhưng nền móng, trụ cột đã bị phá hủy cực kỳ nghiêm trọng, gần như muốn sập.
chỉ cần tìm đúng vị trí, khẽ đánh một phát là một tòa nhà cao chọc trời sẽ ầm ầm sập xuống. Mà kỳ huyết ma chính là tòa nhà cao tầng sắp sập ấy. Tim, gan, phèo, phổi của lão đã suy kiệt. Không còn sức sống. 20 năm dày vò đã khiến cơ thể kỳ huyết ma hoàn toàn bị ăn mòn, đào rỗng, để lại một tai họa ngầm rất lớn trong người lão. Mà tai họa ngầm ấy được Trần Đức gọi là mệnh môn. Nó nằm ngay nách của kỳ huyết ma. Nơi đó giống như một cái ngách, bình thường rất khó rửa sạch và quét dọn, cũng không ai chú ý nhiều. 20 năm qua, hai bên nách của kỳ huyết ma đã tích trữ rất nhiều nọc độc và cặn. Chỉ cần khẽ động thì có thể khiến chúng tản ra ngay, khiến tòa nhà chọc trời ấy lập tức sụp đổ. Gương mặt kỳ huyết ma càng trở nên dữ tợn, mấy năm qua, lão chưa từng điên cuồng như vậy. Linh khí giữa năm ngón tay nổ tung, không ngừng xúc lực, sức mạnh như vũ bão khiến không khí bắt đầu quay cuồng, rít gào. Nhóc con, mày sẽ biết mình có phải con kiến, có nên cho tao giải độc không ngay thôi, kỳ huyết ma giận dữ lạnh lùng hét lên, năm ngón tay của lão đã gần ngay trước mặt, chỉ còn chút xíu nữa thôi là sẽ chạm vào Trần Đức. Không, đừng mà. Chương 726. Kỳ Hàn hét lên sợ hãi, Kỳ Hồng cũng thay đổi sắc mặt. Vẻ mặt của hai anh em cực kỳ khó coi, họ là người không muốn Trần Đức xảy ra chuyện nhất ở đây. Nếu hôm nay Trần Đức xảy ra chuyện thì tất cả đều là vì họ. Con kiến, ông có chắc con kiến là tôi mà không phải ông không? Cùng lúc đó, Trần Đức cũng ra tay. Lúc này, vị trí nơi anh đứng đã được anh tính toán tỉ mỉ hết trong thời gian ngắn. Nếu đứng trước hay sau 1 cm thì anh sẽ không né được 5 ngón tay của kỳ huyết ma. Hoặc khi anh ra tay trước hay sau 1 giây cũng không thể đánh trúng mệnh môn và sơ hở của kỳ huyết ma, khiến đối phương kịp phản ứng và phòng thủ. Nếu là người khác, dù biết được điểm yếu của kỳ huyết ma cũng chưa chắc có thể tính toán một cách cẩn thận như vậy trong tình huống này. Nhưng, Trần Đức lại khác. 13 năm qua, một năm 365 ngày thì ít nhất cũng có 360 ngày là anh đang lăn lộn trên chiến trường, tắm mình trong sự sống và cái chết. Lăn lộn nhiều năm trên mũi đao, nên chỉ cần còn sống, dù chỉ là 1 giây thì anh cũng sẽ tính toán tìm kiếm một con đường sống cho mình. Dù là võ giả cực kỳ mạnh mẽ cũng khó mà làm được điều này. Con kiến chính là con kiến, ngay cả chống cự cũng vô lực, yếu đuối như vậy. Trên gương mặt âm trầm của Kỳ Thương Long tràn đầy tươi cười, Trần Đức phản kích quá nhẹ nhàng, bâng quơ, thậm chí còn không phát huy ra được sức mạnh cao nhất của luyện khí kỳ nữa là. Thế nên, ông ta cho rằng đòn phản kích của Trần Đức là đòn đánh theo vô thức, hoàn toàn không khớp với cảnh giới của anh. Trong mắt Kỳ Hàn hiện lên vẻ tuyệt vọng. Trần Đức đã đánh giá quá thấp cao thủ Long Tượng Kỳ, hoặc có thể nói là đã đánh giá thấp kỳ huyết ma. Kỳ huyết ma một Long Tượng Kỳ tích lũy cả 20 năm hoàn toàn có thể vượt cấp giết người. Mà Trần Đức lại dùng thực lực ngưng khí kỳ đỉnh phong để chống lại. Điều này giống như kiến cắn voi, hoàn toàn không thể sánh nổi. Có không ít người trong nhà họ Kỳ đều cười lạnh. Trần Bát Hoang chết chắc rồi. Vẫn là còn trẻ quá, không biết cái gì là sức mạnh thật sự. Có người châm chọc, cười cợt, gì mà thiên tài yêu nghiệt chứ. Khi đối mặt với kỳ huyết ma còn không phải chỉ có đường chết thôi à. Nhưng mà, cùng lúc đó, một cảnh tượng đáng sợ đã xảy ra. Cơ thể Trần Đức dùng một góc độ quỷ dị mà con người không làm được né khỏi đòn đánh của kỳ huyết ma. Sau đó, bàn tay anh cũng hóa ngón tay thành kiếm, linh khí xuất thể hình thành một luồng sáng chém vào nách kỳ huyết ma. Khoảnh khắc ấy, một cảm giác nguy hiểm chí mạng chợt bao phủ trong đầu kỳ huyết ma, khiến cả người lão toát mồ hôi lạnh. Kỳ huyết ma hoàn toàn bị dọa sợ. Lão hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết khi Trần Bát Hoang hóa linh khí ra ngoài cơ thể thì lão như bị đánh trung huyệt vị, linh khí vỡ đê, tán loạn ra xung quanh. Chương 727. Một chiêu nhìn như nhẹ nhàng, không chút sức, chẳng thể khiến kỳ huyết ma lay động của Trần Bát Hoang lại đánh tan linh khí của lão. Không, không, không thể nào, kỳ huyết ma không thể nào tưởng tượng nổi. Sao lớp phòng ngự của mình lại bị một sức mạnh nhỏ bé như vậy đánh tan chứ? Ngay khi kỳ huyết ma đang suy nghĩ thì linh khí, sức mạnh của lão vừa đứt gãy, Trần Đức đã giơ nắm tay lên đấm thẳng vào 5 ngón tay lão. Rắc! Phút chốc, cánh tay lão đã gãy nát, bắn ra một đống máu loáng, cơn đau thấu tim chợt truyền đến, cơ thể kỳ huyết ma không khỏi bay ngược ra ngoài. Cánh tay kia của lão đã biến mất, trực tiếp bị một quyền của Trần Bát Hoang đánh thành thịt vụn. Máu tươi chảy ròng,
kéo dài không ngớt, rơi vãi trên không trung, trông cực kỳ đáng sợ. Mà dòng máu ấy cũng không đỏ như bình thường, mà còn lẫn chút màu đen. Mấy cái vạc này cũng là do nhà họ rèn sao? Trần Đức nhìn mấy cái vạc trong tiệm hỏi Kỳ Hồng. Đúng vậy, Kỳ Hồng cười đáp, có điều chẳng mấy ai mua. Dù sao thì cũng chỉ có một số ít luyện đan sư mới dùng loại vạc này, mà luyện đan sư lại còn hiếm hơn cả gấu trúc. Chà, có vẻ như nhất định phải làm quen với người chị em tốt kia của cô nhỉ. Trần Đức không chỉ cần giúp Kỳ Hàn luyện một thanh kiếm tốt mà còn cần có một cái vạc xịn. Hiện tại anh đã có thể ngưng tụ được chân hỏa, chỉ cần có một cái vạc tốt hơn thì lập tức có thể luyện chế ra những viên đan dược cao cấp hơn. Những chiếc vạc bình thường trên thị trường và những chiếc vạc bán bên ngoài căn bản không đạt yêu cầu. Nói khó nghe một chút, một khi chân hỏa của anh phun ra, hoàn toàn có thể nung chảy những chiếc vạc bình thường đó thành chất lỏng. 10 phút sau, Kỳ Hồng đưa Trần Đức đến sân vận động duy nhất ở thành phố Ninh An. Lúc này, sân vận động có sức chứa hàng chục ngàn người đã chật kín người, xung quanh liên tục vang lên những chỉ huy giữ trật tự. Người chị em này của cô rất nổi tiếng sao? Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Trần Đức nghi ngờ hỏi. Âu Dã Thanh Vũ, anh không biết à? Kỳ Hồng ngạc nhiên hỏi. Tôi không biết, Trần Đức lắc đầu, anh không biết là chuyện bình thường. Suốt 10 năm qua, anh không ở chiến trường thì ở trong tù, chỉ quen biết chiến sĩ, nhà khoa học, phi hành gia và các nhà nghiên cứu. Người nổi tiếng, từ trước đến nay anh không hề quan tâm. Anh nhìn thấy tấm áp phích kia không? Kỳ Hồng lấy vé ra, dẫn Trần Đức đến hàng ghế VIP đầu tiên có vị trí gần sân khấu nhất, cô ta hướng ánh mắt về tấm áp phích trước mặt. Trên tấm áp phích có một cô gái xinh đẹp với thân hình tuyệt đỉnh, thần thái thanh cao lạnh lùng, dáng người thướt tha, đường cong uyển chuyển, một đôi mắt trong veo như nước mùa thu, chấn động lòng người. Nhìn trong ảnh, Âu Dã Thanh Vũ lại là một nữ thần khác, nhan sắc của cô ta không hề kém Tống Ngữ Yên và Hạ Thiên Tuyết. Thậm chí xét về khí chất, cô ta còn xuất sắc hơn. Có thêm sự tiên khí của một ngôi sao nổi tiếng. Trần Bát Hoang. Một giọng nói đột nhiên vang lên, nghe thấy có người gọi tên mình, Trần Đức bất giác quay đầu lại, vậy mà lại gặp lại một người quen. Tô An Khê. Trần Đức gần như sắp quên cô gái tên Tô An Khê này rồi, có điều vừa nhìn thấy cô ả anh vẫn có thể nhận ra. Chương 728. Nhớ lúc còn ở học viện thương mại, cô ả đã châm biếm anh và Đàm Thu rất nhiều lần. Có điều những chuyện này đã là quá khứ, nên trừng phạt cũng đã trừng phạt rồi, Trần Đức không hề có ý định sẽ ghim chuyện lúc trước mãi không buông, anh khẽ cười gật đầu với cô ả, trùng hợp quá. Kỳ Hồng, bên cạnh Tô An Khê, một người đàn ông khoảng hơn 20 tuổi mặc quần áo hàng hiệu, hốc mắt sâu, sống mũi cao, lông mày rậm, khuôn mặt gầy gò cũng đi về phía bên này mỉm cười chào hỏi. Tô An Khê và hắn là một đôi. Đã lâu không gặp. Tô An Khê vậy mà đã phẫu thuật thẩm mỹ, cằm nhọn hơn trước, sống mũi cao hơn, trông hài hòa cân đối và xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Trần Đức đang nhìn cô ả cũng đang nhìn Trần Đức, chỉ có điều đáy mắt cô ả lại đầy căm ghét và hận thù, cô ả cực kỳ hận Trần Đức, đến nỗi sau khi rời khỏi biệt thự của Tống Ngữ Yên, mỗi kế hoạch của cô ả đều là vì tương lai có thể đối phó anh. Không ngờ, tối nay lại có thể gặp nhau ở đây. Quan trọng hơn là anh còn đi cùng Kỳ Hồng. Kỳ Hồng là một trong ba mỹ nhân xinh đẹp nhất ở thành phố Ninh An. Cô ta có rất nhiều người theo đuổi, trong số đó bao gồm người đi cùng Tô An Khê. Mỗi lần Tô An Khê lên giường với hắn, hắn đều bắt cô ả mặc bộ quần áo mà Kỳ Hồng hay mặc nhất, hắn phải nói là cực kỳ thích Kỳ Hồng, ngày nhớ đêm mong, tương tư không nguôi. Theo như những gì cô ả biết, bên cạnh Kỳ Hồng có rất ít đàn ông, vậy mà hôm nay Trần Bát Hoang lại có thể đi cùng cô ta. Tô An Khê mơ hồ cảm thấy cuối cùng cũng có cơ hội báo thù rồi. Sớm hơn 2-3 tháng so với dự kiến và kế hoạch của cô ả. Vân Lâu, anh cũng đến xem concert của Thanh Vũ sao? Kỳ Hồng dịu dàng cười khi thấy Vân Lâu, bình thường trước mặt Kỳ Hồng hắn cư xử như cực kỳ ga lăng, hai người cũng xem như là bạn bè. Ừ, đôi mắt Vân Lâu ánh lên vẻ ngạc nhiên, hắn đã mời Kỳ Hồng đi xem concert nhiều lần nhưng lần nào cũng bị từ chối, không ngờ hôm nay cô ta lại đến đây. Bên cạnh còn có một người đàn ông, hắn không nhịn được hỏi, vị này là... Tôi tên Trần Bát Hoang, là bạn học cũ của cô gái xinh đẹp bên cạnh cậu, Trần Đức tự giới thiệu. Tôi tên là Vân Lâu, Vân Lâu bình tĩnh giới thiệu tên của mình, liếc nhìn Trần Đức từ trên xuống dưới, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng vẫn không nhớ ra được người này là ai. Có điều,
nhìn thấy anh và Kỳ Hồng đứng gần như vậy, da thịt gần như chạm vào nhau, ánh mắt sâu thẳm trong mắt Vân Lâu cực kỳ khó coi. Bạn học cũ của Tô An Khê. Nói cách khác, chỉ là châu chấu trong thế tục. Dựa vào cái gì mà một kẻ cặn bã trong thế tục lại có thể đứng gần Kỳ Hồng như vậy? Hơn nữa, Vân Lâu nhận thấy tối nay Kỳ Hồng ăn mặc rất đẹp, vô cùng đặc biệt, hoàn toàn khác với người luôn thích ăn mặc tùy ý lúc trước, thực sự là hoàn toàn trái ngược, tựa như một nữ thần. Trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Kỳ Hồng vậy mà lại đặc biệt trang điểm xinh đẹp, cùng người đàn ông này đi xem concert, hơn nữa còn đứng gần như vậy. Vân Lâu ghen rồi. Thực sự ghen rồi. Bát Hoang, không biết anh và Kỳ Hồng quen nhau như thế nào, Vân Lâu hỏi với vẻ kỳ lạ và dò xét. Chương 729. Trần Đức không nói nên lời, anh và Kỳ Hồng quen nhau thế nào rất quan trọng sao? Quan tâm đến vấn đề này làm gì? Huống hồ, quá trình quen biết của bọn họ có chút phức tạp, cũng không dễ giải thích. Cho nên anh chỉ có thể trả lời qua loa lấy lệ, tình cờ. Vân Lâu, đây là bạn gái của anh sao? Lúc này, môi Kỳ Hồng khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Tô An Khê đứng bên cạnh. Đại sảnh nhà họ Kỳ, bầu không khí vô cùng yên tĩnh. Lời của Trần Đức tựa như vòi rồng quét qua mọi ngóc ngách. Từ ông lão 6, 70 tuổi cho đến thiếu niên mười mấy tuổi, không một ai dám đứng ra phản đối nửa câu. Võ giả vốn là mạnh được yếu thua, chỉ cần thực lực đủ mạnh, một người có thể trấn thủ được một gia tộc mà không cần phải giải thích gì cả. Trần Đức biết rất rõ, bởi vì anh thắng nên đám người này mới không dám lên tiếng, còn nếu anh thua, hậu quả khó mà đoán được. Kỳ Hàn, bố mẹ của hắn, kể cả những người mà hắn quen biết đều có thể bị cao thủ nhà họ Kỳ bắt bớ, giết hại. Đương nhiên, Trần Đức sẽ không đuổi tận giết tuyệt, dù sao thì đây cũng là nhà của Kỳ Hàn, mỗi người ở đây đều có chung dòng máu với hắn, chỉ cần để Kỳ Hàn quản chế bọn họ, khiến bọn họ không nảy sinh ý niệm trả thù là đủ rồi. Tôi bằng lòng ủng hộ Kỳ Hàn, sau vài nhịp thở, một ông lão nhà họ Kỳ đứng ra nói. Ông ta vốn là người đứng đầu chỉ sau Kỳ Thương Long, năm nay đã 80 tuổi, là một vị đức cao vọng trọng trong gia tộc. Vậy mà giờ phút này, ông ta lại quỳ một chân trước mặt Kỳ Hàn. Ông lão quỳ xuống, tiếp theo đó, liên tục có người trong đội ngũ đứng ra và quỳ một chân xuống theo. Gia tộc lánh đời chẳng những không xuất hiện trước mắt người đời, mà những quy tắc cổ xưa, trịnh trọng và nghiêm khắc vẫn được lưu giữ và phát triển. Lễ nghi trong việc quỳ bái cũng không bị xóa bỏ. Chỉ khi nghiêm khắc thì một gia tộc lánh đời mới có thể trường tồn. Vài phút sau, gần như 300-400 người trong gia tộc đều thần phục Kỳ Hàn, chỉ còn lại 50-60 người vẫn đứng thẳng như cũ. Bọn họ, e ngại nhà họ Thành. Nhà họ Thành ép buộc nhà họ Kỳ phải lấy đầu Trần Bát Hoang, thế nhưng hôm nay đầu thì không thấy, ngược lại còn bị Trần Bát Hoang dạy cho một trận khiến cả gia tộc đều quy phục Kỳ Hàn. Nếu nhà họ Thành biết chuyện này, chắc chắn bọn họ sẽ đến gây rắc rối. Đến lúc đó, nhà họ Kỳ phải chống chọi như thế nào? Chỉ dựa vào một mình Trần Bát Hoang thôi sao? Trần Đức liếc nhìn những người còn đứng, không muốn quy thuận Kỳ Hàn, tôi đã cho cơ hội, nếu các người không nhận, vậy thì muốn sống rời khỏi đây chỉ có tự phế đan điền, tự hủy khí toàn. Những lời của anh vô cùng tàn nhẫn, không cho phép thương lượng. Dù là tàn nhẫn, nhưng phải làm như vậy. Trong số những người này, có không ít cao thủ thông mạch kỳ, nếu tự tiện thả họ đi thì chẳng khác nào thả hổ về rừng. Nghe thấy những lời này, 50-60 người kia lập tức hoảng sợ, bọn họ tái mặt, vội quỳ xuống xin tha. Xin đừng, chúng tôi bằng lòng phục tùng cậu Kỳ. Van xin cậu, xin hãy bỏ qua cho chúng tôi. Trong sảnh lập tức vang lên tiếng kêu than. Chương 730. Trần Đức không lên tiếng mà nhìn về phía Kỳ Hàn. Kỳ Hàn mới là gia chủ nhà họ Kỳ, việc kế tiếp phải do hắn xử lý. Tôi đã cho các người cơ hội, Kỳ Hàn đứng dậy, dùng trọng kiếm trong tay chống đỡ cơ thể bị thương của mình. Trên thế giới này không có nhiều cơ hội như vậy, ở gia tộc lánh đời càng không, một là các người tự phế, hoặc là tôi giúp các người. Đương nhiên, nếu các người không muốn là kẻ tàn phế thì có thể lựa chọn cái chết. Trong lòng Kỳ Hàn rét lạnh, những người này đều là người trong dòng tộc của hắn. Hắn cũng không muốn làm như vậy, thế nhưng nếu không tạo được uy tín, không cạo xương chữa thương thì thử hỏi ngày sau còn có ai phục hắn. Quan mới đến đốt ba đống lửa, miệng vàng lời ngọc. Những lời dạy của tổ tiên không phải không có căn cứ, mà nó được đúc kết từ kinh nghiệm bao đời.
lúc cần nhẫn tâm thì phải nhẫn tâm. Sau khi hắn nói ra những lời này, rõ ràng có thể thấy được trên mặt 50, 60 người kia xuất hiện biểu cảm không cam lòng, dữ tợn, đau đớn. Đủ loại biểu cảm đan xen vào nhau, vô cùng phức tạp. Vài giây sau, bọn họ bắt đầu tự phế khí toàn, cả đám đổ mồ hôi đầm đìa, cứ như bị trọng thương, thậm chí có một số người vì đau lòng mà bật khóc. Chẳng mấy chốc, 5, 60 người chẳng còn một ai là võ giả. Cút đi, sau này đừng trở lại nhà họ Kỳ nữa. Mặt khác, nếu ai dám đi mật báo với nhà họ Thành thì tất cả các người đều phải chết. Hẳn là các người đều rõ Kỳ Hàn tôi có làm được như vậy hay không. 5 phút sau, tất cả những người kia đã rời đi, Kỳ Hàn cũng không giữ dáng vẻ của một gia chủ, mà tự mình bước đến đỡ những vị đức cao vọng trọng của nhà họ Kỳ và những người ngày thường vẫn luôn đối xử tốt với hắn lên, nhẹ giọng an ủi, bày tỏ ngày sau sẽ mang lại một tương lai tốt đẹp cho nhà họ Kỳ. Sau khi đã trấn an bọn họ và sắp xếp cho bố mẹ xong xuôi, hắn mới quay sang nói với Kỳ Hồng, em gái, anh còn chút việc phải ở lại đây giải quyết, em đưa cậu Trần đi dạo một vòng quanh thành phố Ninh An giúp anh, có được không? Kỳ Hồng đỏ mặt, vội gật đầu, em đi thay đồ đã. Cậu Trần, hôm nay, cảm ơn cậu, đợi Kỳ Hồng rời đi, lúc này, Kỳ Hàn mới quỳ xuống hành lễ với Trần Đức. Nếu không phải nhờ Trần Đức, có lẽ hôm nay hắn đã không có cơ hội gặp lại bố mẹ và em gái. Trần Đức vội đỡ hắn dậy, nếu anh đã chấp nhận làm phụ tá cho tôi, vậy thì là người của tôi, ngoại trừ tôi, không cho phép bất kỳ ai lấy mạng anh. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Kỳ Hàn chỉ nói ra mấy chữ này, sau đó không nói gì thêm, tuy nhiên, trong lòng hắn đã xem Trần Bát Hoang còn quan trọng hơn tính mạng của mình. Được rồi, đừng có trịnh trọng như vậy, mọi chuyện đã qua rồi, Trần Đức nói. Tìm giúp tôi một bộ đồ, cả người toàn là máu thì đi ra ngoài thế nào được. À, đúng rồi, ha ha, cậu xem tôi đấy, Kỳ Hàn lập tức căn dặn người hầu ở cách đó không xa, mau dẫn cậu Trần đi tắm rửa, nhớ tìm người có kỹ thuật tốt nhất, còn nữa, chuẩn bị một bình rượu loại tốt nhất của nhà họ Kỳ. 10 phút sau, Trần Đức rời khỏi câu lạc bộ tư nhân trong trang viên nhà họ Kỳ, lúc này, trông anh rực rỡ hẳn lên, vừa đi đến cửa thì anh thấy Kỳ Hồng đã đứng chờ sẵn. Anh không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy cô, hóa ra, trong khoảng thời gian biến mất, cô này này đã trưng diện, trang điểm một phen. Thân cao 1m7, 1m8, vóc người cao ráo, cân xứng, có lồi có lõm, đường cong xinh đẹp khắc họa phần eo thon nhỏ cùng phần hông đầy đặn, khuôn mặt trái xoan động lòng người, đôi mắt được điểm bằng eyeliner nhẹ, môi son, má hồng, khiến gương mặt vốn xinh xắn càng thêm vài phần quyến rũ. Chương 731. Trên cái cổ trắng nõn như ngọc là một chiếc vòng cổ thạch anh và kim cương, chiếc váy mỏng màu đen ôm lấy cơ thể, để lộ một phần ngực và cánh tay, làn váy vừa khéo che khuất phần đùi, đôi chân thon dài, thẳng tắp được bao bọc bằng vớ đen kéo dài từ trong váy đến gót chân, dưới chân là đôi giày cao gót sang trọng, thoạt nhìn vô cùng cao quý và thanh lịch. Cánh tay trắng nõn đeo một cái đồng hồ bằng thạch anh loại nhỏ dành cho nữ đặt hờ hững trên thân xe Porsche màu đỏ chót. Ngón tay mảnh khảnh tựa như đang đánh đàn gõ nhẹ lên lớp sơn đỏ. Cơ thể có hơi nghiêng, tựa vào thân xe càng làm nổi bật sự tương phản. Một cơn gió vụt qua, thổi bay những sợi tóc mềm mại càng khiến cô nàng tăng thêm vài phần lộng lẫy. Lần đầu gặp mặt, bởi vì cách ăn mặc của Kỳ Hồng quá mức bảo thủ nên Trần Đức không phát giác ra được, đến lúc này anh mới phát hiện cô nàng này là một nữ thần thật sự. Vừa đến gần, hương thơm nhàn nhạt theo gió bay đến, thấm vào ruột gan. Cậu Trần, Kỳ Hồng mỉm cười để lộ cái răng khỉnh và phong thái say lòng người, cậu mau lên xe, tôi đưa cậu đi dạo một vòng quanh thành phố Ninh An. Được, Trần Đức mở ghế phó lái ngồi vào, còn Kỳ Hồng thì ngồi vào vị trí tài xế, kế đó, cô ta lấy ra một cái hổ lô rượu đưa cho anh, đây là do anh trai tôi chuẩn bị cho cậu, anh ấy nói cậu rất thích uống nữ nhi hồng ủ 20 mấy năm. Vừa mở bầu rượu ra, mùi hương khiến hai mắt Trần Đức tỏa sáng, anh hít sâu một hơi. Vẻ mặt tràn đầy si mê. Không thể chờ được nữa, anh liền uống một ngụm, rượu ngon. Còn không phải sao? Mặt Kỳ Hồng ửng hồng, đây là nữ nhi hồng do bố tôi ủ lúc tôi vừa sinh ra, đến nay đã 23 năm rồi. Đúng là rượu ngon, Trần Đức lại uống thêm một ngụm, lộ vẻ say mê. Có một mỹ nữ xinh đẹp như vậy ở bên cạnh mà anh ta chỉ lo uống rượu, chẳng lẽ cô ta còn không bằng một bầu rượu hay sao? Quan trọng hơn nữa chính là ý nghĩa của nữ nhi hồng không tầm thường.
Loại rượu này được chôn xuống từ lúc cô gái được sinh ra, mãi cho đến khi cô ấy xuất giá, nó mới được đào lên, vì thế mới được xưng là nữ nhi hồng. Vậy mà hôm nay, Kỳ Hàn đào nó lên đem tặng Trần Bát Hoang, điều này đã ám chỉ rất rõ ẩn ý trong đó, chẳng lẽ anh ta không hiểu? Kỳ Hồng có hơi thất vọng, ít nhất thì hiện tại, Trần Bát Hoang là một người đàn ông đáng để gửi gắm cả đời, mãi cho đến bây giờ, hình ảnh bá đạo, điên cuồng và dũng mãnh của Trần Đức lúc ở trong sảnh nhà họ Kỳ vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô ta, có đuổi thế nào cũng không chịu đi. Thật ra, Trần Đức hiểu rất rõ ý nghĩa tồn tại của nữ nhi Hồng, nhưng anh không nghĩ nhiều như vậy, cảm nhận rượu thấm vào cổ họng, cả người lâng lâng thoải mái. Cậu Trần, tôi đưa cậu đi hóng gió trước, Kỳ Hồng nói một tiếng rồi nhấn nút điều khiển, Trần xe Porsche bắt đầu biến đổi, vài giây sau, nó đã biến thành một chiếc xe thể thao mui Trần. Sau đó, Kỳ Hồng thuần thục lái xe đến một khu có phong cảnh đẹp, ít xe cộ qua lại. Con đường này được xây dựng chủ yếu để đua xe, bây giờ còn sớm nên không có ai cả, đến buổi tối, những cậu chủ, cô chủ giàu có ở thành phố Ninh An đều sẽ đến đây đua xe, vừa lái xe, Kỳ Hồng vừa giải thích cho Trần Đức. Xung quanh đây có non xanh nước biếc, màn đêm dần buông xuống, ánh đèn neon nhấp nháy, trên con đường bằng phẳng có rất ít xe cộ và người qua lại. Kỳ Hồng chở Trần Đức chạy một đoạn đường dài, khi trời tối hẳn, cô mới đưa anh đến trung tâm thành phố Ninh An. Nơi đây hoàn toàn khác biệt với thành phố Tần, Giang Bắc. Thành phố Ninh An không có nhà cao tầng, hầu hết kiến trúc đều là dạng cung điện thấp. Tòa nhà cao nhất chính là tháp Ninh An, có tổng cộng hơn 30 tầng, cao khoảng 200 mét. Kỳ Hồng đưa Trần Đức lên đỉnh tháp, đứng ở đó có thể quan sát toàn bộ thành phố Ninh An. Chương 732. Phóng mắt khắp thành phố, đèn màu rực rỡ, phồn hoa đô hội, tựa như thành phố không ngủ, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Tỉnh thượng võ của chúng tôi có Ninh An, Vân Bắc, Nguyệt Lạc, Nam Đài, Úc Đảo, Hương Giang, tổng cộng 6 thành phố, do 36 tộc địa sát chiếm cứ. Ninh An chính là thành phố lạc hậu nhất. Kỳ Hồng nhiệt tình giới thiệu cho Trần Đức về thành phố Ninh An cùng một vài nét văn hóa địa phương. Gió nhẹ thổi qua làm lay động làn váy của cô ta, trông vô cùng cao quý động lòng người, cứ như một ngôi sao lớn, người trong thế tục không biết rằng, chỉ một thành phố ở đây thôi cũng có thể mang đến GDP vượt qua rất nhiều thành thị hạng nhất, nơi đây chính là thiên đường trong mắt người ngoài. Ừ, ví dụ như cái kia, Kỳ Hồng chỉ vào một công trình có màu sắc lộng lẫy ở cách đó không xa, kiến trúc có hình dạng như tổ chim. Phía trên có đèn neon hình tròn đang nhấp nháy kia chính là sân vận động của thành phố Ninh An. Đêm nay, một người bạn thân thiết của tôi sẽ mở buổi hòa nhạc tại đó, cô ấy còn mời tôi đến đấy. Chúng ta cùng đến đó nhé, có được không? Được, Trần Đức tựa người trên rào trắng, liếc nhìn cảnh tượng bên dưới. Thỉnh thoảng, anh nhấp một ngụm rượu, một hồ lô rượu đã bị anh uống hết một nửa, thoạt nhìn đã ngà ngà say. Kỳ Hồng đứng cách anh rất gần. Cô ta lo lắng Trần Bát Hoang không cẩn thận té xuống rào chắn, ở đây không phải 20 mét, mà là 200 mét đấy, dù là võ giả thì nếu rơi từ độ cao như thế, không chết cũng trọng thương. Sau khi giới thiệu một loạt thứ, Kỳ Hồng lôi kéo Trần Bát Hoang đi đến một con phố bán đồ cổ. Trong ấn tượng của cô ta, đàn ông thường sẽ thích các sản phẩm công nghệ, đồ cổ, đao kiếm. Ở thành phố Ninh An, nơi mà võ giả chiếm cứ, trên đường có thể dễ dàng nhìn thấy quầy bán binh khí. Quả nhiên, vừa đến đây, Kỳ Hồng nhận ra Trần Đức thật sự có hứng thú. Đại sư chế tạo tốt nhất của các người ở đâu, hoặc là nói, xưởng đúc tốt nhất ở đâu, đột nhiên, Trần Đức lên tiếng hỏi. Anh đã làm trọng kiếm của Kỳ Hàn bị gãy, về tình về lý thì nên trả lại hắn một thanh kiếm. Nói đến chế tạo binh khí thì đó chính là điểm đặc sắc của thành phố Ninh An chúng tôi, Kỳ Hồng tự hào nói, bởi gia tộc thợ rèn số 1, tộc Âu Dã, ở tại thành phố Ninh An. Hầu hết các xưởng binh khí ở đây đều là của bọn họ. Người chị em chuẩn bị mở buổi hòa nhạc của tôi là Âu Dã Thanh Vũ, cũng là người nhà Âu Dã đấy. Nếu cậu Trần muốn tìm binh khí tốt thì phải làm quen với cô ấy, bởi vì những binh khí được bày bán bên ngoài đều hết sức tầm thường. Vậy à, Trần Đức đi dạo một vòng, quả nhiên không phát hiện binh khí tốt, đa phần đều không bằng trọng kiếm của Kỳ Hàn, thậm chí còn không bằng chuôi kiếm mà Tạ Phương Kiệt đã dùng lúc trước. Không phải, chỉ là một người bạn là nữ thôi, Vân Lâu cười, hắn cũng không có nói sai vì Tô An Khê thật là nữ và cả hai chỉ là bạn bè. Mọi người ngồi đâu thế, khóe miệng Kỳ Hồng lộ ra một nụ cười thân thiết khi gặp bạn bè. Anh và An Khê ngồi bên kia, có điều,
Vân Lâu nhìn Trần Đức, nói với giọng hơi nghi ngờ, Bát Hoang, anh và An Khê là bạn học cũ, hay là tôi đổi chỗ với anh nhé, cho hai người ngồi ôn chuyện. Trần Đức ngẩn ra, nhìn Vân Lâu, sâu trong mắt đối phương toàn là ghen tị và tức giận. Anh lập tức hiểu là chuyện gì. Xong, e rằng Vân Lâu kia vẫn không biết anh và Tô An Khê cũng không thân gì, thậm chí còn có chút ân oán. Đúng vậy, Trần Bát Hoang, hai ta lâu rồi không gặp, hay là ngồi ôn chuyện với nhau nhé, Tô An Khê bỗng nháy mắt mấy cái, ra vẻ hiểu chuyện nói, hơn nữa, anh Vân rất ngưỡng mộ và yêu mến cô kỳ. Hay anh giúp người ta thỏa niềm mong ước, đổi chỗ với anh Vân đi. Chương 733. Anh Vân đến từ nhà họ Vân, có lẽ anh chưa nghe bao giờ. Nhưng đừng lo, chỉ cần anh đổi chỗ với anh Vân thì anh ấy chắc chắc sẽ không bạc đãi anh. Tô An Khê trông như đang nói chuyện giúp Vân Lâu, nhưng thực tế, cô ả đang kích thích Trần Đức. Cô ả hiểu Trần Đức, tuy người này bình thường rất xuề xòa, im lặng, không tranh với đời. Nhưng trong xương lại tràn ngập tự tin và kiêu ngạo. Anh ta có thể không tranh, không cướp, không trốn. Nhưng sẽ không bao giờ cho phép người ta lấy đồ của mình. Lời nói ấy của cô ả, không những dùng thân phận của Vân Lâu chèn ép Trần Đức mà còn thầm khuyên anh tặng người phụ nữ của mình cho người ta. Với tính cách của Trần Đức thì sao có thể chịu được? Vân Lâu cũng không biết những toan tính ấy của cô ả, còn tưởng rằng Tô An Khê đang giúp hắn, bèn ngó cô ả bằng ánh mắt khen ngợi, mặt mày tràn đầy vẻ tự hào, ngạo nghễ, nói tiếp. Đúng thế, Trần Bát Hoang, chỉ cần anh để tôi ngồi cùng Kỳ Hồng thì anh có yêu cầu gì cứ việc nói. Hay là, tôi cho anh 1 triệu tệ nhé, hoặc, Vân Lâu của nhà họ Vân sẽ nợ anh một điều. À đúng rồi. Có lẽ anh không biết nhà họ Vân. Có điều, anh đã là bạn học của An Khê thì chắc cũng biết nhà họ Tạ ở thành phố Tần chứ hả? Tuy nhà họ Tạ đã trở thành lịch sử, nhưng, trước kia, nhà họ là do một tay nhà tôi nâng đỡ lên đó. Vân Lâu cho rằng Trần Đức chắc chắn sẽ đồng ý. Dù sao, con số 1 triệu tệ kia cũng cực kỳ hấp dẫn, gần như có thể giải quyết 80% chuyện ở trong thế tục. Hắn không tin một người còn trẻ như Trần Bát Hoang có thể chống cự lại sức hấp dẫn của một số tiền lớn như vậy. Hơn nữa, hắn còn tự bày ra thân phận, chấp nhận nợ một ơn tình. Chắc hẳn Trần Bát Hoang cũng không dám chống lại hắn. Ha ha! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trần Đức cười, đương nhiên biết rõ lòng tốt của Tô An Khê. Có điều, anh lại chẳng hề để ý đến những suy nghĩ, toan tính của loại người như cô ả. Cũng sẽ không vì chút mưu kế ấy mà thay đổi suy nghĩ của mình. Điều cần thiết trên con đường luyện võ chính là một suy nghĩ minh mẫn. Trần Đức khẽ cười, đáp. Ngại quá, tôi không muốn đổi chỗ. Sau đó, anh xoay người chuẩn bị rời đi. Vân Lâu nhíu mày, 1 phút trước có lộ ra vẻ phong độ, lịch sự, thoáng chốc đã xa sầm nét mặt. Câu trả lời của Trần Đức khiến hắn vô cùng bất ngờ, song, cũng hết sức khó chịu. Vân Lâu giơ tay ngăn Trần Đức lại, hùng hổ hỏi lại, anh xác định. Trong giọng nói của hắn tràn ngập sự đe dọa, giơ tay chặn ngang trước mặt Trần Đức. Trần Đức nhướng mày, anh còn chưa nói gì, Vân Lâu đã mở miệng, kiêu căng ngạo mạn đe dọa, anh thật sự không muốn ôn chuyện với An Khê hả? Vân Lâu, anh làm gì thế, anh Trần là khách quý của tôi đó, Kỳ Hồng cảm giác được bầu không khí có gì đó sai sai, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo, khó chịu nói. Anh ấy đã từ chối rồi, anh làm vậy thật chẳng lễ phép gì cả. Ở trong thế tục, bỗng dưng ngăn người khác lại thì đó chỉ có thể là một hành động cực kỳ mất lịch sự. Thế nhưng, ở trong những gia tộc lánh đời, hành động ấy lại là điều kiêng kỵ nhất. Hành động đó đồng nghĩa với việc đánh người ta một cái tát, mang đầy tính nhục nhã. Chương 734. Vân Lâu là một đệ tử trong gia tộc lánh đời thì không thể nào không biết điều đó được. Chỉ có thể giải thích là Vân Lâu không có đối xử ngang hàng với Trần Bát Hoang, Kỳ Hồng có thể cảm nhận rõ được điều đó từ trong giọng điệu, nét mặt của hắn. Khách quý, Vân Lâu nói chuyện với Kỳ Hồng thì dịu dàng hơn nhiều, Kỳ Hồng, em đang đùa đó hả? Chỉ với anh ta, mà còn khách quý. Vân Lâu, anh có tin hay không thì đó là chuyện của anh, mời anh bỏ tay ra, Kỳ Hồng lạnh mặt, cô ta không ngờ một người bình thường luôn phong độ, đối xử dịu dàng với mọi người như Vân Lâu lại làm vậy. Lẽ nào, trước đây hắn chỉ giả vờ thôi sao? Kỳ Hồng thầm hạ quyết tâm sau này sẽ ít qua lại với Vân Lâu hơn. Không được, Kỳ Hồng, em cũng biết anh thích hỏi cho ra lẽ mà, Vân Lâu ngó sang Trần Bát Hoang, Trần Bát Hoang,
mong anh nể mặt tôi nhường lại chỗ ngồi. Nếu anh không muốn thì cũng phải nói lý do ra chứ. Đến bây giờ, chỗ ngồi đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là hắn bị từ chối. Còn là bị một tên ở trong thế tục từ chối trước mặt Kỳ Hồng và Tô An Khê. Đây quả thật là hết sức mất mặt. Vân Lâu không thể nào cứ thế mà bỏ qua cho anh ta được. Lý do hả? Khóe miệng Trần Bát Hoang khẽ nhếch, vốn là chỗ của anh không muốn đổi vậy mà cũng cần lý do. Vân Lâu này cũng bá đạo ghê. Lý do ấy à, nói cho cậu cũng được thôi. Trần Đức chậm gì gì, bình tĩnh nói. Đầu tiên, tôi không muốn ngồi cùng một chỗ với con đĩ bên cạnh cậu và càng không muốn ôn chuyện với cô ả. Thậm chí nhìn thấy cô ả thôi tôi đã muốn ói rồi. Thứ hai, 1 triệu tệ của cậu quá ít, ơn tình của cậu không xứng với chỗ ngồi của tôi. Thứ ba, nhà họ Tạ trong miệng cậu, chính là nhà họ Tạ đã trở thành lịch sử ở thành phố Tần là do một tay Trần Bát Hoang tôi diệt. Ánh mắt và vẻ mặt Vân Lâu từ khó chịu, tức giận đến kinh ngạc, bùng nổ, chợt hiểu rồi sợ hãi, kích động. Cả quá trình chỉ mất chưa đến 1 phút. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao lại cảm thấy Trần Bát Hoang quen mắt. Vì anh chính là người giết Tạ Phương Kiệt, dùng sức một người tiêu diệt nhà họ Tạ. Chuyện này cũng chẳng đáng là gì với nhà họ Vân, nhưng cũng coi như là tát cho nhà họ mấy cái. Nhà họ Vân đã hết sức tức giận trước cái chết của Tạ Phương Kiệt. Hầu như cả gia tộc đều biết chuyện này. Có điều, gần đây nhà họ Vân khá bận nên không có tìm Trần Bát Hoang tính sổ. Ai ngờ, anh lại đến Ninh An. 4. Vân Lâu rất là kiêu ngạo và hết sức tự tin. Khi Trần Bát Hoang nói ra lý do thứ nhất và thứ hai thì hắn đã tức đến điên người, suýt nữa thì ra tay. Thế nhưng, cái lý do thứ ba vừa được anh nói ra, hắn lập tức sợ hãi. Cơn giận, sự kiêu ngạo cùng lòng tự tin của hắn như một quả bóng xì hơi, lập tức biến mất sạch sành sanh, thay vào đó là kinh ngạc và sợ hãi. Chương 735. Bởi vì, hắn hoàn toàn không phải đối thủ của Trần Đức. Thấy Vân Lâu không nói tiếng nào. Còn lộ ra vẻ kinh ngạc và sợ hãi, Trần Đức cười hỏi, sao? Cậu Vân, Trần Bát Hoang tôi muốn nể mặt cậu, nhưng cậu dám nhận không? Im lặng như chết, Vân Lâu không biết nên trả lời thế nào. Hắn đúng là không dám nhận sự nể mặt của Trần Bát Hoang. Không nói khoác chứ, thực lực của anh có thể một tát đập chết hắn. Thế nên, sao hắn dám nhận cái sự nể mặt ấy chứ? Anh Vân, Tô An Khê thấy Vân Lâu ngây người. Nhắc nhở, đây chính là cơ hội tốt để làm quen với Kỳ Hồng đó. Khóe miệng Vân Lâu giật giật. Cơ hội tốt. Bà mẹ cô chứ tốt chỗ nào? Phụ nữ quan trọng hay mạng sống quan trọng? Hắn đã coi video Tạ Phương Kiệt chết, Trần Bát Hoang kia hoàn toàn là một tên điên không sợ trời không sợ đất. Trong tình huống một thân một mình như này, hắn thật sự không dám chọc Trần Đức. A, ha ha, Vân Lâu gượng cười, Trần Bát Hoang. Anh đã là khách quý của Kỳ Hồng thì nên ngồi cùng cô ấy mới đúng. Cái nể mặt ấy, tôi để dành cho lần sau vậy. Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, hai người chơi đi, tôi và An Khê đi trước đây. Vân Lâu cẩn thận, xấu hổ rụt tay về, nói một tiếng rồi ủ rũ dẫn Tô An Khê rời đi. Anh Vân, sao lại thế? Chẳng phải là anh thích Kỳ Hồng ư? Sao lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Tên Trần Bát Hoang có gì đáng sợ chứ? Tô An Khê khó hiểu. Tò mò hỏi, trong lòng lại hết sức khinh bỉ Vân Lâu. Cô ta có thể nhận ra Vân Lâu đang sợ. Chắc chắn là sợ. Không thì với tính cách của hắn, sẽ chẳng rời đi như vậy. Cô thì biết cái gì, tâm trạng Vân Lâu đang rất khó chịu, nên sắc mặt cũng chẳng khá hơn là bao. Tô An Khê vừa hỏi, như dẫm phải bom, lập tức nổ, gì mà đáng sợ. Tôi đây chỉ là không chấp anh ta mà thôi. Một thằng nhóc trong thế tục thôi. Giải quyết anh ta còn cần tôi tự mình ra tay à? Được rồi, Tô An Khê mong mỏi nói, được rồi, anh Vân, chúng ta xem biểu diễn tiếp đi. Âu Dã Thanh Vũ cũng là một cô gái rất đẹp đó. Xem cái con mẹ cô chứ xem, muốn coi thì mình cô coi đi, Vân Lâu mặc kệ Tô An Khê, trực tiếp bỏ đi. Chuyện đêm nay không thể cứ thế mà cho qua được, hắn phải lập tức trở về báo cáo chuyện Trần Bát Hoang đã đến thành phố Ninh An lên. Trần Bát Hoang. Anh đừng có mà đắc ý, cứ chờ đó cho tôi, mẹ kiếp. Thấy Vân Lâu tức tối, Tô An Khê đứng tại chỗ, ban đầu cô ả còn ra vẻ buồn bã, nuối tiếc, nhưng khi hắn đi rồi, khóe miệng lập tức nhếch lên nở nụ cười đắc ý. Đàn ông ấy mà, suy cho cùng cũng bị cô ả chơi đùa trong tay thôi.
Trần Bát Hoang, tôi có thể chơi đùa bất cứ đàn ông nào trên đời, nhưng lại không chơi được anh. Anh chờ xem, anh sẽ phải trả một cái giá đắt cho những gì mình đã làm với tôi. Không chỉ là anh, mà còn có hai con đĩ Tống Ngữ Yên và Lâm Giao, đừng hòng tôi bỏ qua. Tô An Khê siết chặt bàn tay trắng như phấn, cô ả rất mong đợi Trần Bát Hoang đụng độ nhà họ Vân, cũng vô cùng muốn nhìn thấy thi thể của anh ta. Cặp bưởi căng tròn phập phồng lên xuống theo từng tiếng hít thở dồn dập của cô ả. Chương 736. Cô ả cũng không có đuổi theo Vân lâu, mà là đánh giá khách khứa trong bữa tiệc. Sau khi thấy một đám người có thân phận cao quý bèn nở nụ cười quyến rũ bước tới, chủ động giới thiệu rồi làm ra các động tác mập mờ, chẳng mấy chốc đã hòa mình vào trong đó. Tuy Kỳ Hồng là võ giả và sinh sống ở thành phố Ninh An, nhưng rất ít để ý đến những chuyện trong đó, nên cô ta cũng không biết chuyện của hai nhà Tạ, Hàn. Thấy Vân lâu ủ rũ cục đuôi rời đi, cô ta kinh ngạc nói, anh Trần, anh lợi hại ghê. Dù là anh trai tôi cũng chưa chắc có thể khiến Vân lâu rời đi như vậy đâu. Bình thường thôi. Trần Đức khẽ cười, cũng không nói gì thêm. Lại đợi thêm mấy phút nữa, người trên sân thể dục càng ngày càng nhiều, mấy chục ngàn chỗ ngồi mà chẳng còn dư cái nào, hết sức sôi động. Vừa đến 9 giờ, bóng đèn trong sân lập tức tắt hết, cả không gian chợt chìm trong bóng tối, chỉ còn lại que phát sáng, bảng hiệu, biểu ngữ nhấp nháy. Gần như cùng lúc đó, màn hình lớn trên đài cũng hiện lên 10 giây đếm ngược. Giờ phút này, tiếng hoan hô, hò hét của các fan lập tức bùng nổ, mấy chục ngàn người không nhịn được bắt đầu đếm ngược theo màn hình. 10, 9, 8, 7, 6. Khi đếm tới 0, ánh đèn trên đài lập tức hội tụ lại một chỗ, một bóng người xinh đẹp không biết đã xuất hiện ở đấy từ bao giờ. Dưới ánh đèn, cô gái mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, xõa tóc. Khuôn mặt lạnh lùng lộ ra một chút cao quý, thanh nhã kết hợp với làn khói mờ ảo khiến cô ta trông như tiên nữ giáng trần. Cô ta vừa xuất hiện, hàng chục ngàn người lập tức hò hét, la ó chói tai hết đợt này đến đợt khác như sóng biển, sóng sau đè sóng trước, hết sức điên cuồng, đinh tai nhức óc. Thậm chí, có người còn hét đến không thở nổi ngất xỉu, bị những người khác đỡ ra ngoài lên xe cứu thương. Mà Âu Dã Thanh Vũ vẫn đứng im trên đài. Khoảng 3 phút sau, cuối cùng Âu Dã Thanh Vũ cũng nhúc nhích, nhưng lại chỉ làm ra một động tác cực kỳ đơn giản như người máy. Lúc này, tiếng hò hét sắp tắt lại trở nên điên cuồng, vang dội. Kinh vậy luôn. Có lẽ Trần Đức là người bình tĩnh nhất và còn ngồi ở đây, ngay cả Kỳ Hồng bên cạnh anh cũng đứng lên, hò hét theo các fan. Khoảng 5, 6 phút gì đó, tiếng hú hét ấy mới yếu đi, cuối cùng xung quanh cũng vang lên tiếng nhạc. Bấy giờ, Âu Dã Thanh Vũ mới bắt đầu nhảy và hát. Trên đài, cô ta tràn trề sức sống, rõ ràng mang khí chất của một tiên nữ, nhưng khi nhảy lại giống như thay đổi thành người khác, trông cực kỳ dữ dội và điên cuồng. Mỗi một động tác và biểu cảm đều đưa tới từng đợt hò hét. Mới bài đầu tiên đã khiến cho hàng chục ngàn người hưởng ứng, trông hết sức chấn động và kinh người. Chỉ với buổi biểu diễn này đã cho thấy Âu Dã Thanh Vũ nổi tiếng và được hoan nghênh cỡ nào. Sao, người bạn này của tôi được không? Kỳ Hồng kiêu ngạo nói. Cả hoa hạ này, rất ít người là không biết cô ấy. Cô ấy chính là ngôi sao hạng A của chúng ta đó. Vé vừa cửa của một buổi biểu diễn cũng phải hơn 1.000. Vị trí khách quý chúng ta đang ngồi trong buổi biểu diễn hôm nay bị nâng giá lên đến mười mấy ngàn tệ mà cung cũng không đủ cầu. Chương 737. Đúng là nổi tiếng thật. Trần Đức cảm khái, mười mấy ngàn tệ một cái vé vào vừa, chỉ với hai tấm vé của anh và Kỳ Hồng thôi cũng đủ người thường sống một năm rồi. Buổi biểu diễn của Âu Dã Thanh Vũ rất ít nhàm chán, từ đầu đến cuối đều tràn ngập tiếng hú hét, la ó chói tai. Thậm chí, có fan kích động đến nỗi xông lên đài. Buổi biểu diễn diễn ra khoảng 3 tiếng, 12 giờ khuya nó mới chính thức kết thúc. Khi Âu Dã Thanh Vũ đi xuống đài, Trần Đức phát hiện có rất nhiều người đã khóc và vô cùng tiếc nuối. Phải công nhận là Âu Dã Thanh Vũ không những xinh đẹp, mà còn là một người hát rất hay, soạn nhạc, nhảy gì cũng biết. Mặc dù lỗ tai Trần Đức rất kén cá chọn canh, nhưng cũng cảm thấy rất dễ nghe. Một người phụ nữ như vậy đúng là có tư cách làm một ngôi sao hạng A. Đương nhiên kiếm trong tay Trần Đức là linh khí thượng phẩm duy nhất trên người có liên quan đến lai lịch của anh. Mỗi đời của nhà họ Âu Dã đều rèn vũ khí, có lẽ, lỡ đâu sẽ biết thì sao. Nếu đã đến thì đương nhiên Trần Đức sẽ hỏi thử. Sau khi biểu diễn kết thúc,
Kỳ Hồng hẹn Âu Dã Thanh Vũ cùng nói chuyện. Đoàn kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo chói mắt, xung quanh vần quanh một luồng linh khí và sát khí. Nó vừa xuất hiện, nhiệt độ không khí lập tức hạ xuống. Lưỡi đao sắc lạnh như bất cứ lúc nào cũng có thể lướt qua điểm chí mạng. Keng! Âu Dã Thanh Vũ vốn đang uống cà phê, khi nhìn thấy thanh đoản kiếm trong tay Trần Đức thì cánh tay chợt run lên. Cà phê trong tay làm ướt chiếc váy, đôi con ngươi xinh đẹp nhìn chằm chằm vào thanh đoản kiếm trong tay Trần Đức với vẻ khó tin. Trên gương mặt lạnh lùng, Trang Nhã lộ rõ vẻ kinh ngạc và chấn động. Long ngâm, sao nó lại ở trong tay anh? Âu Dã Thanh Vũ gần như là vô thức buột miệng nói ra tên của nó với một giọng điệu dồn dập. Cùng lúc đó, cô ta cũng vươn tay, không nhịn được muốn cầm lấy thanh đoản kiếm trong tay Trần Đức. Ánh mắt Trần Đức lộ ra vẻ nghiêm nghị, trở tay một cái, thanh đoản kiếm lập tức đè lên cổ họng của Âu Dã Thanh Vũ, lạnh lùng nói, chỉ có người chết mới đụng vào kiếm của tôi thôi, cô muốn thử không? Anh Trần, Kỳ Hồng ngồi cạnh không biết đã xảy ra chuyện gì, hoảng sợ hô, đừng mà, cô ấy là bạn của tôi, đừng làm cô ấy bị thương, cầu xin anh đó. Hừ, Trần Đức hừ lạnh một tiếng, cất đoản kiếm vào trong tay áo. Âu Dã Thanh Vũ hoảng sợ không thôi, sắc mặt cũng hết sức khó coi. Ban nãy, cô ta quả thật đã cảm nhận được sát khí. Tên Trần Bát Hoang này đúng là định giết cô ta, may mà mình không có đụng vào thanh đoản kiếm kia. Cũng may mà có Kỳ Hồng xin giúp, không thì, có lẽ cô ta sẽ chết thật. Âu Dã Thanh Vũ nào có trải qua chuyện như này. Bình thường, dù là đàn ông ở trong thế tục hay gia tộc lánh đời thì ai mà không kính cẩn, lấy lòng, cố gắng thể hiện trước mặt cô ta nhằm nhận được sự chú ý của mình chứ. Mà dùng đao kề lên cổ cô ta thì Trần Bát Hoang tuyệt đối là người đầu tiên. Chương 738. Trong tích tắc ban nãy, cô ta hoàn toàn không cảm giác được chút thương hương tiếc ngọc nào trên người anh. Giống như cụm từ thương hương tiếc ngọc kia chẳng liên quan gì đến anh vậy. Đây là lần đầu tiên Âu Dã Thanh Vũ gặp được một người đàn ông bá đạo và không bị sắc đẹp của mình chinh phục. Cô ta có thể cảm giác được sự lạnh lùng của Trần Đức cũng không phải là giả vờ, cũng chẳng phải là để thu hút sự chú ý của mình. Anh Trần, xin lỗi anh, ban nãy tôi chỉ là... Quá kích động, Âu Dã Thanh Vũ dùng mình, hoàn toàn tỉnh táo lại. Ngoài việc có hơi bất ngờ và kinh ngạc ra thì cô ta cũng không trách Trần Đức. Giữa các võ giả thì việc đụng vào vũ khí của người khác đúng là rất bất lịch sự. Có thể cho tôi xem nó thêm một lần nữa không? Hàng mi của Âu Dã Thanh Vũ khẽ run, con ngươi lập lòe, van nài nhìn Trần Đức. Nếu là người đàn ông bình thường khác thì chắc chắn sẽ không chịu nổi ánh mắt quyến rũ đầy tội nghiệp của cô ta. Song, Trần Đức vẫn thẳng thừng từ chối, không được. Thứ tốt thì chỉ cần xem một cái thôi là đủ rồi. Huống chi, anh đã có thể khẳng định Âu Dã Thanh Vũ biết thanh kiếm trong tay mình. Thậm chí, cô ta còn hô lên tên của nó. Long ngâm. Trong lòng Trần Đức đang rất kích động, nhưng cũng không phải vì cái tên của nó, mà là lai lịch của anh lại có thêm một manh mối nữa. Được rồi, Âu Dã Thanh Vũ thất vọng, nuối tiếc thu hồi ánh mắt đáng thương, nói, anh Trần này, có thể kể cho tôi nghe sao Long ngâm lại ở trong tay anh không? Không thể, Trần Đức từ chối tiếp. Long ngâm liên quan đến lai lịch của anh, mà anh với Âu Dã Thanh Vũ cũng không thân, nên đương nhiên không thể nói. Hô! Năm lần bảy lượt bị từ chối, dù Âu Dã Thanh Vũ là một người rất trang nhã cũng hơi tức giận và khó chịu. Cô ta hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. Sau đó, mở miệng nói. Anh Trần, tôi nói thẳng vậy, nhà tôi vẫn luôn tìm kiếm thanh kiếm trong tay anh và đã tìm hơn 20 năm rồi. Mặc kệ anh làm sao mà có được nó thì cũng mong anh trả lại cho nhà họ Âu Dã chúng tôi, được không? Chỉ cần anh đồng ý, tôi đảm bảo nhà họ Âu Dã sẽ dùng thiên phương thạch rèn cho anh một thanh vũ khí khác và cái đỉnh mà anh cần. Vì thể hiện thành ý và sự coi trọng của mình, Âu Dã Thanh Vũ còn nói thêm, ngoài ra, nhà họ Âu Dã chúng tôi còn bằng lòng bỏ ra 5 tỷ và nợ anh một ân tình. Sau khi nói ra mức giá, Âu Dã Thanh Vũ bèn nhìn chằm chằm vào Trần Đức. Chờ đợi câu trả lời của anh. Cô ta đã lấy ra tấm lòng thành lớn nhất của mình. Kỳ Hồng ngồi cạnh sợ ngây người, hoàn toàn không hiểu ra sao. Chương 739. Thanh kiếm kia có giá trị kinh vậy luôn hả? Cô ta biết ơn tình của nhà họ Âu Dã còn đáng giá hơn 5 tỷ, 10 tỷ và thiên phương thạch rất nhiều. Đừng thấy thực lực nhà họ Âu Dã xếp chót trong 36 gia tộc địa sát. Nhưng...
vì nắm giữ kỹ năng rèn kiếm đỉnh cao, giúp các gia tộc lớn rèn đúc vũ khí nên mối quan hệ của họ cực kỳ rộng. Ngay cả người trong Côn Luân Hư cũng có qua lại với nhà họ. Không nói qua chữ ơn tình của nhà họ Âu Dã có thể bảo vệ được tính mạng của bất cứ người nào trong phạm vi Hoa Hạ. Thế nhưng, đối mặt với sức hấp dẫn như thế, mí mắt Trần Đức còn không thèm chớp lấy một cái, vẫn lạnh lùng, dứt khoát từ chối. Đầu tiên, tôi không thiếu tiền, cô hẳn là biết rõ điều này. Thứ hai là, tôi không cần ơn tình của nhà họ Âu Dã mấy người. Trần Đức rất ghét người khác mơ ước đồ của anh, mặc kệ thanh kiếm này có liên quan gì tới nhà họ Âu Dã hay không, nhưng giờ, nó đã là của anh. Và lại, nó rất có thể là do bố mẹ anh để lại. Vậy thì tại sao có thể dễ dàng tặng cho người khác được? Đừng nói 10 tỷ, ngay cả 50 tỷ thì Trần Đức cũng từ chối thôi. Huống chi, sau khi quen biết Kỳ Hàn, Giang Hồ Hải, Trần Đức đã đủ hiểu biết về võ giả ở Hoa Hạ. Với truyền thừa mà mình có được, chỉ cần cho anh thời gian thì mấy nhà được xưng là gia tộc lánh đời kia cũng chẳng là cái đinh gì. Không ngoa chữ ơn tình của họ lại chẳng đáng một đồng trong mắt anh. Âu Dã Thanh Vũ hơi nghiến răng, gương mặt trang nhã như tiên nữ lại lộ ra vẻ buồn bã. Nếu bị các fan của cô ta nhìn thấy, chắc chắn sẽ hết sức đau lòng. Nhưng, Trần Đức lại chẳng tỏ vẻ gì. Thương hoa tiếc ngọc, không tồn tại. Với anh mà nói, cái gọi là mỹ nhân còn không bằng bình rượu bên hông. Giờ đến lượt tôi hỏi cô, Trần Đức không quen uống cà phê, bèn lấy bình rượu kia ra, nốc một ngụm, nó tên là Long Ngâm. Không thể trả lời. Âu Dã Thanh Vũ bị Trần Đức từ chối mấy lần, giờ cuối cùng cũng đến lượt cô ta từ chối anh, trong lòng không khỏi vui vẻ, xem ra thái độ của anh Trần đối với thanh kiếm kia đã không còn gì để bàn bạc được nữa. Một khi đã thế thì tôi còn có việc bận, không thể tiếp anh Trần được. Hồng hồng, mấy ngày nữa tớ sẽ đến tìm cậu. Âu Dã Thanh Vũ chỉ để lại một câu như vậy xong bèn đứng dậy, nhấc đôi chân thon dài định rời đi. Xoẹt. Ngay khi Âu Dã Thanh Vũ sắp rời đi thì nhân viên vệ sinh đang khom người quét dọn ngang qua cô ta bỗng lấy ra một thanh đoản đao trong ủng, vung lên đâm thẳng về phía Âu Dã Thanh Vũ. Con đĩ chó, chết đi. Ánh đao sắc lạnh chợt lóe lên, Âu Dã Thanh Vũ hoàn toàn không phản ứng kịp. Thanh đao nhắm thẳng vào đầu, càng ngày càng gần, không ngừng phóng to trong con ngươi cô ta. Cẩn thận, sắc mặt Kỳ Hồng chợt thay đổi hét. Chương 740. Gương mặt xinh đẹp của Âu Dã Thanh Vũ hết sức khó coi, giây tiếp theo, khi thanh đao hạ xuống, cơ thể cô ta dùng một góc độ khó tin né đi. Xẹt. Mũi đao sượt qua gương mặt Âu Dã Thanh Vũ, chém lên vai, tạo thành một miệng vết thương dài trên cánh tay cô ta. Máu tươi thoáng chốc trào ra, đỏ đến chói mắt. Trên mặt Âu Dã Thanh Vũ toát ra vẻ nghĩ lại mà sợ, may mà cô ta cũng là võ giả, tuy không mạnh, nhưng vì thích muốn nên cơ thể mềm mại đến đáng sợ. Có thể làm ra những động tác mà người thường khó có thể tưởng tượng nổi. Không thì chỉ với một đao kia, cô ta chắc chắn sẽ chết. Ai? Dừng tay. Nhân viên công tác, người đại diện, vệ sĩ của Âu Dã Thanh Vũ cách đó không xa lập tức phát hiện ra tình huống bên này. 7-8 người xông lên bảo vệ Âu Dã Thanh Vũ, họ đều là võ giả, nhưng người ám sát rất mạnh, xoay người vài cái đã có thể nhảy qua họ một cách dễ dàng. Linh khí trên người gã bùng nổ kéo theo sát khí lao thẳng về phía cô ta. Võ giả. Tên ám sát kia cũng là võ giả, thực lực còn rất mạnh, ít nhất cũng phải là luyện khí kỳ đỉnh phong, gần sát thông mạch kỳ. 7-8 người kia hoàn toàn không ngăn cản được gã. Vừa đối mặt, họ đã bị quật ngã xuống đất. Thanh Vũ. Khuôn mặt xinh đẹp của Kỳ Hồng hơi thay đổi, cô ta cũng nhanh chóng đứng dậy, đi về phía Âu Dã Thanh Vũ. Lập tức gia nhập vào phe bảo vệ người chị em của mình. Chỉ có Trần Đức vẫn đang uống rượu, như thể đang thưởng thức một bộ phim truyền hình, không có bất cứ hành động gì, cực kỳ bình tĩnh. Tên sát thủ thực sự rất mạnh, mục tiêu duy nhất của ông ta dường như chỉ có Âu Dã Thanh Vũ, ông ta đá Kỳ Hồng sang một bên, lại tiếp tục ép Âu Dã Thanh Vũ. Sắc mặt Âu Dã Thanh Vũ tái nhợt, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ cùng tức giận, vội vàng né tránh đòn tấn công nguy hiểm của sát thủ. Tiếc là sức lực của cô ta quá yếu, sau khi tránh được mấy lần thì cánh tay của cô ta lại bị dao găm đâm trúng, cả người lùi vào trong góc. Đồ chó cái, sao? Còn muốn trốn, lần này xem cô còn trốn đi đâu, ha ha, đi chết đi, tên sát thủ cười khẩy, đôi mắt 50-60 tuổi lóe lên tia sáng đắc ý.
Con dao găm dính máu trên tay ông ta lại một lần nữa đâm vào bộ phận chí mạng của Âu Dã Thanh Vũ. Thấy không thể chạy trốn, không thể thoát được. Âu Dã Thanh Vũ có chút tuyệt vọng. Nếu cô nói chuyện liên quan đến Long Ngâm cho tôi nghe, tôi có thể cứu cô một mạng. Vào thời điểm quan trọng này, Trần Đức đang bình tĩnh xem kịch, đột nhiên lên tiếng. Chương 741. Lời nói thản nhiên, yên ả. Thời điểm anh chọn rất chuẩn, lúc đang ở trên bờ vực sinh tử, Âu Dã Thanh Vũ không có cơ hội suy nghĩ hay do dự. Một là đồng ý, hai là chết. Cứu tôi, trong lòng Âu Dã Thanh Vũ cực kỳ hoảng sợ, không nghĩ được nhiều như vậy, cô ta bất giác kêu lên. Lưỡi dao đã đến trước mắt cô ta. Tên sát thủ đã nở một nụ cười đắc thắng, gớm ghiếc, nhưng đúng lúc này. Choang! Đột nhiên, một cốc cà phê đập vào đỉnh đầu tên sát thủ, chiếc cốc sứ bình thường nhưng lại giống như một cái búa gõ một phát khiến ông ta choáng váng, con dao găm trên tay ông ta cũng ngừng lại. Cũng chính giây phút này, Trần Đức đã đến chỗ Âu Dã Thanh Vũ, đứng chắn ở trước mặt cô ta, một cú đấm bằng tay trái giơ lên giáng xuống ngực của tên sát thủ. Bụp! Cú đấm nặng nề giống như đỉnh núi Thái Sơn, lại giống như tảng đá từ trên trời rơi xuống, nặng nề đáp xuống mặt đất. Vang lên những tiếng ầm ầm. Trong tích tắc, tên sát thủ bay ngược ra xa hơn 10 mét, va vào tường, không đứng dậy nổi. Ông ta kinh hãi nhìn người thanh niên đó, bất luận thế nào ông ta cũng không ngờ được, một thanh niên chừng 20 tuổi lại có thể một đấm đánh bay ông ta. Thậm chí ông ta có thể chắc chắn đối thủ vẫn chưa dùng hết sức lực, chỉ cần dùng toàn bộ sức mạnh thì e là cú đấm đó sẽ xuyên thẳng vào xác thịt và xương của ông ta, trực tiếp giết chết ông ta. Tên sát thủ kinh hãi tột độ, Âu Dã Thanh Vũ cũng vậy, cô ta đứng sau lưng Trần Đức, trong đôi mắt tao nhã lóe lên tia kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng lưng của Trần Đức, sững sờ không thôi. Vài giờ trước, Kỳ Hồng đã nói với cô ta rằng Trần Bát Hoang rất mạnh mẽ. Cô ta vẫn luôn nghĩ, cho dù Trần Bát Hoang có mạnh mẽ đến đâu thì nhiều nhất cũng chỉ bằng Kỳ Hàn mà thôi. Dù sao thì Kỳ Hồng cũng thường xuyên nói rằng anh trai cô ta rất mạnh, song, Âu Dã Thanh Vũ biết rất rõ. Nếu đổi lại là Kỳ Hàn thì hắn tuyệt đối không thể nào hạ gục tên sát thủ chỉ bằng một cú đấm. Trần Bát Hoang mạnh hơn Kỳ Hàn. Vậy mà cô ta lại đi chọc giận Trần Bát Hoang. Âu Dã Thanh Vũ cảm thấy ớn lạnh, nếu Trần Bát Hoang thực sự giết cô ta, e rằng nếu nhà Âu Dã không mời viện trợ của nước ngoài thì không ai trong gia tộc có thể báo thù cho cô ta cả. Suy nghĩ trở về thực tại, Âu Dã Thanh Vũ lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại. Vừa rồi có người ám sát tôi, các người đến đây một chuyến. Vừa cúp điện thoại, chỉ trong vòng một phút đã có người từ bên ngoài xông vào đưa tên sát thủ đi. Tên sát thủ này là ai, đến từ đâu, những chuyện này cần được điều tra thêm. Cảm ơn hai người, Âu Dã Thanh Vũ nhìn Trần Đức và Kỳ Hồng, chân thành nói lời cảm ơn. Chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi, Trần Đức lãnh đạm nói, lời nói của anh không hề dao động chút nào. Vậy bây giờ chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng được chưa? Âu Dã Thanh Vũ im lặng, sắc mặt có chút khó coi. Sao, hối hận rồi, Trần Đức hỏi. Chương 742. Không, Âu Dã Thanh Vũ đáp, sao tôi biết tên sát thủ vừa rồi có phải do anh phái đến hay không? Để lại số điện thoại, tôi sẽ liên lạc với anh sau khi điều tra rõ ràng. Được, Trần Đức suy nghĩ một lát rồi đồng ý, tôi cho cô một ngày. Nếu trong vòng một ngày không có câu trả lời, tôi sẽ đích thân đến nhà họ Âu Dã, xem thử nhà Âu Dã có mạnh như lời đồn hay không. Chúng ta đi thôi. Trần Đức cùng Kỳ Hồng xoay người rời đi, đi ra khỏi sân vận động, Kỳ Hồng có chút buồn bã nói. Cậu chủ Trần, thực xin lỗi, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Không trách cô được, lời nói của Trần Đức rất nhẹ nhàng và bình tĩnh. Âu Dã Thanh Vũ càng như vậy thì chứng tỏ lai lịch của Long Ngâm rất bất phàm. Anh đồng ý cho Âu Dã Thanh Vũ một chút thời gian. Tại nhà họ Vân ở thành phố Ninh An. Trong một căn phòng toàn là đao binh, Vân Lâu đang kể cho một ông lão nghe cuộc gặp gỡ giữa hắn với Trần Đức ở sân vận động. Trông dáng vẻ thì ít nhất ông lão này cũng khoảng 60-70 tuổi. Vân Lâu nói xong còn nói thêm, gia chủ, ông chuẩn bị xử lý hắn thế nào? Không cần mày lo, cút đi, ông lão xua tay. Vân Lâu sững sờ. Nhưng hắn không hề nổi nóng, sắc mặt rất khó coi, nhanh chóng lui ra ngoài. Trần Bát Hoang, mày giết con trai tao, thù này không báo, Vân Huyền Thương không tao thể không làm người. Ngay khi Vân Lâu đi ra ngoài,
một luồng sát khí cuồng bạo dâng lên, Vân Huyền Thương không đấm mạnh vào tủ sách làm bằng thép trước mặt, tủ sắt lập tức lõm xuống. Trên tường, đao bình cùng nhau rung lên, phát ra tiếng động leng keng. Mọi người bên ngoài đều nghĩ Vân Huyền Thương không chỉ là sư phụ của Tạ Phương Kiệt, thực tế thì Tạ Phương Kiệt là con riêng của ông ta, cũng là đứa con trai duy nhất của ông ta. Ngay cả Tạ Phương Kiệt cũng không biết chuyện này. Cho đến khi chết, hai bố con vẫn không thể nhận nhau. Trần Đức ở nhà họ Kỳ 2 ngày, anh không lập tức rời đi ngay, thứ nhất vì bố của Kỳ Hàn bị thương quá nặng nên anh phải đích thân ra tay, thứ hai, bởi vì anh còn phải đợi Âu Dã Thanh Vũ kể lại những chuyện liên quan đến Long Ngâm. Về thân thế lai lịch của anh nhất định phải điều tra rõ ràng. Có lẽ chỉ có như vậy anh mới có thể tìm thấy bố mẹ của mình, tìm thấy những kẻ chủ mưu đứng sau đối phó với những người anh em đã khuất. Vào lúc nửa đêm, Trần Đức sẽ nhớ lại hình dáng của những người anh em và An Nhã Hy, mỗi khi nhớ lại chuyện này, trong lòng anh luôn bị những cơn đau nhói dày vò, chỉ có thể uống rượu mới giải tỏa được. Đây là chướng ngại tâm lý mà bất luận thế nào, bất luận phải trả giá ra sao anh cũng khó có thể vượt qua được. Cho dù là mất mạng, anh cũng phải tự tay giết hết sạch tất cả những kẻ đứng sau chuyện đó. Chương 743. Ngồi xếp bằng trên chiếc giường lớn, Trần Đức xoay chuyển âm dương kinh, linh lực trong cơ thể dâng trào, làn da màu đồng rung động, cơ bụng di chuyển theo linh lực, thi thoảng lại nhấp nhô lên xuống, cực kỳ có sức quyến rũ của đàn ông. Cậu chủ Trần, Kỳ Hàn từ xa vội vàng chạy tới. Cậu chủ Trần, người mà cậu bảo tôi tìm, tôi đã tìm thấy rồi. 2 ngày nay Kỳ Hàn trở thành gia chủ của nhà họ Kỳ, việc đầu tiên khi nhậm chức là giúp Trần Đức tìm người mua khăn quấn năm đó, sau khi trở thành gia chủ hắn có thể huy động lực lượng càng lớn hơn. Chỉ trong 2 ngày, manh mối đã được tìm thấy. Người mua khăn quấn là người nhà họ Chu, tên là Chu Hồng Diễu. 10 năm trước hình như làm trái gia pháp, bị đuổi khỏi nhà họ Chu, sau khi ra ngoài trong lòng hắn hậm hực. Thường xuyên đuổi giết người thường. Hoa Hạ tức giận bắt hắn lại, bây giờ hắn bị nhốt trong nhà tù ở thành phố Vân Bắc. Mặc dù gia tộc lánh đời chúng tôi có quan hệ tốt với Hoa Hạ, nhưng nhà tù đó là nơi quan trọng, cho dù là chúng tôi cũng không vào được, Kỳ Hàn có chút thất vọng, có điều, tôi đang nghĩ cách để giải quyết. Không cần, bên phía Hoa Hạ tôi có quen biết, để tôi nghĩ cách. Trần Đức cân nhắc, thành phố Vân Bắc, Linh Thạch Anh lấy được lúc trước cũng xuất hiện ở nơi này. Anh vốn định tới đó, nhưng bây giờ xem ra nhất định phải đi một chuyến rồi. Trần Đức lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm số của Hình Tông Đài, tôi muốn gặp một người bị nhốt trong nhà tù Vân Bắc, có thể nghĩ cách không? Nhà tù Vân Bắc, giọng Hình Tông Đài ngập ngừng, nơi đó có chút phức tạp, hoang gia, cậu có gấp không? Gấp lắm. Được, vậy tôi sẽ đích thân đi Vân Bắc một chuyến, nhờ người giúp cậu mở đường. Cảm ơn, trước khi đi ông nên đến Ninh An trước. Tôi đang ở nhà họ Kỳ. Tốc độ của Hình Tông Đài rất nhanh, cúp điện thoại xong liền lập tức hành động, 4 giờ sau đã đến nhà họ Kỳ. Sau khi chào hỏi với Kỳ Hàn, Hình Tông Đài nhanh chóng gặp được Trần Đức. Ông mặc một bộ quân phục, tư thế hiên ngang, kiên cường chính trực, hoang gia. Cái này cho ông, Trần Bát Hoang lấy ra một bộ công pháp đã chuẩn bị sẵn cùng với 3 viên ngưng thần đan đưa cho Hình Tông Đài. Ông cầm lấy đi đến chỗ quan chức Hoa Hạ tìm võ giả hướng dẫn cho ông, có thể nhanh chóng trở thành võ giả. Cái này, hoang gia, cái này quá quý giá, tôi. Cầm lấy đi, Trần Đức cắt ngang lời ông, không muốn nói thêm nữa. Vâng, như thể nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, Hình Tông Đài thận trọng cúi người nhận món quà từ Trần Đức, cảm giác vui mừng dâng trào, vô cùng kích động. Trở thành võ giả là mơ ước của biết bao nhiêu người. Hình Tông Đài cũng muốn trở thành một võ giả, nhưng tu võ không chỉ đòi hỏi tư chất mà còn phải có tài năng nhất định, người bình thường không có huyết mạch truyền thừa, nếu muốn trở thành võ giả thì quả thực là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng, giờ phút này, hy vọng nằm ngay trước mắt, sao ông có thể không kích động được? Được rồi, đi Vân Bắc đi, càng sớm càng tối. Người mà tôi muốn gặp, Kỳ Hàn đã đưa tư liệu cho ông rồi chứ, Trần Đức hỏi. Chương 744. Hoàng gia, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất và quyền lực lớn nhất để cậu có thể gặp được người đó, Hình Tông Đài nói một cách thận trọng, sau đó lên trực thăng đi thẳng đến Vân Bắc. Không lâu sau khi ông rời đi, điện thoại của Trần Đức đột nhiên vang lên. Người gọi đến là Lâm Giao, Bát Hoang, tôi nghe nói anh đến Ninh An. Đúng vậy, anh đúng là tên khốn, sao đến Ninh An mà không tìm tôi,
giọng nói đùa giỡn của Lâm Giao từ đầu dây bên kia chuyển đến, cô bâng quơ nói, ở đâu, tôi đi tìm anh. Nhà họ Kỳ. Được. Nhà họ Kỳ là một trong những gia tộc lớn ở Ninh An, nhà họ Lâm thành lập ở Ninh An, không phải là gia tộc lánh đời, nhưng cô cũng biết nhà họ Kỳ ở đâu. Lâm Giao rất nhanh đã đến đứng trước trang viên của nhà họ Kỳ. Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, gương mặt thanh tú, vóc dáng mảnh mai không chút khuyết điểm, dù đi đâu thì dáng người cao ráo và đường cong chữ S hoàn hảo của cô vẫn luôn nóng bỏng và vô cùng hút mắt, như một danh lam thắng cảnh, uốn lượn trùng điệp, đẹp không sao tả xiết. Lâm Giao không được xếp vào hàng ba mỹ nhân ở Ninh An, nhưng sắc đẹp của cô chắc chắn không hề thua kém. Cô không có tên trong danh sách này là bởi vì suốt những năm tháng trưởng thành cô luôn ở thành phố khác. Từ trước đến nay, Ninh An nổi tiếng là vùng đất của võ giả, là người bình thường, bọn họ chỉ có thể lựa chọn đến nơi khác để hoàn thành việc học. Nếu ở Ninh An, rất có khả năng là lúc vào trường học thì nguyên vẹn mà lúc đi ra lại thiếu mất tay chân. Bát Hoang. Lâm Giao sốt sắng đi tới trước mặt Trần Đức, cực kỳ tự nhiên khoác lấy cánh tay của anh, hừ, đến Ninh An cũng không nói cho tôi biết. Là muốn trốn người ta sao? Đâu có, Trần Đức nói, nhà Kỳ Hàn nhà xảy ra chuyện nên mới đến đây, hai ngày nay vẫn luôn bận rộn. Chuyện nhà họ Kỳ tôi biết, Lâm Giao cười nói, bố tôi nói muốn gặp anh, bây giờ đang ở nhà đợi anh đấy. Bố cô, gặp tôi, vẻ mặt Trần Đức kinh ngạc. Đúng vậy, ông ấy nói năm đó anh cứu tôi, vẫn chưa kịp cảm ơn anh, muốn gặp anh một lần, lẽ nào anh không muốn đi sao? Lâm Giao nhìn Trần Đức đầy mong đợi. Được thôi, đi. Nhà họ Lâm tuy không phải là một gia tộc lớn ở thành phố Ninh An nhưng cũng giàu hơn nhiều so với những phú hào bình thường, điều hành rất nhiều xí nghiệp và trung tâm mua sắm, tọa lạc ở biệt thự Lâm Giang nằm riêng biệt bên ngoài đường vành đai 3 của Ninh An. Căn biệt thự có diện tích hơn 2.000 mét vuông, diện tích rất rộng, nhìn đâu cũng toàn là trang trí xa hoa, điều này đủ cho thấy sự giàu có của nhà họ Lâm. Cô chủ. Trần Đức và Lâm Giao đi vào trang viên theo sự hướng dẫn của tài xế, cổng vừa mở ra, lập tức có hai bảo vệ chạy đến mở cửa xe cho bọn họ. Trần Đức bước xuống xe, nhíu mày hỏi, Giao Giao, em có biết hai bảo vệ kia không? Chương 745. Có biết, bọn họ đã ở nhà em được 2 năm rồi, Lâm Giao ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Không có gì, chỉ là cảm thấy ở đây có hơi yên tĩnh. Trần Đức liếc nhìn tòa biệt thự sừng sững như tòa thành ở cách đó không xa. Trên thực tế, không chỉ yên tĩnh, anh còn thoáng cảm nhận được sát ý. Tuy rằng rất mờ nhạt và yếu ớt, nhưng lại thật sự tồn tại. Đi thôi, vào xem trước đã, Trần Đức đề cao cảnh giác, cùng Lâm Giao đi về phía biệt thự. Nơi ở của người giàu luôn luôn xa xỉ như vậy, nền đất được lát bằng đá cẩm thạch, đủ loại cây kiểng đắt đỏ được trồng xung quanh theo một quy luật nhất định, hòn non bộ, suối nước. Tất cả vây quanh biệt thự được tô điểm bằng hai màu vàng và đỏ giao nhau, hệt như sao vây quanh trăng. Tuy trang viên này rất lộng lẫy, xinh đẹp, nhưng lại mang đến cảm giác hết sức kỳ quái, có sát ý như ẩn như hiện quanh đây. Trần Đức đi theo Lâm Giao, chẳng mấy chốc, bọn họ đã đi đến cửa chính biệt thự. Ngoại trừ có chút đề phòng, Trần Đức cũng không căng thẳng, trái lại, Lâm Giao chẳng khác nào một cô gái dẫn bạn trai về gặp bố mẹ lần đầu tiên, cô cực kỳ hồi hộp. Không khỏi hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi mới đẩy cửa ra. Trước tiên, bọn họ nhìn thấy người. Rất nhiều người. Trong đại sảnh rộng lớn có ít nhất 30 người đứng đấy, đa phần đều là nam, chỉ có một vài phụ nữ. Đám người kia cứ như những gốc tùng mọc rễ trong đại sảnh, dường như bọn họ cố ý đứng đó để chờ đợi hai người Lâm Giao. Cửa vừa mở ra, vô số ánh mắt sắc bén đổ dồn về phía hai người họ. Khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Sao lại có nhiều người như vậy? Lâm Giao nhìn lướt qua những người trong sảnh, cô kinh ngạc phát hiện ngoài mấy người bác hai, dì út thì còn có mười mấy người lạ, cô không quen biết và cũng chưa từng gặp họ. Con gái, sau vài giây yên tĩnh ngắn ngủi, Lâm Đồng Vĩ lên tiếng. Ông ta ngồi ở vị trí chủ vị, chân mang giày tây, cách ăn mặc rất nghiêm túc, đến đây. Lâm Đồng Vĩ vừa dứt lời, ngay lập tức có một quý bà đứng dậy. Chạy đến nắm lấy tay Lâm Giao, kéo giãn khoảng cách giữa cô và Trần Đức. Mẹ, đã có chuyện gì xảy ra, bọn họ là ai? Lâm Giao tỏ vẻ nghi hoặc, sao dì út và bác hai lại đến đây? Chẳng phải bố mẹ nói muốn gặp Bát Hoang sao? Trần Đức đứng ở cửa ra vào, tuy anh không biết đang có chuyện gì xảy ra, nhưng anh biết rõ sắp tới đây. E là sẽ có rắc rối.
bởi vì trong đại sảnh có hơn 10 võ giả, và sát ý phảng phất trong không khí phát ra từ trên người bọn họ. Trong đó, ông lão độ 70 tuổi ngồi cạnh Lâm Đồng Vĩ là người có sát ý mạnh nhất. Bên cạnh ông ta còn có một thanh kiếm, dường như bất cứ lúc nào, kiếm cũng có thể lao ra khỏi vỏ. Tình hình trước mắt khác hoàn toàn với tưởng tượng của Lâm Giao, cô thật sự không hiểu vì sao mẹ lại kéo mình ra. Con gái, ha ha, là như vậy, Lâm Đồng Vĩ mỉm cười, chỉ tay về phía ông lão ngồi cạnh mình, bắt đầu giới thiệu với Lâm Giao, để bố giới thiệu với con, vị này là Vân Huyền Thương Không, vốn là sư phụ của cậu Tạ, Tạ Phương Kiệt. Hôm nay ông ấy đến đây là để cầu hôn. Cầu hôn, Lâm Giao có hơi kinh ngạc, chẳng phải, Tạ Phương Kiệt đã chết rồi sao? Chính là cầu hôn, giọng Lâm Đồng Vĩ có hơi chua xót, mi mắt khẽ giật, nhưng ngoài mặt lại cố nặn ra một nụ cười, ý của Vân gia chủ là muốn con tiếp tục gả cho cậu Tạ, tổ chức. Âm hôn, chương 746. Khi nói đến hai chữ âm hôn, rõ ràng là giọng ông ta có hơi đổi, xen lẫn chút nghẹn ngào. Sỉ nhục, quả thực là sự xúc phạm nặng nề mà nhà họ Vân dành cho nhà họ Lâm. Nói trắng ra, âm hôn chính là gả cho người chết. Đứa con gái mà ông ta yêu thương nhất không thể gả cho người đàn ông mình yêu thì cũng thôi đi, vậy mà bây giờ phải gả cho một người chết. Thế nhưng, ông ta có thể làm gì được? Ông ta không thể chọc vào nhà họ Vân. Nếu Lâm Giao không chịu gả thì từ trên xuống dưới nhà họ Vân đều bị diệt. Bố, không phải bố nói muốn gặp Bát Hoang sao, vì sao? Lâm Giao cực kỳ hoảng sợ, cô không dám tin những gì mình vừa nghe được. Lâm Đồng Vĩ trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Không phải bố muốn gặp cậu ta, mà là nhà họ Vân muốn gặp. Đến lúc này, mọi chuyện đã rõ ràng, Lâm Đồng Vĩ lừa Lâm Giao, cố ý nói cho cô tin tức của Trần Đức rồi lợi dụng cô dẫn anh chui vào cái bẫy này. Không sai. Lúc này, Vân Huyền Thương Không sầm mặt, khuôn mặt ông ta lạnh tanh, gằn giọng nói, theo quy củ của gia tộc chúng tôi, nếu tổ chức âm hôn, cô dâu buộc phải chôn cùng chú rể. Tuy nhiên, tôi đã đồng ý với bố cô sẽ không phải chết, sau này. Con trai nuôi của tôi sẽ chăm sóc cô thay đệ tử đã chết đi của tôi. Giao Giao, xin chào. Vân Huyền Thương Không vừa dứt lời, một ông chú tóc ngắn, độ khoảng 50 tuổi bước ra từ trong đám đông. Ông ta hoàn toàn ngó lơ Trần Bát Hoang, duỗi tay về phía Lâm Giao và nói, tôi là Vân Trung Quân, sau này tôi sẽ chăm sóc em thay Phương Kiệt. Ánh mắt tham lam của ông ta lướt qua từng đường cong xinh đẹp của Lâm Giao. Thật không ngờ. Ở Ninh An lại có một mỹ nhân xinh đẹp bực này, Tạ Phương Kiệt đã chết, xem như ông ta được hưởng lợi. Nhìn người đàn ông trước mặt duỗi tay về phía mình, Lâm Giao vừa bàng hoàng vừa khó hiểu. Cầu hôn, âm hôn, những từ này cứ quẩn quanh trong đầu khiến cô đứng ngây ra, lúc này, cô cảm thấy rất loạn. Có ý gì, rốt cuộc đã có chuyện gì? Vốn dĩ hôm nay là lần đầu đưa Trần Đức đến gặp bố mẹ, nên Lâm Giao rất hồi hộp. Nào ngờ tình huống lại khác xa so với dự liệu. Nào là âm hôn, rồi bỗng dưng một người đàn ông đáng tuổi bố cô nhảy ra, đòi chăm sóc cô. Lâm Giao lắc mạnh đầu, vô thức lui về sau, một lần nữa quay về bên cạnh Trần Đức. Lúc này, cô thật sự không biết nên làm thế nào. Không sao đâu, đừng sợ. Bỗng nhiên, một âm thanh từ tính vang lên khiến cô có cảm giác an toàn, Trần Đức thản nhiên nói, có anh ở đây. Không ai có thể ép buộc em làm chuyện mà em không muốn. Kế đó, anh bước lên một bước, nắm chặt cánh tay đang duỗi ra của Vân Trung Quân, lạnh lùng nói, ngại quá, Giao Giao không thích người xa lạ, còn nữa, không phải ai cũng có thể gọi cô ấy là Giao Giao. Vậy sao, hiển nhiên, Vân Trung Quân biết Trần Bát Hoang. Thấy đối phương chủ động ra mặt, ông ta nhếch mép cười lạnh, nói mà không chút kiêng nể, mày có biết vì sao Giao Giao kết âm hôn nhưng không phải chôn cùng không? Bởi vì mày sẽ bị chôn thay cô ấy. Mày đã giết đệ tử mà bố nuôi tao yêu thương nhất. Chương 747. Bố nuôi tao không chỉ muốn mày chết, mà còn muốn mày tận mắt nhìn Lâm Giao, người mà mày che chở, hay hỏi cách khác là người phụ nữ mày yêu gả cho một người chết.